chương 791, ý định của Thượng Đế. Giữa trưa, sóng biển cuộn trào, gió mát chậm chậm thổi vào. Tấm rèm cửa sổ sát đất của phòng ăn ngựa tôn, hôm nay được trang hoàng mới, toàn bộ đều được thay thế chủ yếu thành rèm cửa vải hồng phấn hình lá sen, khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, hình ảnh dập dờn trong sáng mang theo vài phần chân thực. Chỗ ngồi ngoài trời, truyền đến một trận tiếng cười. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trước bàn ăn, nghe đường khả hình kể toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian này, nhịn không được ngẩng mặt nở nụ cười, đón cơn gió biển, nhìn về phía đối cô gái đối diện, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn đen, tóc búi cao kiểu đuôi ngựa, ngồi ở trước bàn ăn, khuôn mặt tươi cười ngẫu nhiên biểu lộ vẻ đẹp ngọt ngào, cười khẽ mà nói, làm cho người khác có cảm giác trong lòng thoải mái, anh thâm tình nhìn cô một cái, mới nói, gần đây, em có khỏe không? Đường khả hình ngồi ở ghế ăn cơm, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về phía tô thủy kỳ dịu dàng nói rất khỏe giống như một giấc mơ đã tỉnh lại trên mặt vết sẹo đã không còn lúc đó lại hoảng sợ sợ hãi sợ đây chỉ là một giấc mơ rồi mỗi ngày đều nói với mình phải sống thật tốt nắm chặt mộng tưởng đó tìm kiếm cảm giác chân thực nhất dần dần trong khoảng thời gian này một ít trí nhớ cũng dần dần địa trở lại trong người em rất chờ mong mình trở về lúc trước tô thủy kỳ trầm mặc nhìn cô thật lâu hai mắt lóe ra trên mặt bộc lộ vẻ xúc động, cười nói, "Nếu có một ngày em thật sự khôi phục trí nhớ, có nhớ ngày hôm nay em hoạt bát đáng yêu như thế này không?" Đường Khả Hinh hai mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ, mới cười nhìn anh nói, "Có phải anh đang lo lắng, sau khi em khôi phục trí nhớ, có rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp, nên em không giống bây giờ luôn luôn vui vẻ phải không?" Mặt Tô Thủy Kỳ bộc lộ sự quan tâm nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhịn không được cười rộ lên nói, "Trong khoảng thời gian em ở khách sạn có phải đã xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ không? Audio điện tử võ tấn bền Tô Thủy Kỳ nghe lời này, liền chỉ khẽ cười. Đường khả hình nhìn về phía ánh mắt dịu dàng kia của Tô Thủy Kỳ, tất cả đều là tràn đầy lo lắng và không yên lòng. Cô nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía bên trong, kêu nhỏ Tiểu Nhu. Ai, Tiểu Nhu đang bưng cái khay, đưa lên một ly nước trái cây cầu vồng rực rỡ cho khách, nghe được đường khả hình gọi cô, cô lập tức nhanh nhẹn khéo léo đi tới, cười hỏi, Khả Hinh, cô gọi tôi sao? Đường Khả Hinh cười đến thật vui vẻ nhìn về phía Tiểu Nhu, nói chúng ta cùng nhau chơi trò khoai tây, cô còn nhớ không? Tiểu Nhu nghe lời này, lập tức ngốc nghếch cười gật đầu nói, nhớ rõ. Cô cùng cậu chủ tô chơi một lần đi, đường Khả Hinh đột nhiên nói như vậy. Tiểu Nhu nghe lời này, sửng sốt một phen. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên vị trí, nghe được đường Khả Hinh nói những lời này, liền nhịn không được đổi một tư thế ngồi mỉm cười tò mò hỏi chơi cái gì trò chơi khoai tây chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức đứng lên vòng qua bàn ăn đi tới bên người tô thủy kỳ nóng quá liền kéo ghế dựa ngồi xuống vừa nhìn về phía anh cười nói trò chơi khoai tây chơi rất vui a à. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tô thủy kỳ có phần không tin quay đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhu đúng vậy a à, chấm than ngoặc kép tiểu nhu lập tức cười gật đầu tay liền cho vào trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy bạc bọc kẹo sữa bò, lật một mặt giấy bạc lên, có phần cố làm ra vẻ huyền bí đi tới trước mặt Tô Thủy Kỳ, nói thời điểm chúng tôi thường xuyên ở dưới ruộng đào khoai tây, đều không đào từ phía trên, thích nhất dùng xẻng, đặt lên mặt trên, hướng trên mặt đất xúc lên. À, Tô Thủy Kỳ gật đầu, nhìn 12 viên kẹo sữa bò nằm trong giấy bạc, gần giống như những viên thuốc bình thường ở bệnh viện của mình. Cho nên, hiện tại bắt đầu thu hoạch khoai tây chấm than ngoặc kép tiểu nhu nói xong ngón tay vươn đến viên kẹo sữa bò phía dưới mạnh mẽ nhấn một cái một viên kẹo sữa bò phịch bật ra tô thủy kỳ chớp mắt khoai tây khoai tây khoai tây chấm than ngoặc kép tiểu nhu chừng hai mắt lập tức thật nhanh thật vui vẻ nhìn từng viên kẹo sữa bò ở giữa giấy bạc nhảy ra tay lại nhanh chóng ấn xuống phía dưới tiếp tục cười kêu khoai tây khoai tây khoai tây khoai tây ra đây a à, thu hoạch thật vui vẻ theo tiếng nói, 12 viên kẹo sữa bò toàn bộ đều nhảy ra. Ha 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 ha, Tiểu Nhu cùng Khả Hinh trong lúc này, thật vui vẻ ngửa đầu cười. Rất nhiều những con quả đen bay qua. Khi đó Tô Thủy Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của mình có vấn đề, quay sang, nhìn về phía hai cô gái hai bên trái phải kia, giống như nghe được chuyện vui vẻ nhất thiên hạ, ngửa mặt cười rộ lên, vẻ mặt anh lại bộc lộ chút sững sờ và kỳ quái, thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Anh không biết là rất buồn cười sao? Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cười hỏi, "Không buồn cười." chấm 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 ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nhìn cô nhiệt tình cười vui vẻ như vậy, mới nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười, thật là cười đến cực kỳ bất đắc dĩ, lại không nói gì được, thậm chí lắc đầu. "Ai?" Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh, cười nói, "Anh là cái người một chút hài hước cũng không hiểu được." "Các người từ từ ăn." chấm than ngoặc kép. Tiểu Nhu đem viên kẹo sữa bò ở dưới đất kia nhặt lên, chính mình liền lau lau chùi chùi bụi bẩn rồi đi khỏi, có người cùng cô chơi cái trò chơi khoai tây này, cô liền thật vui vẻ. Tô Thủy Kỳ nhìn Tiểu Nhu đi khỏi, anh nhớ tới biểu hiện của mình vừa rồi, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói, kỳ thật cuộc sống của con người, dù lý tưởng có to lớn, nhưng là đều muốn được vui vẻ, càng vui càng tốt, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể hạnh phúc được. Em nghĩ thượng đế để cho em mất trí nhớ, có lẽ là vì lúc đó em đều tìm không thấy lý do vui vẻ, cho nên ngài ấy đưa cho em phần lễ vật này, nói cho em biết, thực ra em cũng có thể mỉm cười như vậy. Chờ khi em khôi phục trí nhớ của mình, em sẽ vẫn nhớ kỹ ngày hôm vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy, thật lòng trải qua mỗi một ngày thật tốt, không uổng phí số phận cho em trải qua bao khó khăn cùng khảo nghiệm. Tô Thủy Kỳ thật sâu nhìn cô, anh, Đường Khả Hinh cũng thâm tình nhìn về phía anh thiệt tình nói, người sống, ngẫu nhiên mất trí nhớ, có phải hay không rất tốt. Bởi vì có chút đau xót, cần theo bản năng quên đi. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, hai mắt lưu chuyển, vươn tay nhẹ nắm lấy tay cô, ngón tay to lớn cầm trọn ngón tay mềm mại của cô, muốn nói cái gì đó, mà lại không nói được, chỉ là nâng tay cô lên, đặt tại môi mình thâm tình hôn. Trong lòng đường khả hình ấm áp, hơi chút giật mình nhìn anh. Tô Thủy Kỳ lại nhẹ nắm chặt cái tay này, mang theo chút cười khổ, dịu dàng nói, lúc anh quen biết em, cảm thấy như đã thân từ rất lâu rồi, còn nhớ rõ sau khi em bị hủy dung, đứng ở cửa trước cửa hàng Ba Điền Chi của anh, giống như ánh hào quang trên thiên đường, tuy rất đẹp, nhưng cũng cực kỳ xa cách cùng thê lương, lúc đó nhìn em, sợ hãi cùng tự ti như vậy. Hiện giờ ngồi nhớ lại, giống như là chuyện của đời trước rồi. Thượng đế đối với em, vẫn rất thương yêu em, vẫn không rời bỏ em đúng không? Ánh mắt đường khả hình tự nhiên có chút hiểu, nhìn về phía anh, mỉm cười. Tô Thủy Kỳ nặng nề thở một cái, mới nắm tay cô, cười khổ nói, nếu em cùng anh, anh có thể bảo đảm em sẽ cả đời luôn được tươi cười, nhưng em lại không lựa chọn anh. Anh còn nhớ rõ, lúc đó là mùa hè, hoa sen nở rộ, những cơn gió nhỏ mát lành, vào thời điểm đó, em đội nón lên, nước mắt chảy xuống, liền xoay người rời khỏi. Hình ảnh ngày đó, cả đời anh khó có thể quên được. Anh và em ba năm không gặp lại nhau, Lúc đó thật sự mới ý thức được em rất xinh đẹp, lúc đó đã có hai người đàn ông theo đuổi em, anh cảm kích bọn họ, là bọn họ phát hiện nét xinh đẹp của em. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, hai mắt trong suốt, nghi hoặc rơi nước mắt. Tô Thủy Kỳ cắn răng, chịu đựng đến mức khuôn mặt nhẹ giật giật, lại nặng nề hôn lên đôi tay trắng như tuyết của cô, nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt, mới xúc động nói, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thời điểm em như ánh hào quang trên trời, như vẫn còn ở đây ở trong thế giới của anh, càng lúc càng sáng rộng, càng lúc càng sáng rộng ra, lúc anh ở nước ngoài, nhìn báo chí viết tin tức của em, vẫn vì em kiêu ngạo, mà được an ủi. Xa xa nhìn em, đều đã bất giác cười. Anh là người đầu tiên nhìn thấy em chịu khổ cực như thế, sống mệt mỏi như vậy, lại thành công đi tới hôm nay, anh có lý do cảm thấy được, Thượng Đế nên cho em được hạnh phúc. Thượng Đế nhất định phải để cho khả hình của anh được hạnh phúc. Đường khả hình nhịn không được khóc lên, nhìn về phía tô thủy kỳ nước mắt thi nhau chảy xuống lại không hiểu lòng chua xót nói anh nói những chuyện này làm gì sao đột nhiên lại nói những chuyện này hiện tại không phải em rất tốt sao tô thủy kỳ nghe nói đường khả hình gần đây có khả năng sẽ gặp nguy hiểm anh mang theo vài phần lo lắng vươn tay khẽ vuốt mặt cô đau lòng nói khả hình anh sẽ bảo vệ em mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì anh đều sẽ bảo vệ em đáp lại buổi tối mưa gió kia em chấp nhận nụ hôn của anh, để anh không còn là người cô đơn. Đường Khả Hinh lại không nhịn được rơi lệ, lại mơ hồ cảm thấy được có việc gì đó phát sinh, nhìn về phía anh khóc, anh sao vậy a? À? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ không có việc gì. Anh muốn em hạnh phúc, em cũng muốn anh hạnh phúc. Hai mắt Tô Thủy Kỳ đẫm lệ nở nụ cười, chậm rãi ôm cô vào trong lòng, nặng nề thở một cái, lại hạ quyết tâm, muốn che chở thật tốt cô gái này. Bên trong phòng ăn, Trần Mạn Hồng há hốc mồm nhìn về phía trưởng phòng trước mặt, vội vàng còn chưa lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên kêu lên cái gì. Phu, phu nhân chủ tịch tới rồi sao? Đúng đúng đúng, chấm than ngoặc kép, trưởng phòng nhanh chóng cùng Trần Mạn Hồng, khẩn trương nói tôi vừa rồi nhận được điện thoại. Trần Mạn Hồng không hiểu gì sừng sốt, lại nhìn về phía trưởng phòng, lúc này mới có chút khẩn trương hỏi, thật sự là phu nhân chủ tịch. Phu nhân chủ tịch Trang, chấm than ngoặc kép, trưởng phòng nhanh chóng nói. chương 792, khu vui chơi. Quẹ, đường khả hình đang cùng Tô Thủy Kỳ đang trò chuyện rất vui vẻ, đột lại cảm thấy có vài phần buồn nôn, cô nháy mắt nhịn không được vươn tay, che miệng một trận khó chịu. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô khó chịu buồn nôn, nghi hoặc lo lắng vươn tay, khẽ vuốt phần lưng của cô, hỏi em đã xảy ra chuyện gì? Đường khả hình vừa lấy tay che miệng, nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia, vừa lắc đầu, Thở hồn hển nói, không có việc gì, chỉ là cảm thấy có phần khó chịu buồn nôn. Khó chịu buồn nôn, Tô Thủy Kỳ không suy nghĩ nhiều, liền theo góc độ bác sĩ, nhìn cô nói, em có phải ăn phải thứ gì hư hỏng không hả? Hay là gần đây có bị cảm mạo, hay phát sốt, như vậy đều đã ảnh hưởng đến đường ruột. Đường Khả Hinh cũng không biết, chỉ là cảm giác trong cơ thể cồn cào như rời núi lấp biển, cô vừa nâng cốc nước lên, uống một ngụm nước đá, hai mắt lưu chuyển, nhớ tới cái gì đó. Có phần xấu hổ, có phần thăm dò quay đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, làm bộ như có phần tò mò cười nói, đúng rồi. Em nôn nhiều như thế, mới nghĩ đến ở bộ phận rượu vụ chỗ em có một người đồng nghiệp, chị ấy gần 40 tuổi, nhưng vẫn chưa mang thai. Ừm, Tô Thủy Kỳ nghe lời này, mỉm cười đáp lại. Ách, đường khả hình hai mắt nặng nề chấp, cảm thấy được lời nói cũ dích này, làm cho người ta hít thở không thông, lại vẫn không hiểu sao bóng cười rộ lên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ thăm dò nói, nhưng là cô ấy gần đây, hình như nôn mửa liên tục 2-3 ngày. Anh, anh cảm thấy được, cô ấy có khả năng mang thai không? Cô ấy cảm thấy được không có khả năng nhanh như vậy đi. Bởi vì cô ấy mới cùng chồng cô ấy cùng một chỗ không có bao lâu. Tô Thủy Kỳ nghe ra sự lúng túng trong lời nói của đường khả hình, ngược lại cũng không có hoài nghi nhiều như vậy. Theo góc độ bác sĩ cười giải thích, em có muốn anh theo góc độ y học, chuyên nghiệp giải thích cho em nghe. Này, không cần đâu. Đường khả Hinh nhanh chóng xoay người, tay cầm một gốc nước, uống ực một ngụm, bình tĩnh một hồi, mới lại xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ lại nhịn không được cười nói, anh nói đi. Một lúc nữa em trở về, liền kể lại cho cô ấy nghe thật tốt. Coi như đây là một chuyện tốt, anh cũng không biết, cô ấy nôn ra hai ba ngày, vô cùng mong muốn sẽ là chuyện kia, mỗi ngày hỏi nhóm người chúng em, có mang thai hay không, phiền chết mất. Cô nhanh chóng xoay người, Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thở mạnh một cái, lại nâng cốc lên uống. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía cô, kiên nhẫn giải thích, trên góc độ y học mà nói, Chu Kỳ mang thai, cũng không phải theo thời điểm vợ chồng cùng phòng, mà tính toán, mà là bắt đầu tính từ thời kỳ dụng chứng của người vợ. Chính là bắt đầu tính từ sau ngày có kinh nguyệt đầu tiên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật sự phát hiện mình quen biết với một bác sĩ là một chuyện rất hạnh phúc. Cô lập tức đi tới gần, cực kỳ khẩn trương hỏi, ý của anh là. Ý của anh là, nếu như một người sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt, như vậy 12 ngày sau cô ấy cùng chồng cùng phòng, như vậy sau 2 3 ngày, đối với một chút độ sai lệch sức khỏe của phụ nữ mang thai, nôn mửa là có khả năng, chu kỳ của thai nhi sẽ được tính gần nửa tháng rồi. Tô Thủy Kỳ lại cười giải thích. Một trận rét lạnh, theo sống lưng chảy thẳng lên Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm về phía Tô Thủy Kỳ, trên trán nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt mở to, không ngừng run run. Tô Thủy Kỳ kinh ngạc nhìn về phía bộ dáng này của Đường Khả Hinh, vẫn như cũ không nghĩ quá nhiều, lại quan tâm nghiêng đầu hỏi, "Khả Hinh, em đã xảy ra chuyện gì hà Ách, Đường Khả Hinh sắc mặt rất khó coi, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ, có phần xấu hổ cười nói, "Không, không có việc gì, em chỉ là cảm thấy quá kỳ quái thôi, cùng với những gì em biết không giống nhau." em lại còn, muốn biết chỗ nào nhiều hơn. Tô Thủy Kỳ mỉm cười vươn tay, nâng lên nước ấm, nhẹ uống một ngụm. Đường khả hình một trận tim gan run sợ xoay người, tay run lẩy bẩy rũi về phía trước, cầm cốc nước kia lên, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, theo bản năng tính thời gian mình cùng trang hạo nhiên, vừa vặn là kỳ an toàn, cô vẫn là cảm thấy được rất không có khả năng, xoay người nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nhịn không được cười hỏi kia, kia, kỳ an toàn, cũng có khả năng sẽ có thể mang thai sao? Ừm, có thể, việc này không được chính xác lắm. Tô Thủy Kỳ vừa đặt gốc nước xuống, vừa cười nói, nghe nói những bé cưng đến vào kỳ an toàn, sẽ vô cùng thông minh. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình cảm giác hai mắt mình vô thần chừng chừng nhìn về phía trước, cố gắng run rẩy phân tán trên mặt đất, không biết nên làm cái gì cho tốt. Cửa thang máy, trong nháy mắt đinh một tiếng mở ra. Ân Nguyệt Dung cùng vệ sĩ và quản gia gì chu theo sau, mặc váy dài kiểu cổ bằng gen màu hồng nhạt, chiếc châm cài đầu kim cương hình phượng hoàng trị giá 300 ngàn, hai bên tóc xoăn cột lên tao nhã, giống như hình một con bướm hoa, phất phới bay ra, nét mặt bộc lộ sự vội vàng, nhìn khắp xung quanh phòng ăn, hận không thể lập tức nhìn thấy khả hình, diện mạo của bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đứng ở trong phòng ăn, vẻ mặt xinh đẹp nhất thời tỏa sáng cả phòng ăn, tất cả vị khách trong và ngoài nước. Đều nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đối diện, Trần Mạn Hồng cùng ba vị trưởng phòng vội vàng ra tiếp đón, nhanh chóng đi tới trước mặt ân Nguyệt Dung, tôn kính lễ phép không người, khẩn trương kêu nhỏ trang phu nhân. Hoan nghênh phu nhân đến phòng ăn ngựa tôn, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho phu nhân? Ánh mắt ân Nguyệt Dung mạnh mẽ chấp chấp, nhìn thoáng qua Trần Mạn Hồng, không để ý đến cô, mà là nhanh chóng nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước, khẩn trương phấn khởi nhìn khắp nơi, nhớ tới hôm nay con trai đã bị cha nó đánh cho một trận, bà liền hưng phấn cảm thấy rằng con trai rốt cuộc cũng phạm tội, thật tốt. Để cho cha nó đánh chết nó đi, dù sao nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi. Bà không nói hai lời, lại giáo giác nhìn toàn bộ khắp nơi trong phòng ăn. Này, phu nhân, người đây là, vội vàng như vậy có cần tôi giúp gì không? Trần Mạn Hồng không hiểu nhìn ân nguyệt sung hưng phấn nhìn khắp nơi, làm cho những vị khách đều nhao nhao nước mắt, vừa nhìn diện mạo rất xinh đẹp của bà, vừa nhìn cử chỉ kỳ quái của bà. Ân Nguyệt Dung lại vẫn không để ý đến Trần Mạn Hồng, vẫn như cũng nhẹ nhàng đi khắp nơi, nhìn khắp nơi, cuối cùng bà đi đến hành lang kết hoa tầng 2 của phòng ăn, mới nhìn đến chỗ ngồi ngoài trời tại phòng ăn, có một đôi trai gái đang nói chuyện với nhau cười rất vui vẻ, cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, quần ngắn đồng phục màu đen, tóc cột đuôi ngựa mát mẻ, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào động lòng người, đang thẹn thùng cúi đầu cười. Bà lập tức mở to mắt, tay vén váy dài cất bước đi, nhanh chóng xuống lầu, ra bên phía ngoài. Trần Mạn Hồng cùng mọi người trong phòng ăn, nhìn thấy bà kích động như thế, tất cả đều sợ hãi. Khả Hinh, ân nguyệt sung dĩ nhiên kích động chạy nhanh ra phía ngoài phòng ăn, đón gió biển mãnh liệt, kích động đến hai mắt rưng rưng kêu lên, mẹ rốt cuộc tìm được con rồi. Con dâu của mẹ, Tô Thủy Kỳ kinh ngạc xoay người, nhìn về phía người tới. Đường Khả Hinh nhìn đến ân nguyệt sung, tim đập loạn, cả người lập tức từ trên bàn đứng bật dậy, mặt lộ vẻ khẩn trương kêu nhỏ, phu, phu nhân chủ tịch, người. Ân Nguyệt Dung lập tức đi tới trước mặt đường khả hình, vô cùng thân thiết như mẹ con, hai tay nhẹ kéo cánh tay của cô, nhìn về phía cô lại cảm động rơi nước mắt nói, khả hình. Con đúng là đại ân nhân nhà chúng ta. Sắc mặt đường khả hình lập tức trắng bệch, trên mặt mồ hôi đầm đìa nhìn về phía ân Nguyệt Dung, sau lưng nhanh chóng run lên, nhìn bà tinh thần bị kích động, mình nhất thời không lần mò ra đầu đuôi, lại miễn cưỡng cười nói, trang phu nhân. Người, người đây là, Tô Thủy Kỳ cũng kỳ quái nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, đã từng gặp mặt bà một lần trong yến hội, biết bà là mẹ của Trang Hạo Nhiên, hiện tại đúng là bà. Lại còn khách khí như thế, đều là người một nhà rồi, hôm nay mẹ nghe được tin tức tốt như thế, thiếu chút nữa là khóc lên rồi. Vất vả cho con, con gái, đến, đi cùng mẹ, mẹ hiện tại có một vài thứ muốn cho con xem. Đi." chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung nói xong, cũng đã nhanh chóng kéo Đường Khả Hinh kích động đi ra ngoài ai chấm than ngoặc kép đường khả hình bị trang phu nhân mạnh mẽ dắt đi về phía trước cô vừa đi vừa khẩn trương xoay người nhìn về phía tô thủy kỳ vẻ mặt tô thủy kỳ cũng không hiểu đứng lên nhìn về phía đường khả hình nhất thời không nói nên lời phu nhân người muốn mang con đi nơi nào vậy có chuyện gì khiến người hiểu lầm rồi hả đường khả hình vừa bị ân nguyệt dung dắt đi về phía trước cô vừa khẩn trương nói không có hiểu lầm hạo nhiên đều đã nói rõ ràng rồi chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nháy mắt trước mắt bao người lôi kéo đường khả hình đi vào thang máy vệ sĩ lập tức mặt lạnh nghiêm túc đi theo vào trong nhấn nút thang máy a à, anh ấy nói cái gì rồi đường khả hình thất thần nhìn về phía ân nguyệt dung kêu nhỏ nó nói con đã có cục cưng rồi chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nháy mắt trong thang máy xoay người nhìn về phía đường khả hình hưng phấn dương dương nói con đã mang cốt nhục của nhà chúng ta can đảm, đều tan nát dưới đất. Đường khả hình nhất thời hai mắt muốn nổ tung nhìn về phía ân Nguyệt Dung, sợ tới mức không nói nên lời. Đại sảnh khách sạn, cửa thang máy mở ra, một loạt tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, mỗi người đi qua đại sảnh khách sạn, đều tò mò nhìn qua. Phu nhân, phu nhân, người nghe con nói, toàn bộ đều là hiểu lầm, không có chuyện như vậy, tuyệt đối không có, đường khả hình vừa bị ân Nguyệt Dung lôi kéo đi về phía trước, vừa xoay cổ tay, khẩn trương kêu to. Sẽ không, bảo bối, mẹ là mẹ nó, mẹ còn không biết sao. Nó không hút thuốc lá, không uống rượu, yêu vận động, mà còn mỗi tối đều 10 giờ đi ngủ. Con trai tốt như thế, sao có khả năng làm cho mẹ thất vọng? Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung nói xong, cũng đã lôi kéo đường khả hình, ngồi vào trong chiếc xe xa hoa rôn roi dài gần 10 thước. Phu nhân, người nghe con, đường khả hình vẫn bị ân nguyệt dung đẩy mạnh vào trong xe, cô vừa giãy dụa thoát ra, vừa liều mạng giải thích người không nên gấp gáp. Thực không có chuyện như vậy, con cùng Trang Hạo Nhiên không có cái gì. Cửa xe, phịch một tiếng đóng lại. Ron Roy chậm rãi mà khí thế tiến về phía trước, theo sau có cả đội xe con màu đen. Phu nhân, người muốn mang con đi nơi nào vậy? Người nghe con giải thích, đường khả hình sợ tới mức đầu óc hoảng loạn, ngồi ở sau xe, nhìn ân Nguyệt Dung sốt ruột khẩn trương nói, thật sự. Chúng tôi thật sự, Sweet. Ân Nguyệt sung nháy mắt đối với Đường Khả Hinh, vươn tay làm một động tác giữ im lặng tinh thần hưng phấn khẩn trương nói: đừng kích động, đi theo mẹ. Đây là mẹ tặng phần lễ vật cho cháu đích tôn của mẹ. Chấm 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 ngoặc kép, Đường Khả Hinh không nói gì nhìn về phía mẹ của người nào đó đang cực kỳ vui vẻ trước mặt. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Đường Khả Hinh, nháy mắt thần bí mà mê người nở nụ cười. Rôn chạy dọc theo con đường ven biển, đi qua nội thành náo nhiệt lại chạy dọc theo đường cái rộng rãi náo nhiệt, nhất thời, sau khi xe chạy được một đoạn đường thật dài, dừng trước một khu vui chơi lớn nhất thành phố, vòng đu quay lớn nhất châu Á kia, đang ở nơi đó tràn đầy khí phách mà xoay tròn, bên trong tòa thành, giống như thế giới trong chuyện cổ tích, rực rỡ như vậy. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe. Ân Nguyệt Dung cấp tốc kéo đường khả hình đang vẻ mặt thất thần kia ra, nhìn khu vui chơi vô cùng náo nhiệt, truyền đến âm thanh thật lớn, hai người nhanh chóng đi tới trước khu vui chơi. Phu nhân, người đây là làm gì vậy?" Đường Khả Hinh lập tức nhẹ tránh thoát tay Ân Nguyệt Dung, kích động đứng ở ngoài cửa khu vui chơi, nhìn về phía bà kỳ quái hỏi. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt hưng phấn kích động vui vẻ nhìn về phía con dâu, giống như tiên nữ trong mộng liền cười nói, "Mẹ biết con đang mang thai, mẹ thật sự cực kỳ vui vẻ." Lập tức đã nghĩ, muốn tặng cái gì cho cháu mẹ, mới có thành ý. "Đối với con có thành ý, con xem, vì sau này cháu mẹ có thể thích chơi đùa." mẹ mua lại khu vui chơi này. Sau này, cháu của mẹ có thể ở bên trong, vui chơi thỏa thích. Bà nói xong, giơ tay lên, chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ kia. a à, đường khả hình cả người giống như bị điện giật, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn tròn, mồm há to, ngẩng đầu nhìn về phía khu vui chơi lớn nhất thành phố, còn có vòng đu quay khổng lồ, nhất thời hóa thân thành người dân bình thường trong nước, lập tức hóa đá. Trường 793, đều là của con. Ron Roy nhanh chóng chạy vào nội thành. Con phải biết, mẹ con đây là con gái của tập đoàn thế gia Châu Báu. Ân Nguyệt Dung ngồi ở ghế sau, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hóa đá bên cạnh, hai tay nhẹ che ngực, kích động cười nói. Đường Khả Hinh mắt liếc nhìn về phía bà, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, đáp nhẹ: "A." Ân Nguyệt Dung lại dịu dàng động lòng người nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt hưng phấn kích động nói: "Cho nên, ta cho con biết Châu báu chẳng qua cũng chỉ tượng trưng cho địa vị của người phụ nữ, còn đối với tâm hồn bên trong của người phụ nữ, bản thân nó không có bất kỳ một chút giá trị nào cả. Con đã hiểu chưa, nó bất quá chính là than hợp vật. Đường khả hình lưu chuyển hai tròng mắt, có chút sợ hãi nhìn về phía bà, ngây ngốc đáp A. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía đường khả hình đã hiểu, liền càng hưng phấn xúc động vươn hai tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai mắt lại tràn đầy những giọt lệ nói, ở trong mắt của ta. Con dâu của ta, ngoại trừ kim cương, không có gì khác có thể tượng trưng cho tâm hồn cao quý của con. Mẹ cho con phần lễ vật này, con nhất định phải nhận lấy. Đừng nên khách khí. Thật sảng khoái. Đường Khả Hinh lại một trận kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, dường như đã chịu không nổi khiếp sợ nói: "Phu nhân, ngài, ngài còn muốn làm gì a?" À? Ron Roy chậm rãi dừng ở trước một tòa nhà 60 tầng, đại sảnh khí thế bàng bạc, năm nhân viên tiếp tân mặc chế phục màu trắng, trước cổ áo là vạt áo cài biển tên, hướng tới các vị khách, khom người cúi chào. Bảo vệ nhanh chóng đi xuống xe, tôn kính mở cửa xe. Ân Nguyệt Dung hài lòng kéo đường khả hình vẻ mặt đang vô cùng sốt ruột, đi xuống xe, cưng chiều ôn nhu cười nói, đến. Mau tới, nhìn xem hôm nay mẹ chuẩn bị cho con lễ vật gì nào. Đường khả hình đi đôi giày cao gót 12 phân, đầu óc choáng váng đau chân đứng ở trên đất bằng, ngẩng đầu nhìn về tòa nhà phía trước, được xây dựng ngay trên đoạn đường trung tâm thành phố, cao vút tầng mây, cô không hiểu mở to mắt, chỉ ngây ngốc hỏi, đây, đây, đây là cái gì? Con gái ngốc, đây là công ty của mẹ A, à? chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung mỉm cười nhìn Khả Hinh nói. A, à, đường Khả Hinh phát hiện hôm nay mình thật là nghèo từ, ngây ngốc đáp ngài. Công ty của ngài, con xem một chút đi, ân nguyệt dung trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng tới tòa nhà cao lớn phía trước, Ánh sáng lung linh, tập đoàn Châu Báu Ân Thị. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn về phía kia mấy chữ cực lớn kia, nghĩ xem Trang Hạo Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu tiền a. À. "Đến, mau tới đây, nhìn mẹ chuẩn bị cái lễ vật gì cho con này." Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền kéo Đường Khả Hinh vẻ mặt đã ngây ngốc này, nhanh chóng đi lên cầu thang. "Đại tiểu thư." Công ty nghe nói đại tiểu thư đến đây, tức khắc phân nhân viên làm hai bên, tôn kính khom người kính chào. Ân Nguyệt Dung chỉ là bộc lộ biểu tình hưng phấn, kéo đường khả hình bước nhanh đi vào đại sảnh tao nhã huy hoàng, thực sự là thế giới trang sức nổi tiếng, toàn bộ đều đặt bên trong những quả cầu phát sáng, xoay tròn vô cùng đẹp mắt, bà một bên vừa đi vào bên trong, một bên vừa hưng phấn, vui vẻ cười nói, còn nhớ mẹ đã nói gì không? Kim cương chẳng qua là than hợp vật mà thôi. A, à, đường khả hình trột dạ trả lời, sau đó nhìn Ân Nguyệt Dung kéo mình đi vào thang máy, sau đó nhanh chóng đẻ xuống nút đỏ, Cửa thang máy đóng lại. Ân Nguyệt Dung lập tức đứng ở bên trong, vui vẻ mà cảm kích nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Con yên tâm, ta có khu vui chơi lớn như vậy dành cho cháu nội. Sao có thể không có lễ vật đưa cho con dâu của ta chứ? Con mới là người có công lao lớn nhất, con dâu ta so với bất cứ ai khác đều trân quý hơn." Đường Khả Hinh nghe những lời này, thật là dở khóc dở cười nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, bất đắc dĩ nói: "Trang phu nhân, ngài nghe cháu nói, Cháu. xuyệt, chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt vươn tay, đặt nhẹ lên môi Đường Khả Hinh, vẻ mặt thần bí kích động, nói ta hy vọng con không cự tuyệt. Vừa nói xong, cửa thang máy mở ra. Tầng 3. Một không gian màu trắng chợt xuất hiện. Hơn 10 nhân viên đồng phục màu đen của công ty, phân ra đứng bảo vệ ở trước các cửa màu trắng thật lớn, đối với Ân Nguyệt Dung tôn kính cúi người chào, "Phu nhân." Mở cửa số 1 ra. Chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung kéo đường khả hình hưng phấn đi đến nói vâng chấm than ngoặc kép tổng giám đốc nghe xong lập tức xoay người cầm lên thẻ mật mã ở trước cửa lại đè xuống ngón tay của mình lập tức được chuyển tới tổng bộ anh quốc sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận xong cửa của tầng thứ nhất được mở ra quản lý lại đi trước một bước nhấn xuống mật mã lại bắt đầu dùng sức xoay tròn mật mã như tay lái ô tô đường khả hình thở gấp tâm càng lúc càng lạnh nhìn về phía trước Cửa mật mã của tầng 1 mở ra, rốt cuộc nghe được đinh một tiếng, tổng giám đốc mỉm cười đứng ở một bên, hơi khom lưng giơ tay, nói, phu nhân, mời. Đến đây, tiến vào đi, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung không nói hai lời, liền kéo đường khả hình nhanh chóng đi vào cánh cửa thứ nhất. Phu nhân, chỗ này, cháu, đường khả hình vừa muốn kéo khoảng cách, ai biết chân cô vừa mới bước vào, tức khắc ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ. Mật thất phía trước, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp những chiếc giá bằng kim loại, bên trên những cái giá này toàn bộ là những hộp nhung màu đen, bên trong đặt những viên kim cương màu xanh lớn nhỏ không giống nhau, tất cả đều màu xanh dưới ánh đèn, ánh lên những tia sáng trong suốt mà tôn quý. Trời à! Đường khả hình sợ đến đôi con người như muốn rớt ra ngoài, nhìn những viên kim cương này mà trước mắt cũng thấy đau. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có nhiều như vậy kim cương? Trong nháy mắt, dường như kim cương trên cái thế giới này đều là đồ không đáng giá nhất ân nguyệt dung trong nháy mắt giống như tiên nữ bay tới trước mặt đường khả hình hơi mở hai tay hài lòng nhìn về phía con dâu nói mẹ vừa đã nói con là người có công lớn nhất đối với trang gia chúng ta mẹ hôm nay rất vui bởi vì khả hình của chúng ta đang mang trong mình đứa cháu của mẹ cho nên toàn bộ tòa nhà này bao gồm tất cả kim cương ở đây đều là của con a à, đường khả hình lúc này mới thực sự thần hồn điên đảo, cô sợ đến cơ hồ muốn khóc nhìn đầy một phòng này, chính cô cũng thấy hoa mắt, cô thực sự, thật sự là bất đắc dĩ nhìn về phía ân Nguyệt Dung, kinh ngạc gọi, phu nhân. Ngài, con, chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung tức khắc tiến lên một bước nữa tới trước mặt đường khả hình, vẻ mặt hưng phấn kích động cười nói, trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn, tôn kính gọi con là Trang phu nhân. Toàn bộ tập đoàn khách sạn, đều là của con và của cháu ta. Hạo nhiên, ta cũng không chia cho nó. Yên tâm đi, nếu như nó dám đối với con có một chút không tốt, ta đánh chết nó. Đường khả hình chịu không nổi, thoáng cái muốn chắp hai tay, đối với ân Nguyệt Dung, làm bộ phải quỳ xuống lại, bởi vì vẻ mặt cầu xin của cô, tựa như sợ đến mức chân cũng đều mềm nhũn ra rồi. Con thấy thế nào, khả hình, có phải rất vui vẻ hay không? Mẹ cũng rất vui, chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung cũng ngồi xổm xuống, thần sắc kích động nhìn về phía đường khả hình, nói con còn có cái yêu cầu gì cứ việc nói ra đường khả hình run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất cả người dường như muốn khóc lắc lắc đầu nặng nề thở dốc thật lâu thật lâu mới nói được thành lời cháu hiện tại chỉ muốn biết trang hạo nhiên đi vào trong đó ân nguyệt dùng ánh mắt sáng lên nhìn về phía đường khả hình hơi ngẩn ra suy nghĩ một chút mới nói nó có thể đã bị cha nó đánh chết phanh chấm than ngoặc kép một cây gậy bóng chày, cứ như vậy hướng tới cái chuông lớn hơn 300 vạn ném tới, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Sắc mặt trang hạo nhiên trắng bạch trốn ở một bên, nhìn về phía chiếc đồng hồ Big Ben kia, cứ như vậy vỡ vụn, anh một trận đau lòng nhìn về phía trang tính vũ kêu to, cha. Hơn 300 vạn nha, người nói như thế nào đập liền đập A. Trang tính vũ tức giận đến nắm chặt cây gậy bóng chày kia, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía con trai đang trốn ở đầu kia phòng khách, người hầu đều trốn thật xa, ông vừa chỉ con trai, vừa thất thanh phẫn nổ quát anh chả được tích sự gì cả. Hai người còn chưa có kết hôn, anh cư nhiên làm lớn bụng người ta. Tôi không đánh chết anh, tôi sẽ thấy thẹn với liệt tổ liệt tông trang gia, mất hết cả mặt mũi nhà họ trang ta. Cha, người không nên kích động, đây không phải là còn chưa chắc chắn sao. Trang hạo nhiên núp ở đằng sau một chiếc bình hoa cổ, bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, đừng đứng ở nơi đó, Di lý người hầu, trốn ở trong phòng ăn bên kia, sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng bình hoa đường chiều gần nghìn vạn kia. Trang Hạo Nhiên sợ đến ôm lấy bình hoa kia, thực sự không có chỗ để ẩn giấu, khẩn trương nói, cháu không đứng ở chỗ này, cháu còn có chỗ khác để trốn sao. Anh tới đây cho tôi, lão tử hôm nay không đem thắt lưng anh cắt đứt, anh không ra được cái cửa này, chấm than ngoặc kép, Trang tính vũ không nói hai lời. Liền lại muốn giơ gậy bóng chảy lên cao, bước nhanh tới. Trang hạo nhiên kêu lên một tiếng, không nói hai lời lại nhảy đến đầu kia sofa. Trang tính vũ như nghĩ tới con trai sẽ chạy trốn tới đầu bên kia, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đi về phía sofa, ném gậy bóng chạy đi. A, à, chấm than ngoặc kép, lưng Trang hạo nhiên trúng chiêu, cả người bỗng nhiên ngã ngửa ra phía sau, tay đặt ở dưới lưng, kêu to đau chết lão tử rồi. Anh còn muốn làm lão tử? Trang tính vũ không nói hai lời tiện tay lại cầm lên cây gôn sớm đã chuẩn bị tốt, lại phẫn nộ muốn đi về phía trang hạo nhiên. Vài người hầu nhanh chóng đi ra, ba chân bốn cẳng cùng nhau đem bình hoa đường chiều nhanh chóng ôm vào trong nhà, giấu đi. Cha, người bình tĩnh một chút, chuyện của con và cô ấy, bất quá liền chỉ mấy ngày nay. Khả năng có thật là, Trang Hạo Nhiên lại đứng ở phía sau sofa, vừa chạy trốn cây gôn của cha, vừa khẩn trương đến mồ hôi lạnh nhễ nhại nói, ngày bữa trưa còn chưa có ăn, cẩn thận huyết áp cao, chịu không nổi. Anh thật làm tôi tức chết mà, còn ăn cơm chưa, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ không nói hai lời, lại vùng cây gôn lên, đập mạnh xuống. Trang hạo nhiên trốn về phía trước, điện thoại phịch một tiếng, vỡ tung. Di Lý lại đau lòng đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói, nát, nát, lại nát, đều là tiền A. À. Cha, không cần phải như vậy, đánh chết con, cháu trai của người sẽ không có ba ba trang hạo nhiên thực sự không có cách nào đành phải mang con mình ra kêu to trang tính vũ vừa nghe những lời này lại càng như đổ thêm dầu vào lửa mắt nhìn con trai chạy về phía trước không nói hai lời liền ném cây gôn kêu to anh rốt cuộc cũng thừa nhận nó mang thai anh đứa con bất hiếu này phanh trang hạo nhiên vừa mới nghĩ muốn lắc mình trốn vào trong phòng dưới lưng đã phịch một tiếng bị ném trúng gậy gôn cả người a à một tiếng đau đến thiếu chút nữa ngất đi chương 794, bước tiếp theo. Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng dọc theo phía sau vườn hoa khách sạn Á Châu, chạy về phía khu biệt thự phòng tổng thống. Ân Nguyệt Dung nhất thời vô cùng kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ sự cảm động mỉm cười, cầm đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô nói, con nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ cha đứa bé rồi sao? Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trước, trên trán mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, nói không nên lời. Khả Hinh con làm sao vậy? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Hay cảm thấy buồn nôn? Ân Nguyệt Dung tự mình nói xong, lại tự mình thích động cười rộ lên, nhẹ tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của cô nói, đứa bé này. Thật sự là quá bướng bỉnh, hệt như cha nó vậy. Một trận da gà, chợt dựng lên. Đường khả hình thực sự không nói gì nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, thoát khỏi cái ôm của bà, vẻ mặt cầu xin, thong thả mà vô lực nói, trang phu nhân. Hả, ân nguyệt dung vẫn vô cùng ngây thơ nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía cô đáp nhẹ một tiếng con muốn nói cái gì cháu cháu không có mang thai cháu cháu và anh ấy đường khả hình phát hiện mình thực sự muốn cắn chết cái tên trang hạo nhiên kia thân ái hãy tin thế giới này không thiếu những điều kỳ lạ ân nguyệt dung tức khắc mỉm cười tin tưởng vào duyên phận xúc động nói mẹ lúc đó cũng giống như con vậy thời gian mang thai ngải lâm cùng với cha nó ở cùng một chỗ cũng không quá ba ngày. Đường khả hình trợn tròn mắt, một trận muốn khóc nhìn bà nói, thật vậy sao? Thực sự, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung lại tươi cười ngọt ngào, nhìn cô rồi nói, con không biết, ngài lâm chính là một đứa trẻ rất hoạt bát đáng yêu. Con thấy nó hiện tại thân thủ cao như vậy, thì cũng biết, lúc nó còn trong bụng mẹ, thì có bao nhiêu hoa chân múa tay rồi đấy. Không có chuyện gì, thân ái, từ một cô gái trở thành mẹ, dù sao cũng có một quá trình biến hóa. Chúng ta nhanh chóng thừa dịp này, mời một bậc thầy thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất trên thế giới, đo may cho con một chiếc áo cưới xinh đẹp nhất, lúc hôn lễ của hoàng tử William, áo cưới của vợ hoàng tử, vừa nhìn mẹ đã không thích, lúc đó mẹ còn nghĩ, nếu như con dâu của mẹ mặc áo cưới, nhất định sẽ không mộc mạc như thế. Đường khả hình lại sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, hơi thở nặng nề, không biết nên làm thế nào mới đúng. Còn nữa, đặt lễ phục lúc kết hôn, trang sức, còn có phòng cưới dành cho các con. Các nước trên thế giới ít nhất phải cử hành hơn 30 sân khấu tiệc cưới, đáng tiếc cha con đang ở châu Âu, muốn đầu tư khởi công xây dựng cao ốc cao nhất thế giới, chỉ là công văn chưa được phê duyệt xuống, nếu như xuống đến, mẹ nhất định phải chọn tầng cao nhất cho con tha hồ ngắm nhìn pháo hoa đẹp nhất thế giới. Ân Nguyệt Dung mở miệng rồi lại ngậm miệng, đều là nhất thế giới, kỳ thực bà mới là nhất thế giới. Trang phu nhân đường khả hình vẫn chịu không nổi cuối cùng muốn mở miệng lại ngẩng đầu nhìn thấy xe từ từ dừng lại một căn biệt thự kiểu Âu xa hoa nào đó sắc mặt cô bóng cương quyết nắm chặt nắm đấm đến rồi xuống xe chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung thoáng cái nắm chặt tay nhỏ bé của đường khả hình bước nhanh xuống xe vừa hướng về phía cổng hoa sắt vừa căn dặn gì lý mau đem hộp huyết hiến hoàng thất ra đây cho tôi nhớ chiên qua dầu một chút làm thành điểm tâm đưa đến cho khả hình của tôi ăn vừa rồi nắm tay nó, cảm thấy tay có chút lạnh. Hai người cùng trầm mặc đứng trước phòng khách, nhìn toàn bộ phòng phòng khách, cái chung đồ cổ bể nát, điện thoại cổ nứt ra làm hai phần, đèn chùm thủy tinh chế tác thủ công trên trần nhà, cũng rơi là tả xuống đất, bức danh họa trên tường kia, cũng bị màu tương cà phủ đầy. Nhiều người giúp việc đang đứng thu dọn tàn tích của cuộc chiến. Trong mắt đường khả hình muốn rớt ra ngoài, nhìn một màn trước mặt, một phòng khách xa hoa như vậy, bây giờ là thế nào? ân nguyệt dung lại trước mắt một cái nhìn tình hình xung quanh nhanh chóng hỏi bình hoa thời đường ở chỗ kia đâu rồi di lý nhanh chóng đi ra sốt ruột nói ôm đi giấu kỹ rồi không có bị đánh vỡ sao mắt ân nguyệt dung sáng lên hỏi không không có di lý vội vã nói thiếu chút nữa là không còn rồi ân nguyệt dung nghe lập tức vô cùng thất vọng nói tôi ghê tởm cái bình hoa thời đường kia chỉ có lão ra nhà các người thích thôi cái tên xúc sinh kia sao có thể trốn được nhanh như vậy đường khả hình lại nói không nên lời quay đầu trợn mắt nhìn bà ân nguyệt dung cũng vẻ mặt tươi cười nói con có phải muốn tìm hạo nhiên không đoán chừng nó trong phòng bôi thuốc rồi tạm thời an toàn cha con có thể đã ra ngoài đường khả hình nghe lập tức muốn miễn cường cười đáp lại lại nghe phía trước chuyển đến một loạt tiếng bước chân cô trong nháy mắt ngẩng đầu trang tính vũ cư nhiên dẫn thái doãn đi ra phòng khách vừa muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt bá một chút đỏ, lập tức lúng túng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, mới tốt tốn sức gọi, "Chủ. Chủ tịch." Trang Tính vỗ ngẩng đầu, hai mắt ẩn chưa nhiều suy nghĩ, cấp thiết nhìn Đường Khả Hinh, Thiên Ngôn Vạn Ngữ nói không nên lời, trong lòng nghĩ, "Khả Hinh, tha thứ cho chú lúc đó biết con mất trí nhớ tạm thời, chú đúng là có phần yên lòng, ít nhất trong thời gian điều tra, con có thể tạm thời không phải kiềm chế, đau khổ như vậy." ân nguyệt dung thoáng cái chắn trước mặt đường khả hinh, tức giận nhìn chồng mình. Trang tính vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vợ một cái, sắc mặt cứng lại suy nghĩ một lúc, mới nói cái tên xúc sinh kia. Tôi đánh chết nó, mau đi nhặt xác nó đi, nó dám bắt nạt khả hinh như vậy. Khả hinh con ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chú sẽ quay lại ngay, chủ trì công đạo cho con. Ông nói xong, ngay lập tức đi ra ngoài. Thái Doãn dường như cũng đầy thâm ý liếc mắt nhìn đường khả hinh một cái, vẻ mặt ngưng động theo sát trang tính vũ đi ra ngoài. Đường khả hình hình như cảm thấy những lời của trang tính vũ có hàm ý khác, cô có chút không hiểu quay đầu, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vườn hoa, trang tính vũ trầm mặc nhanh chóng đi ra trước vườn hoa, đón ánh mặt trời chói trang, nghĩ khả hình đã mang thai, chuyện đường trí long dặn dò, rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Thái doãn nhanh chóng tiến lên, kéo cửa xe rôn roi ra. Trang tính vũ im lặng không lên tiếng, Ngồi vào ghế sau xe, gỡ bỏ nút âu phục, mới nặng nề nói: "Đến, Liên Uyển, trước." "Vâng," tài xế nhanh chóng lên tiếng trả lời, chờ thái doãn ngồi vào ghế lái phụ, liền khởi động xe, chạy về phía trước. Sau buổi trưa, Liên Uyển, khắp nơi đều là những lá sen lay động, những hoa sen màu hồng phấn, tỏa ra hương thơm man mát, lộ ra một vài búp sen nhọn, mọc san sát giữa hồ sen, vì giữa trưa nên không có nhiều khách, ba thiếu nữ xinh đẹp mặc sườn xám trắng tóc búi cao thanh nhã, là những chuyên gia về trà đạo thuộc tập đoàn Á Châu, tay bưng trà tuyết nhà thượng đẳng trên núi Nga Mi, còn có bộ đồ pha trà thủy tinh chuyên dụng, từ giữa cầu cửu khúc đi tới. Thái Doãn trầm mặc đem một phần tài liệu, bình thản đặt trước mặt trang tính vũ, nhìn ông nói, chủ tịch, đây là mấy tháng này, tôi điều tra về đường Trí Long, thu được một số tài liệu, ngài xem qua một chút. Trang tính vũ yêu nhã ngồi trên ghế gỗ, trà cư, nhận lấy tài liệu, đích thân chăm chú vươn tay, mở sợi dây quấn. Ba chuyên gia trà đạo, mặt bộc lộ nụ cười ôn nhu, cùng cất bước vào phòng trà, đón những cơn gió trong lành từ hồ sen thổi vào, thật cẩn thận đặt bộ đồ trà và lá trà xuống, nhìn thấy nước trong ấm trà trên than đốt đã ấm lên, chuyên gia trà đạo thứ nhất liền cẩn thận dùng tay kẹp tách trà thủy tinh, đầu tiên dùng nước trà đã được chuẩn bị xong, sau khi hâm nóng tách, lại điềm tĩnh chuyên chú vươn ngón tay thon dài, mở những chén thủy tinh tròn phía trước ra, dùng thìa nhẹ múc ra ba dia tuyết nha, bỏ vào tách trà thủy tinh. Nhẹ nhàng khuấy đều, xác định mùi hương trong tách trà, không dương hóa hay hư hao gì, mới pha thêm một chút nước ấm 80 độ C, ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng khuấy động tách, trước hết để cho nước nóng thấm nhuần vào trà. Trang tính vỗ nhanh chóng lấy ra phần tài liệu thứ nhất, là tư liệu về đường trí long sau khi trực tiếp rời khỏi hoàn cầu, ông xem nội dung, trong nháy mắt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thái doãn. Thái Doãn cũng trầm mặc nhìn ông chuyên gia trà đạo bộc lộ ý cười ngọt ngào ước chừng một phút sau quan sát lá trà đã căng mềm tự lá trà đã chìm xuống liền cho thêm nước nóng vào bên trong đêm khoảng tám phần của tách trà lập tức nhìn thấy lá trà tuyết nha trông trên núi cao hấp thụ linh khí đất trời trên đỉnh núi nam y dịu dàng uyển chuyển như thiếu nữ ở giữa nước trà màu xanh tao nhã kia nhẹ dựng thẳng lên phảng phất muôn màu muôn vẻ hướng khí trong veo thẩm thấu tận tim gan kia hệt như lá thân của nó nhẹ nhàng lan tỏa Vương vấn lòng mỗi người, tách trà nhẹ nhàng đặt xuống. Ba chuyên gia trà đạo hiểu khách có lời muốn nói, các cô rất khéo trong việc quan sát sắc mặt khách, cùng đứng lên, lui về phía sau một bước, hướng về phía bọn họ khom người gật đầu chào hỏi, liền trầm mặc rời đi. Chí Long sau khi rời khỏi Hoàn Cầu, tất cả cổ phần đều bị thu hồi lại sao? Trang Tính Vũ khiếp sợ nhìn về phía Thái Doãn, mặc dù quá trình phát triển của Hoàn Cầu trong lịch sử có ghi lại thế nhưng điều này cũng chỉ là mánh khóe để bộ phận hành chính công ty biểu diễn ra bên ngoài mà những quy luật bên trong không nhất định sẽ được thực thi đúng chấm than ngoặc kép sắc mặt thái doãn cứng lại nhìn về phía trang tính vũ nói không chỉ tất cả cổ phần đều bị thu hồi mà tội danh tham ô kia toàn bộ đều bị phơi bày trang tính vũ nhanh chóng xem lướt qua tài liệu tiếp theo phát hiện trong đó còn có tài liệu nội bộ hoàn cầu không rõ ràng thậm chí còn có ông móc nối với quan viên chính phủ mua giấy chứng nhận đất đai, ông lập tức kêu lên, điều đó không có khả năng. Chí Long sẽ không làm chuyện như vậy. Thái Doãn cũng gật gật đầu, nói trong khoảng thời gian này, lúc tôi điều tra tư liệu có liên quan đến đường Chí Long, tôi phát hiện ra một sự việc rất thú vị. Cái gì? Trang tính vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Doãn. Gương mặt Thái Doãn nhanh chóng ngưng lại nói, có liên quan đến những tin đồn về ông ấy, rất nhiều, tham ô, tội phạm, rất nhiều tình huống, nhiều khi tôi cảm thấy đây là đang bưng bít sự thật. Bởi vì mặc kệ phát sinh chuyện gì, sự thật cũng chỉ có một. Trang tính vũ gật đầu. Thái Doãn tiếp tục giải thích, chủ tịch này hiện nhìn những tư liệu trong tay, có một số là từ chỗ quan viên chính phủ nào đó điều tra ra, cũng có một số tôi nghe từ trong miệng các nguyên lão trong nội bộ hoàn cầu, thế nhưng càng điều tra, tôi càng cảm thấy, có người tựa hồ lục lại chuyện nhiều năm trước, mà cố tình bày tính để công bố, mà cái người cố tình bày tính để công bố ra, lại chính là đường Chí Long. Ánh mắt trang tính vũ bóng chốc sáng lên, nhìn về phía Thái Doãn khẩn trương nói, lại có chuyện gì, khiến cho một người có thể tự hủy diệt danh dự của bản thân mình như vậy. Thái Doãn cũng không rõ, lại tiếp tục giải thích, tôi cũng không rõ lắm, ông ấy tại sao lại muốn làm như vậy. Bởi vì lúc tôi điều tra quan viên chính phủ và nguyên lão hoàn cầu, toàn bộ đều là bạn tốt của ông ấy. Tôi thử suy nghĩ, tuy thói đời người lừa ta gạt, nhưng cũng không thiếu những tình cảm bạn bè chân thành. Sao những người này lại đều nhất trí một mực nói như vậy để hủy hoại thanh danh của bạn tốt năm đó? Tôi khi đó, dù sao vẫn cảm thấy, càng lúc càng rơi vào một cái lồng, mà cái lồng này càng lún càng sâu. Trang tính vũ nhất thời bỏ tài liệu xuống, nhớ tới khả hình, sốt ruột vạn phần nói Chí Long rốt cuộc muốn làm gì. Khả hình hiện tại rất có khả năng đã mang thai, ép buộc hạnh phúc của hai đứa trẻ này vào đường cùng, Chuyện này thực sự là ngăn cản cũng không thể ngăn được duyên phận, tôi phải ngăn cản thế nào nữa đây? Chủ tịch, người không nên gấp gáp, Thái Doãn lại nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nặng nề nói, một tháng cuối cùng, tôi thực sự không cam lòng, thông qua hành vi phạm tội tham ô của Đường Chí Long năm đó, lần mò tìm kiếm manh mối, rốt cuộc tôi phát hiện một việc, chính là người đưa ra bằng chứng tham ô của ông ấy, là người của chủ tịch tưởng chúng ta, mà tự tay làm ra vụ án này, cư nhiên là bạn tri kỷ của ủy viên Trương chuyện này có liên quan gì? Trang tính vũ bởi vì việc khả hình mang thai, thật sự sốt ruột. Thái Doãn chậm rãi tiến lên, mở ra một phần tài liệu phía dưới, nói theo lý thuyết, nhân vật trọng yếu trong nội bộ công ty tham ô, phải bị pháp luật xử trí, nhưng vụ án này lại lấy quy định nội bộ công ty mà xử lý. Đây là điều thứ nhất tôi nghi ngờ, cũng là chứng minh, trong quá trình này, có người tiến hành xóa án. Người có năng lực xóa án này, nhất định chính là nhân vật trọng yếu của Hoàn Cầu. Ủy viên trương tính tình nguyên tắc chính trực sẽ không trong một vụ án đáng sợ vậy lại nhờ bạn tốt làm việc trái pháp luật như vậy kết quả chính là có người trong hồ sơ kiện cuối cùng lấy ra bằng chứng xóa án cho đường trí long ý của cậu là nói trang tính vỗ trong nháy mắt nhìn thái doãn nói đây là một cái bẫy nhằm cứu giúp trí long đúng thái doãn gật đầu tiếp tục phân tích muốn đường trí long sau khi rời khỏi hoàn cầu lẽ ra không có gì cả thế nhưng ông ấy lại cấp tốc làm giàu, lúc đó lại còn đảm đương vị trí bếp trưởng hành chính, khách sạn Ghana, cấp 5 sao. Nhưng một chuyện thú vị khác đã xảy ra. Đây là lúc tôi đi thăm trợ thủ đắc lực nhất của đường Chí Long năm đó Lưu Trí Đức, thông qua việc trước khi ông ta về quê, xảy ra một loạt chuyện, thậm chí thông qua việc ông ta đến ngân hàng, đối chiếu với hợp đồng mua bán khắp nơi, tôi phát hiện đường Chí Long cư nhiên chính là chủ tịch của khách sạn Ghana. Trang tính vũ khiếp sợ nghe sự thật này, Hai mắt ông chớp nháy liên tục, nghiêng đầu suy tư một chút, mới lại nhìn Thái Doãn nói, nói cách khác. Chí Long mặc dù tách khỏi Hoàn Cầu, thế nhưng hợp tác vẫn còn tiếp diễn. Đúng vậy, Thái Doãn tiếp tục gật đầu, nhìn Trang Tĩnh Vũ, nói, lúc tôi phát hiện được chuyện này, thật sự là như lấy được vật báu. Vẫn tiếp tục tiến hành điều tra, tôi lại phát hiện một sự thật đáng sợ khác. Cái gì? Trang Tĩnh Vũ khẩn trương hỏi. Thái Doãn tiếp tục nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nói, năm đó đường trí Long đảm đương chức vụ tổng giám đốc, khách sạn Ghana, nơi tiền vốn chảy vào, lại là nhà họ tưởng. Trong lòng trang tĩnh vũ, hệt như bị người ta nện cho một búa, hai mắt ông nhanh chóng lưu chuyển, nghĩ hai nhà tưởng trang, nhiều năm qua vẫn luôn phân chia gây dựng sự nghiệp, càng lúc càng lớn mạnh, nhưng hai bên vì muốn bảo vệ tập đoàn hoàn cầu, đều hy sinh và nhượng bộ, mà Trí Long lại là bạn tri kỷ tốt nhất của mình, ông ấy đã từng tỏ rõ thái độ, rằng mình sẽ vì hoàn cầu mà phục vụ, ông nghĩ tới đây trong lòng bất giác nhớ tới cha quyết định muốn mình nhanh chóng quay về anh ông bất đắc dĩ thương tâm nói chẳng lẽ khi đó trí long đã ra quyết định sẽ vì nhà họ tưởng mà phục vụ thái doãn đưa ra một phán xét công bằng nói tôi cảm thấy đường trí long làm như vậy ông ấy nhất định có lý do bởi vì tương lai chủ tịch trang ngài xử lý những chuyện ở châu âu mà đường trí long nhất định sẽ ở lại trong nước giúp đỡ tập đoàn á châu bất luận ông ấy làm như vậy là do bất đắc dĩ hay là tự nguyện, đều có thể hiểu được. Nhưng mà, điều tôi do dự chính là, vì sao ông ấy lại muốn bí mật hành động như vậy? Trang tính vũ lại ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Doãn. Thái Doãn tiếp tục nhìn Trang tính vũ, nặng nề nói, hoặc là vì tránh người nào đó giám sát, mà làm ra hành động này, hoặc là vì tiến hành một kế hoạch nào đó, mà làm như vậy. Kế hoạch này là cái gì? Trang tính vũ hỏi Thái Doãn, cũng là hỏi chính mình. Thái Doãn xin lỗi cười nói, tôi tạm thời không biết kế hoạch này là cái gì, nhưng tôi chỉ biết là, sau khi đường Chí long lỡ tay để cho nhà bếp khách sạn năm sao cháy, đem một loạt những chuyện này, toàn bộ đều kết thúc. Điều này sao có thể? Đường Chí long lúc đó, nắm giữ nguồn tài chính bí mật cũng phải lên đến 300 triệu. Một vụ án phóng hỏa, sao đủ để xử lý ông ấy? Nhưng lúc ấy, ông ấy lại cư nhiên không có gì cả. Thậm chí, đến cuối cùng nhà họ tưởng, Đối với ông ấy cũng chẳng quan tâm. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Ý của cậu là, Trang Tính vỗ nhìn về phía Thái Doãn, kinh ngạc nói, phóng hỏa nhà bếp là có người cố ý làm ra. Còn Chí Long là oan uổng. Đúng, chấm than ngoặc kép, Thái Doãn gật đầu, có chút thở phào nhẹ nhõm nói, suy nghĩ một chút. Mỗi sự kiện phát sinh, muốn điều tra, hoặc là tìm nguyên nhân gây ra, hoặc là nhìn kết quả. Hai đầu mối này cũng có thể điều tra rõ trong quá trình đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy, chỉ cần đem vụ án phóng hỏa này, một lần nữa điều tra lại, tìm ra chủ mưu thực sự đứng sau, nhất định có thể đem sự việc, tìm ra manh mối. Thậm chí nguyên nhân chủ yếu của việc ông ấy ngăn cản Tổng Giám Đốc và Đường Tiểu Thư, có thể đều nằm trong vụ án phóng hỏa này, cần phải làm rõ. Suy nghĩ một chút vụ án phóng hỏa đều đã qua nhiều năm như vậy, muốn điều tra lại, thật khó bao nhiêu. Khả hình đứa bé này, trước mắt sẽ phải ôm máu mủ của nhà họ Trang chúng ta, đây vốn dĩ là một chuyện, đáng vui mừng biết bao nhiêu. Trang tính vũ nhớ tới đứa bé trong bụng, cũng không khỏi vui sướng cùng xót xa trong lòng. Thái Doãn nghe lời này, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lời gì cứ nói đi, Trang tính vũ vươn tay, chống chán, thở hổn hển một hơi. Hoàn á chúng ta không phải có một người tài giỏi trong việc tra án sao? Thái Doãn có chút ngượng ngùng. Ai, trang tính vỗ ngẩng đầu lãnh phó tổng cậu ta rất giỏi điều tra bất luận vụ án gì vào tay cậu ấy vấn đề cũng chỉ là thời gian thái doãn nói xong tức khắc im bặt trang tính vỗ quả nhiên tức giận ngẩng đầu nhìn thái doãn nói mặc hàn và hạo nhiên là anh em nếu như cho cậu ta biết chuyện này không biết sẽ rước lấy ra phiền toái gì nữa nhưng bây giờ đường tiểu thư không phải đã mang thai sao nếu quả thật là mang thai chuyện gì đều phải nói cho rõ ràng, điều tra như vậy, có thể sẽ rất tốt. Thái Doãn đưa ra ý kiến của mình. Trang tính vũ gật gật đầu, nhưng vẫn thận trọng nhìn nhận, trầm giọng nói, trước hết phải xác thực khả hình có phải mang thai hay không đã, rồi sẽ đi bước tiếp theo. chương 795, từng mảnh lá cây. Đầm sen. Trang tính vũ nhẹ nhàng đi dọc theo cây cầu ngoằn ngoèo, đi ra bên ngoài. Vụ án phóng hỏa này, cậu điều tra nhanh lên cho tôi. Chân tướng có thể chờ, nhưng cái bụng của khả hình không thể chờ nếu như điều tra rõ chân tướng là có thể mở ra nút thắt trong lòng trí long có khả năng chỉ là hiểu lầm dù cho không phải là hiểu lầm thì vẫn sẽ có biện pháp để giải quyết cậu ở chỗ lưu trí đức cấp dưới của trí long khi đó điều tra thêm một số tin tức trang tính vũ dặn dò thái hiền thái hiền gật đầu nói tôi biết vậy còn đường phu nhân trang tính vũ dừng bước lại suy nghĩ một hồi mới trầm giọng nói không cần Cô ấy có lẽ không biết cái gì. Ngài xác định như vậy. Thái Hiền có chút kinh ngạc. Nếu muốn điều tra thì điều tra đi, Trang Tính Vũ cũng không phản đối. Dù sao có rất nhiều manh mối đều muốn điều tra. Vâng, Thái Hiền gật đầu. Vất vả cho cậu rồi. Trang Tính Vũ nói xong, liền vươn tay nắm lấy vai của anh, nhìn thật sâu. Thái Hiền lại mỉm cười gật đầu. Trang Tính Vũ xoay người lặng lẽ đi về phía trước chiếc xe Rolls Royce, cởi áo khoác ra ngồi vào xe dặn dò tài xế về phòng tổng thống. Thái Hiền đứng trước, đầm sen, mắt nhìn chiếc xe Rolls Royce chậm chạp đi, anh suy nghĩ một hồi, liền xoay người chuẩn bị trở về Hoàn Á, lại đột nhiên sửng sốt, dừng bước lại, khiếp sợ nhìn về phía trước. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt ba người mỗi người cầm một cây gậy bóng chày, đứng trên con đường nhỏ bên cạnh đầm sen, mồm ngậm một điếu thuốc rồi nhổ nó ra, không khác gì một đám lưu manh. Thái Hiền há hốc mồm nhìn về phía bọn họ, lập tức mang vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ ngửa đầu nói, không cần phải như vậy chứ. Mẹ nó, đi theo chủ tịch lâu như vậy, tiếng Trung vẫn không tiến bộ, uổng công mẹ cậu sinh ra cậu, dám phản bội anh em, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai một tay dơ lên cây gậy bóng chảy đập vào bàn tay kia, thái độ như một xã hội đen. Tôi đâu có phản bội anh em, Thái Hiền lập tức nhìn về phía bọn họ, kêu lên. Cậu còn dám nói, Cậu bây giờ là đang đi đánh giày cho chủ tịch hả?" Tô Lạc Hoành lập tức nâng cao cây gậy bóng chày, đặt trên bả vai, dáng vẻ nếu như còn nói dối lần nữa liền ra tay, cắn môi, tức giận nói, "Phản bội anh em, liền cắt sao sao, cậu biết không?" "Tôi đâu có, chủ tịch gọi tôi làm việc, tôi có thể không đi sao?" Thái Hiền nhỏ giọng nói. "Có thể gọi cậu làm việc, vậy gọi cậu làm chuyện gì, mau nói rõ ràng cho chúng tôi biết. Anh đây tha tội chết cho cậu." Tô Lạc Hoành lại đe dọa anh, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, đánh cho tàn phế rồi nói tiếp. Tào Anh Kiệt xúc động tiến lên, chờ một chút, đừng làm loạn, không nói được chuyện gì. Trời rất nóng, đứng chỗ này làm gì? Thái Hiền làm bộ không có việc gì, kinh hãi xoay người, liền muốn đi về phía trước. Bắt lấy cậu ta, đánh cho tàn phế. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm cây gậy bóng chảy bước lên, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cũng bước nhanh sông lên các cậu đừng làm loạn, thật sự không có chuyện gì. Thái Hiền lập tức nhanh chóng chạy về phía trước. Còn dám chạy, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt chia ra hai bên trái phải Thái Hiền. Tô Lạc Hoành lập tức bước nhanh sông lên phía trước, kêu to, nếu như hôm nay tôi không bắt cậu lại được, tôi tự cắt sao sao. Thái Hiền sợ hãi không nhẹ, chân lại bước nhanh về phía trước. Ai ngờ Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt từ hai bên nhào đến, nhanh chóng đẩy được Thái Hiền ngã xuống mặt đất. Tô Lạc Hoành hô một tiếng, nhào lên nằm trên người Thái Hiền. A, à, chấm than ngoặc kép, Thái Hiền lập tức nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, đau đến mức la to một tiếng. Làm cậu ta hôn mê rồi kéo vào trong rừng, nếu như thẳng thắn thì được khoan hồng, còn không cắt sao sao của cậu ta ném vào ao cho cá ăn. Ba người nhanh chóng tàn nhẫn kéo Thái Hiền đi. Cứu mạng, tôi không có phản bội anh em. Trước tiên chờ một thời gian, chờ xác định xem khả hình có phải mang thai hay không, chúng ta nói tiếp. Thái Hiền ôm lấy một cây cọc gỗ to, mới kêu cứu mạng. Mang thai, ba người Lâm Sở Nhai đồng thời dừng động tác lại, khiếp sợ nhìn về phía anh. Phòng tổng thống. Di lý dẫn đường khả hình đi qua phòng khách xa hoa, lại quẹo trái tại phòng làm việc chung của đại tiểu thư và thiếu gia, mỗi đồ dùng bày trong phòng đều là những đồ vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Có chiếc ghế dựa cổ bằng ngọc của cung đình, chiếc sofa vòng tròn màu nâu vô cùng khí thế. Trên bàn trà đặt một chiếc đèn bàn từ thời vua Cảnh Thái, niên hiệu của vua Đại Tông thời Minh ở Trung Quốc, từ trong những lá cây bằng thủy tinh, lộ ra bông hoa vô cùng huyền ảo, xoay tròn bốn phía. Phòng ngủ xa hoa. Bác sĩ riêng của nhà họ Trang là một người đàn ông trung niên đã gần bước sang tuổi 50. Ông mang bao tay, trên tay cầm chiếc kim châm cứu, đem đầu kim đốt nóng. Trang hạo nhiên tắm rửa xong đi qua, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần màu đen mặc ở nhà, ống tay áo săn lên cao, nằm sấp trên chiếc đệm giường màu nâu, nghiêng đầu nhìn bác sĩ đang chăm chú đốt nóng đầu kim châm, sau lưng anh truyền đến một trận tê dại, hỏi, bác sĩ Lý. Ông định làm gì vậy? Bác sĩ Lý khẽ nâng khuôn mặt tươi cười, nói, nếu như không châm cứu cho cậu, tôi e rằng, hông cậu sẽ không tốt. Trang hạo nhiên lại thấy tay bác sĩ Lý cầm kim châm, đầu kim cũng đã được đốt nóng, anh có chút sợ hãi muốn đứng lên nói, quên đi. Tôi không đau, không cần châm, bác sĩ Lý luôn luôn thân thiết với Hạo Nhiên, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía anh, nói thật sự không cần châm. Không cần châm, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức muốn kéo chăn đắp lên người của mình, nghĩ chuyện hông mình bị sưng, không châm cứu cũng vẫn sống được, mặc dù anh là nam tử hán đại trượng phu, thế nhưng sợ đau cũng không phải chuyện mất mặt. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Trang Hạo Nhiên đau đến mặt úp sấp trên gối, thở dốc gọi. Dì Lý mỉm cười đứng ngoài cửa cùng đường khả hình, nhẹ giọng nói có khách đến tìm cậu. Là đường khả hình tiểu thư. Khuôn mặt đường khả hình đỏ ửng, cả người như bị đốt cháy hừng hực nắm chặt nắm tay, nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt này, dự định xông vào, đem người kia bóp chết. Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa kia, hai mắt chuyển động, liền biết đường khả hình đến tìm mình tính sổ, anh lập tức gọi bác sĩ Lý đang muốn cất kim châm nói, chú Lý. Đừng đi, cháu châm cứu. Bác sĩ Lý mỉm cười dừng động tác lại, mặt hiền lành nói thật sự muốn châm cứu. Đem đầu kim châm đốt nóng lên đi, mặt trang hạo nhiên trôn trên gối, thở phì phò nói. Bác sĩ Lý ngẩng đầu, nhìn anh một cái, liền mỉm cười gật đầu. Cửa cạch một tiếng vang lên. Di Lý lập tức mỉm cười dẫn đường khả hình đi vào căn phòng xa hoa, đi qua phòng khách và cổng vòm, vừa muốn chào hỏi cũng đã nhìn thấy trên tay bác sĩ Lý cầm cây kim châm đã được đốt nóng, ngồi ở trên giường hướng tới vị trí xương đỏ bên hông của hạo nhiên chậm rãi đâm xuống a à, chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nằm sấp ở trên giường vẻ mặt bộc lộ sự đau đớn ngẩng đầu kêu to đau chết mất đường khả hinh vốn cắn răng đi tới chuẩn bị cầm cây gậy gỗ muốn đánh chết anh lại nhìn thấy bác sĩ đang cầm một chiếc kim châm đốt nóng đâm xuống vị trí xương đỏ bên hông hạo nhiên cô co rúm lại hoảng sợ có một số hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cô đau chết mất. Trang Hạo Nhiên vừa đau khổ kêu lên, vừa mồ hôi đầm đìa liếc về phía Đường Khả Hinh, giả vờ giật mình nói: Khả Hinh, sao em lại tới đây? Đường Khả Hinh lập tức tức giận chừng mắt nhìn anh. Bác sĩ Lý lại đốt thêm một đầu kim châm, ngồi bên giường lại hướng về huyệt vị bên hông Trang Hạo Nhiên, đâm thẳng xuống. A, à, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lại đau đến không nói nên lời, nắm chặt chăn, thở phì phò. Đường Khả Hinh lại bị hoảng sợ không kìm được lòng đi lên phía trước để nhìn, nhìn bác sĩ chậm rãi mà chăm chú châm kim, rồi lại đốt một chiếc châm khác, đâm thẳng xuống, mới chậm rãi nói, đừng có nhiều lời, không mà không sử dụng được, sau này sẽ không sinh được đứa nhỏ. Cô liếc mắt nhìn vị bác sĩ kia, bác sĩ Lý không nói nữa, tiếp tục châm cứu cho Trang Hạo Nhiên liên tiếp ba kim châm, mới chậm chạp thu châm, nói, được rồi, châm cứu qua thôi, nằm trên giường không nên cử động. Y tá nghe lời này liền tiến lên. Nhẹ đỡ Trang Hạo Nhiên đang nằm sấp trên giường, chậm chạp xoay người, giúp anh nằm xuống, không ngờ người đàn ông này lúc nãy mặc áo sơ mi không cài nút, trong nháy mắt xoay người kia lộ ra một lồng ngực kiên cố cùng cơ bụng rắn chắc, vô cùng gợi cảm và hấp dẫn, những múi bụng kia lại càng mê người, mặt cô lập tức đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại chỉ thấy Đường Khả Hinh hơi nâng cơ thể dậy, một nửa nằm trên giường, kêu nhỏ. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn anh. Bác sĩ cùng y tá còn có người giúp việc tất cả đều im lặng. Đường khả hình chậm rãi tiến lên phía trước, đứng bên giường, cúi đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, kêu một tiếng, cười trừ nói, đừng có lừa em. Anh đừng tưởng rằng, em không biết anh cố ý bảo bác sĩ nói như vậy, anh muốn em tin hông của anh bị đau. Đồ đáng chết, em đã bị anh làm mất hết mặt mũi rồi, sau này em không muốn gặp lại anh nữa. Cô không nói hai lời, liền tức giận nghẹn ngào ném gối ôm xuống, xoay người rời khỏi. À, Trang Hạo Nhiên vừa mới tránh chiếc gối ôm mà đường Khả Hinh ném xuống, lại nhìn thấy đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra đến cửa, anh lập tức khẩn trương vén chăn lên, nhảy xuống đất đuổi theo, nói, em đi đâu vậy? Em đi tìm cái chết, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh nói hết lời, cũng đã tức giận đi tới trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa muốn xoay ra đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên thoáng cái nhào tới phía sau đường Khả Hinh, hai tay ôm chặt cơ thể cô, sốt ruột nói, đừng đi thật vất vả mới được nhìn thấy em. Đây là lần đầu tiên em tới nhà của anh. Anh buông em ra, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận dẫy dụa tránh khỏi vòng tay của anh, xoay nắm cửa mở ra. Dầm, Trang Hạo Nhiên nhanh tay chụp được nắm cửa phòng, nhanh chóng đóng lại, ấn khóa xuống, tức giận đến nói không nên lời, chịu đựng đau đớn bên hông, ôm cô đi đến trên giường. Audio điện tử võ tấn bền chương 796, nhẹ nhàng mà tới anh buông ra, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cả người bị quảng ngã ở trên giường, cô vừa muốn dẫy dụa thoát khỏi vòng tay anh. Trang hạo nhiên lại thật khẩn trương ôm cô trong lòng, để cho cô nằm nghiêng trên giường, nháy mắt cầm lấy một cái gối, đặt bên cạnh eo cô, để cho cô có chút thoải mái. Anh làm gì đấy, đường khả hình không hiểu sao vì hành động của anh, tim bỗng nhảy loạn lên, nhưng vẫn ngồi thẳng người, giống con hổ, nổi giận nói, đừng tưởng rằng như vậy, tôi sẽ không tức giận. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ngồi ở bên giường, nắm chặt bờ vai của cô, để cho cô lại tựa vào trước giường, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô, một hồi lâu mới bất đắc dĩ buông tay ra cười nói, anh thật sự không cố ý, anh chỉ là hỏi mẹ. Mẹ, lúc mẹ có thai chị anh, lúc đó có bị nôn mửa không? Không nghĩ tới mẹ phản ứng nhanh như thế. Đường Khả Hinh lại ngồi xuống, tức giận đến nỗi mặt phồng lên nhìn về phía anh, kêu lên, sao bà lại không phản ứng nhanh chứ? bà mang thai chị của anh ba ngày liền nôn rồi đấy. trang hạo nhiên ôn nhu nhìn về phía cô, dừng một hồi lâu, mới bật cười nói anh làm sao mà biết? anh thực sự không nghĩ nhiều như thế, thật có lỗi, anh thực không cố ý. đi. chấm than ngoặc kép đường khả hinh lại một trận tức giận nói anh không cố ý. anh là cố tình. chuyện này có thể tùy tiện sao? tôi dù gì cũng là một cô gái độc thân, tại sao anh không cho tôi vài phần mặt mũi chứ? cô nói xong. Hai mắt lập tức đỏ bừng, tiện tay cầm lấy gối ôm, liền muốn ném trên người anh. "Ai ai, Trang Hạo Nhiên vội vàng cười bắt lấy gối đầu, lại giải thích anh làm sao biết mẹ lại nghĩ đến em. Nếu không, bà có khả năng nghĩ đến ai?" Đường Khả Hinh nghe nói như thế, nháy mắt bốc hỏa, ngồi xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gầm thét. Trang Hạo Nhiên chỉ là hai mắt lưu chuyển, không dám nói nữa. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt này của anh, liền lập tức lại lửa giận mút trời nghiến răng liền muốn giơ tay đánh vào vai của anh kêu to anh cái tên đáng chết này anh khi dễ tôi các người đều là một dạng người như thế mỗi ngày tán tỉnh phụ nữ coi như cơm sáng trưa chiều vậy cứ như vậy làm thương tổn tôi ai 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 trang hạo nhiên lại cười nắm tay cô vội vàng nói anh không có ý đó ý của anh là từ trước đến giờ dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường cùng phụ nữ phát sinh quan hệ đây không phải là chuyện rất bình thường sao anh còn dám nói anh còn dám nói chấm than ngoặc kép đường khả hình lại muốn giật lấy gối ôm tới ném anh đừng nóng giận đừng nóng giận anh thừa nhận đã từng cùng với người phụ nữ khác cùng một chỗ nhưng ở cùng với em anh vui vẻ nhất trang hạo nhiên lại nhẹ nắm tay đường khả hình ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô cút ai tin tưởng anh đường khả hình mặt lập tức đỏ bừng trang hạo nhiên nghiêng người hai tay chống hai bên cạnh người đường khả hình cúi xuống phía dưới ôn nhu nhìn về phía cô, cười nói em không có cảm giác sao. Tối hôm đó, em không có say mà, nên vẫn nhớ chứ. Đường khả hình tim phịch một tiếng vang lên, nghiêng đầu hai mắt chớp chớp mơ màng nhìn về phía anh, vẫn lại là việc chết còn cứng mỏ nói tôi. Tôi, tôi quên rồi. Quên rồi, Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô. Đúng, quên rồi, đường khả hình xấu hổ tùy tiện nói. Có một số việc, không thể dễ dàng quên được. Trang Hạo Nhiên nói xong, đột nhiên nắm chặt tay cô, vừa nóng cháy nhìn về phía cô đang xấu hổ đỏ mặt, vừa khẽ hôn đôi tay thon dài trắng nõn của cô. Truyền đến chút âm thanh của nụ hôn. Đường Khả Hinh giống như bị động vật khẽ liếm một phen, không nhịn được muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay cô, khẽ nhếch môi cười đầy hấp dẫn, cúi đầu hôn nhẹ ngón tay cô, mờ u bàn tay, lại đến cánh tay trắng nõn. Đường Khả Hinh hai mắt trở nên mơ mơ màng màng cảm giác được từng trận nhồn nhột theo da thịt lạnh cóng của mình truyền khắp toàn bộ thân thể cô thở hổn hển trái tim bang bang sen kẽ đập loạn trang hạo nhiên trầm mặc đưa mắt nhìn cô một cái ánh nhìn chuyển xuống cái cổ của cô thừa dịp lúc cô lơ đáng, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của cô ra khẽ hôn lên cổ cô mới gợi cảm khàn khàn hỏi nghĩ ra chưa đêm đó là như thế này đúng không đường khả hinh nặng nề nuốt hít hầu khát khô mới có chút mê loạn nói không phải như thế Trang hạo nhiên khẽ nhếch môi cười, nhẹ tay nắm cái cằm thon nhọn của cô, nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn thật sâu khuôn mặt của cô mới hỏi, là thế nào? Đường khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hai mắt không hiểu sao bỗng. Nhớ tới buổi tối hôm ấy, kỳ thật hai người kết hợp có chút thương cảm. Trang hạo nhiên hai mắt lưu chuyển, nhìn về phía ánh mắt cô, không lên tiếng, vươn ra đôi tay nhẹ nâng khuôn mặt trái xoan của cô, chậm rãi hôn lên cánh môi ngọt ngào non mềm no đủ của cô, cũng không đưa đầu lưỡi ra. Đường Khả Hinh dần dần mở mắt, hơi chút nghi hoặc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu ngẩng mặt nở nụ cười, đôi tay chậm rãi hạ xuống, nhẹ nắm vai cô, lại mút nhẹ cánh môi của cô, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Đường Khả Hinh mặt căng ra, hai mắt lưu chuyển, không hiểu hé cánh môi ra. Trang Hạo Nhiên thấy vậy trong nháy mắt vươn đôi tay ra, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, thâm tình hé mở cánh môi ra dựa sát cô cùng cô ôm hôn nhau, hơi thở nóng bỏng tỏa ra vô cùng ái muội. Đường khả hình tim bang bang nhảy loạn, hơi chút co rút hai chân gợi cảm mê người, hơi di chuyển đầu lưới cùng anh cuồng nhiệt quấn quyết cùng một chỗ. Trang hạo nhiên không nhịn được ôm cô, mình hơi chút nghiêng người ở trên giường, ôm trọn eo cô, để cho cô dựa vào trên người mình, vừa vuốt nhẹ sau lưng cô, vừa tiếp tục hôn cô gái trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh gì lý chuyển đến, tôn kính nói, thiếu ra lão ra trở lại, muốn gặp cậu cùng đường tiểu thư. Trang hạo nhiên nháy mắt đã điên cuồng cởi áo sơ mi đen của mình ra, để chân nửa người trên, xoay người ôm chặt đường khả hình, đè cô ở dưới thân mình, lại tiếp tục hôn đôi môi ngọt ngào của cô, đôi tay nhanh chóng cởi nút áo lót màu đen trong áo sơ mi ra, thăm dò vào bên trong, càng không ngừng xoa nắn bầu ngực đầy đặn của cô. Ưm, ừ, đường khả hình đón nhận nụ hôn của Trang hạo nhiên, lại nâng hai chân lên, toàn bộ cơ thể đột nhiên khô nóng, rõ ràng nghe được âm thanh của dì lý, lại không có cách nào đáp lại. Trang hạo nhiên có ý muốn kéo đệm giường, che hai người lại, muốn cùng với cô. Đừng. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh lúc này đầu óc mới lập tức thanh tỉnh, mặt đỏ bừng cả người ngồi xuống, vội vàng chỉnh lại áo sơ mi, trái tim bang bang đập loạn nói chúng ta đang làm cái gì vậy chứ? Đây là nhà anh mà. Cơ thể Trang Hạo Nhiên đang trần trụi, hơi chút như người nhìn về phía Đường Khả Hinh bật cười nói chính là tại nhà anh chúng ta mới có thể đường khả hình trong lúc này tức giận chừng anh nói tôi chúng ta hiện tại là quan hệ gì trang hạo nhiên trong lúc này không nói gì ngồi dậy thân thể trần trụi nhìn về phía đường khả hình nặng nề thở một cái bật cười nói chúng ta như vậy vẫn còn không có quan hệ gì sao hả đường khả hình mặt xấu hổ xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên nhanh chóng nói chúng ta như vậy thì tính là có quan hệ sao vậy anh nói cho em biết, chúng ta có quan hệ gì? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là quan hệ yêu đương rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh nhiệt tình nói. Anh yêu tôi không? Chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh nghe lời này, nhịn không được vươn tay, nhéo bắp thịt của anh, tức giận nói yêu sao? Anh, Trang Hạo Nhiên không hiểu nhìn về phía cô, không biết làm sao. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt này của anh, bật cười nói anh không trả lời được đúng không? chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hai mắt lóe ra một phen, mới nhìn về phía cô bật cười nói, "Này, ba chữ kia, không phải nên là, tại thời điểm đặc biệt lãng mạn, có lẽ còn đặc biệt phải quỳ xuống, mới có thể, mới có thể nói ra không phải sao?" Ách, Đường Khả Hinh một trận bất đắc dĩ bật cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại phẫn nộ nói, "Tới địa ngục đi rồi thương cảm cùng lãng mạn. Anh vừa mới về nước, theo trí nhớ của tôi, chúng ta mới quen biết được vài ngày." anh thậm chí không có theo đuổi tôi cũng không có thổ lộ yêu thương làm ơn đi trang hạo nhiên không biết làm sao nằm ngửa ở trên giường nặng nề nuốt nước miếng thật sự kiềm nén không được dục vọng này đường khả hình cũng mặt lạnh nhìn anh một cái nhanh chóng xuống giường trước tiên hôn một chút đã trang hạo nhiên thật sự nhịn không được lại từ phía sau khẩn trương ôm eo cô tay vừa xoa bầu ngực của cô vừa hôn lên khuôn mặt cô hôn đến vội vàng cùng khát vọng như vậy anh buông tay ra chấm than ngoặc kép mặt đường khả hình xấu hổ lại nhớ có người lớn ở đây thật sự chịu không được muốn đẩy anh ra trang hạo nhiên lại đem đường khả hình đè ở trên giường vừa hôn lên môi của cô tay vừa nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi kéo xuống để lộ nội y màu trắng gợi cảm nhìn bộ ngực đầy đặn mềm mại xinh đẹp đang phập phồng trước mắt anh không nhịn được cúi xuống phía dưới ngậm lấy điểm hồng ấm áp đang dần giãn ra kia mút nhẹ cơ thể bắt đầu có phản ứng tay đã tiến vào trong váy ngăn cách bới chiếc quần lót trượt nhẹ giữa hai chân cô chính là muốn cô đừng như vậy. Trang Hạo Nhiên Đường Khả Hinh muốn cự tuyệt. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng hôn lên cổ của cô, ngậm nhẹ vành tai của cô, giọng khàn khàn như khẩn cầu nói anh sẽ rất nhẹ nhàng. Hửm, đừng. Đường Khả Hinh lại làm bộ muốn đẩy anh ra, nét mặt sốt ruột nhẹ giọng kêu đây là nhà anh đấy. Không sợ, cha mẹ anh đều là những người tiến bộ. Hơn nữa họ đều thích em là con dâu, anh sẽ rất nhẹ nhàng mà. Tên Trang Hạo Nhiên vô lại này đã cúi mặt xuống, tách hai chân của cô ra, ngăn cách nội y, hôn vào nơi ẩm ướt của cô. Đừng! Hai người ở trên giường, nhỏ giọng mà suốt ruột ôm, hôn nồng nhiệt, dẫy ruộng, vuốt ve. Di Lý đứng bên cạnh cửa, có phần sốt ruột vươn tay, lại nhẹ gõ cửa, kêu nhỏ thiếu ra. Lão ra thật sự có việc gấp tìm ngài. Cửa, rốt cục cách một tiếng mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần thường đen, tay vừa cài cúc áo trước ngực, vừa tức giận nhìn về phía Di Lý. Di Lý nhịn cười, bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường khả Hinh ló mặt ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, khẽ vuốt sợi tóc trên trán, không dám lên tiếng. chương 797, vẫn là không có. Trang Hạo Nhiên cùng đường khả Hinh hai người lúng túng cùng đi vào phòng khách. Trang tính vô cùng ân nguyệt sung, còn có Trang Ngải Lâm ba người, đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách xa hoa, uống hồng trà vừa mang ra, quản gia dẫn người hầu, qua lại không ngớt, huyết yến hoàng thất thượng đẳng, đã làm xong, vị cá muối tô khá tốt, ước chừng 8 con, đặt trên những cánh hoa hồng giữa đĩa, tỏa ra mùi thơm mê người. Ồ, con trai cha tra đi ra rồi kìa, trang ngải lâm vừa uống trà, vừa nhịn không được cười. Mặt đường khả hinh, soạt một cái đỏ lên. Trang tính vỗ trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy con trai đi đến, lửa giận trong người lại tăng vụt chuẩn bị cầm gậy bóng chảy muốn đánh anh trang hạo nhiên lui lại một bước sau đó ai nha nó cũng có một chút công lao đấy để nó cùng con dâu tôi ngồi đi ân nguyệt dung hôm nay rất hài lòng mặt mày rạng rỡ trang hạo nhiên nghe xong lời này khuôn mặt lập tức tươi cười cẩn thận từng ly từng tí đỡ đường khả hình ngồi ở trên ghế salon bên cạnh nhẹ tay kéo hông của cô cầm cá muối tôm mà người hầu đưa tới Ôn Nhu mà ái muội đưa tới bên môi của cô. Đường Khả Hinh mặt đỏ lựng, vội vã lúng túng tiếp nhận cá muối tô, nhẹ cắn một miếng, mùi vị gì cũng không cảm nhận được. Ăn ngon không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi, hết sức sủng ái. Trang tính Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn con trai liếc mắt một cái. Ân Nguyệt dung tức khắc buông hồng trà trong tay, hài lòng nhìn Đường Khả Hinh, nói, Khả Hinh a. À. Tục ngữ có nói, gạo nấu thành cơm đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như không phải, trên thế giới cũng đều chết đói hết rồi. Khụ, đường khả hình ăn cá muối tô, nghe những lời này, cả người liền bị sặc một cái, mặt đỏ lên, ho khổ khụ. Không có sao chứ, Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, khẽ vuốt phía sau lưng cho cô. Đường khả hình âm thầm lúng túng lấy cùi trỏ, huyết anh. Mẹ, có cần phải trực tiếp như vậy không? Khả hình vẫn còn nhỏ, nói rõ ràng như vậy, Người ta sẽ xấu hổ a." À. Trang Ngải Lâm cũng nhịn không được ngẩng đầu, vui vẻ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói "Chị phục em rồi, vật nhỏ." Ngày đó, khi em muốn bái chị làm sư phụ dạy võ, chị liền biết, em nhất định sẽ đem em trai của chị thu vào tay. "Phốc." Đường Khả Hinh vừa tiếp nhận trà dì Lý đưa tới uống một ngụm, nghe xong những lời này, lại phụt một cái, phun hết ra, lại ho liên tục, vừa ở trong phòng, đều không cảm thấy chính mình mang thai lại xấu mặt rồi trang hạo nhiên vội vã đau lòng vươn tay khẽ vuốt phía sau lưng của cô khẩn trương nói có sao không cẩn thận một chút đường khả hinh lần nữa lại xấu hổ tức giận đẩy anh ra trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô xấu hổ như vậy nhớ tới hai người vừa ở trong phòng hôn môi nhịn không được nhẹ kéo hông của cô làm cho thân thể mềm mại của cô càng gần sát mình hơn xúc sinh anh quy củ chút cho tôi trang tính vũ lại gầm lên với con trai Trang hạo nhiên nghe xong những lời này liền không dám lên tiếng, hơi ho khan hai tiếng, mặt liền mỉm cười, yêu nhã ngồi ở trên sofa. Khả Hinh A, à, Trang tính vũ mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh có chút lúng túng nói: vốn dĩ tình yêu là duyên phận, cũng là chuyện vui vẻ giữa hai người. Chú vốn hy vọng hai đứa có thể có một khoảng thời gian để hiểu biết nhau, lại ở cùng một chỗ, có thể sẽ rất tốt. Bởi vì thằng xúc sinh này nhà chúng ta thật sự là không được dạy dỗ tốt. Trang Hạo Nhiên nhịn cười không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười khổ, nói tiếp: "Thế nhưng sự tình cũng đã phát triển đến mức này, chú cũng tin tưởng nó đối với cháu là có tình cảm, cũng biết nó phải phụ trách đứa nhỏ, nếu như cháu thực sự mang thai, cháu có nguyện ý cho nó một cơ hội không?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, có chút xúc động nhìn về phía cha mình. Đường Khả Hinh nghe xong, khẽ cắn môi dưới, do so dự một hồi mới ngẩng đầu nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, Chủ tịch, cháu cảm thấy chuyện này, thật là tới quá đột nhiên, tỉ như. Cháu hiện tại rốt cuộc là thực sự mang thai sao? Cháu có chút không dám tin. Sao có thể không có? Chính là mang thai, chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lập tức đặt chén trà xuống, nhìn về phía đường khả hình nhiệt tình mỉm cười nói. 10 giờ tối mỗi ngày ta đều dục hạo nhiên đi ngủ, chính là vì chờ đợi ngày này. Sao có thể không mang thai? trang ngải lâm nhịn không được cười rộ lên mẹ chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình nếu như cháu cảm thấy đối với chuyện này còn có những suy nghĩ khác cũng không xác định được là có mang thai hay không chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút trang tính vũ gãi đúng chỗ ngứa liền thuận thế nhìn về phía đường khả hình đưa ra yêu cầu đường khả hình do dự một hồi cảm thấy nếu cứ suy đoán như vậy không phải biện pháp liền đành phải cắn răng mặt đỏ gật đầu nói được ạ à? trang hạo nhiên ngẩng mặt nhìn về phía đường khả hình không hiểu vì sao có chút kích động được cả nhà chúng ta liền cùng cháu đi một chuyến bất quá cháu không cần có áp lực tất cả những cái này đều không ảnh hưởng đến việc hai đứa phát triển trang tính vũ nói xong liền chậm rãi đứng lên cài lại cúc âu phục nhìn về phía đường khả hình thận trọng nói đường khả hình cũng ngẩng mặt nuốt khan một cái tay không khỏi ôm bụng nặng nề thở một hơi. Bệnh viện A trung tâm thành phố. Viện trưởng quản lý khoa phụ sản, mỉm cười đứng ở cầu thang trước đại sảnh bệnh viện nhìn ba chiếc Rolls Royce nhà họ Trang đồng thời chạy tới trước đại sảnh. Đầu tiên là Trang tính vũ đỡ ân Nguyệt Dung cẩn thận từng ly từng tí đi xuống xe, sau đó tới Trang ngải lâm một thân váy ngắn theo chỉ vàng, đi đôi giày la mã màu đen, tư thái nữ vương, đeo kính dâm, cất bước đi về phía trước, cuối cùng là Trang hạo nhiên và đường khả hinh đi ra từ trong chiếc Rolls Royce màu trắng một người có lòng muốn đỡ, một người lại xấu hổ đẩy ra. Bọn họ cứ như vậy nhanh chóng đi xuống cầu thang, nghênh tiếp mọi người. Chủ tịch, phòng VIP của chúng tôi đã chuẩn bị xong, bác sĩ tốt nhất khoa phụ sản cũng đợi đã lâu. Xin mời, viện trưởng tôn kính mời mấy người trang tính vũ đi về phía trước. Được, trang tính vũ mỉm cười đỡ bà xã, đi về phía trước, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu nhìn về phía khả hình, có được chiếu cố tốt hay không ta ghét nhất chính là đến bệnh viện, chấm than, mùi thuốc thật khó ngửi. Trang Ngải Lâm không hiểu sao lại nhớ tới bác dịch, anh luôn luôn mẫn cảm đối với mùi hương, xung quanh sẽ không bao giờ xuất hiện mùi vị hỗn tạp như vậy. Nghĩ đến bác dịch đi, ân nguyệt dung hít mắt cười nhìn về phía con gái nói. Đúng vậy, con thật muốn chết rồi. Chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm tức giận nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, mới nhanh chóng hướng tầng trên đi tới. Khoa phụ sản, Đường Khả Hinh được hai bác sĩ dẫn đến phía trước, chuẩn bị mọi thứ để kiểm tra thai nhi, còn muốn đến phía trước lấy máu. Viện trưởng cùng mấy người nhà họ Trang ngồi bên trong phòng làm việc, nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi kết quả. Không lâu sau, Đường Khả Hinh sau khi lấy máu xong, cũng không cho y tá đi cùng, tự mình cầm bông, đặt lên vết kim tiêm, cất bước đi ra, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trước mặt mặc sơ mi màu đen, quần thường cùng màu, mang hơi thở cuồng dã mạnh mẽ của phái nam lại yêu nhã ngồi xổm trước mặt một tiểu cô nương hai tuổi, khuôn mặt cười đến vui vẻ. Chỉ thấy hắn vì đùa cho tiểu cô nương vui vẻ, không hiểu làm sao ngón tay bắn ra ngọn lửa màu lam, cư nhiên còn bay lên. Cô bé nhìn như búp bê vải, mặc váy nhỏ màu trắng, giày nhỏ cũng màu trắng, tóc quăn màu dám nắng, hai mắt to tròn sáng long lanh, nhìn ngọn lửa trong tay trang hạo nhiên, há to mồm, thật kinh ngạc. Nhìn có vui hay không? Trang hạo nhiên ôn nhu cúi đầu, nhìn về phía tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, đột nhiên đem ngọn lửa nhỏ trong tay thu lại, trong thời gian ngắn, đã biến thành một cây kẹo que vị táo. Qua, wow, chấm than ngoặc kép, tiểu cô nương nhìn cây kẹo que kia, lập tức hai mắt sáng rực, vỗ tay nhỏ bé, vui vẻ dùng giọng nói còn bập bẹ kêu lên, tuyệt quá ha. Tuyệt quá ha. Ha ha ha, trang hạo nhiên nhịn không được vui mừng cười rộ lên, đem kẹo que đưa cho tiểu cô nương trước mặt, nói thích không thích tiểu cô nương cầm lấy cậy kẹo que kia muốn bóc ra không được bóc chú cho đường chỉ có thể chơi biết không trang hạo nhiên nhẹ nắm tay nhỏ bé của tiểu cô nương lại lần nữa ngẩng mặt cười đến là đẹp trai nhiễm nhiên là bộ dáng của một người cha đường khả hinh nghe thấy những lời này nhìn về phía anh không hiểu vì sao cũng muốn cười tiểu vũ mau tới đây chúng ta phải đi rồi chấm than ngoặc kép có một bà mẹ vừa cầm đơn xét nghiệm đi đến nhìn thấy con gái đang đứng ở trước mặt một chàng trai trẻ anh Tuấn, cô liền mỉm cười phất tay kêu con gái. Tiểu cô nương nghe thấy mẹ gọi, lập tức cầm kẹo que, đi về phía trước, giống như con bươm bướm nhỏ xinh bay đi. Trang hạo nhiên cũng thuận thế đứng lên, vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy đường khả hình đang đứng ở phía trước, anh dừng lại động tác, thật sâu nhìn cô. Đường khả hình hai mắt lưu chuyển, mang theo vài phần lúng túng đi về phía trước, không hiểu nói, đã. Đã thích con gái, tại sao lại muốn sinh con trai? Trang hạo nhiên hai tay nhẹ đút túi quần, cúi đầu xuống, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía cô, nói bởi vì người nào đó. Thích con trai. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Cửa phòng làm việc mở ra, nghe nói là đã có kết quả. Viện trưởng nhanh chóng đi về phía trước, vừa vặn nhìn thấy bác sĩ khoa phụ sản, tay cầm kết quả xét nghiệm, mở ra xem. Mấy người trang tính vũ, bao gồm Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả hình cũng đều khẩn trương nhìn về phía trước. Viện trưởng vừa nhanh chóng xem báo cáo kết quả, vừa đi về phía trước, đứng ở trước mặt, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, "Xin lỗi các vị, kết quả xét nghiệm của Đường tiểu thư không có mang thai." Hạo Nhiên cũng vừa lúc đi tới. Ân Nguyệt Dung lập tức vô lực ngã ngồi dưới đất. Chương 798, vận khí. Hu 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 hu, trong một phòng bệnh VIP nào đó, truyền đến tiếng khóc thê thảm cháu của tôi, cháu của tôi, hạo nhiên cái đồ vô dụng kia. Trang hạo nhiên đứng bên ngoài phòng bệnh, khổ sở cau mày, cười như không cười không lên tiếng. Mẹ, đừng như vậy, Trang ngải lâm an ủi mẹ mình ngất đi vừa mới tỉnh lại. Đúng đúng, bà à, đừng quá thương tâm, lần sau cố gắng hơn nữa. Giọng nói Trang tĩnh vũ, cũng cấp tốc truyền đến. Hu 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 hu, cháu của tôi, khu vui chơi của tôi, cháu của tôi giọng nói buồn bã của ân nguyệt dung lại truyền đến. Đường khả Hinh đứng một bên khác của phòng bệnh, dựa trên tường, vẻ mặt lúng túng, có chút đồng cảm với người mẹ thần tiên trong phòng bệnh kia, lại càng đồng cảm với một người nữa, ngước mắt, liếc nhìn người trước mặt một cái. Trang hạo nhiên một tay đút túi quần, tựa trên tường, chân nhẹ chấm mặt đất, tay dường như rất buồn chán bắn ra, một chùm lửa xanh bay lên. Cô chấp đôi mắt to, chừng mắt nhìn chùm lửa xanh kia. Trang hạo nhiên cúi xuống dưới, ngón tay thon dài đẹp đẽ, hệt như ảo thuật ra, chậm rãi thu lại chùm lửa xanh kia, một cây kẹo que lại nắm trong tay. Đường khả hình khẽ giật mình nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ anh lấy kẹo que ở đâu ra. Sau này tôi cũng không muốn thấy mặt cái tên xúc sinh kia nữa. Hu hu hu, cháu của tôi, con dâu của tôi, đều không có, giọng ân nguyệt dung nức nức nở nở, lại từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Trang hạo nhiên bộc lộ chút khó xử tươi cười, nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh kia biết mẹ mình yêu thương mình bao nhiêu mới có thể yêu đứa con của mình đến như vậy anh lại thở dài ngước mắt liếc nhìn đường khả hình một cái đường khả hình nhanh chóng cúi đầu không dám nói chuyện trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng hai tay đút túi quần hơi đứng thẳng người xoay người hướng về phía hành lang thật dài của bệnh viện bước đi đường khả hình không hiểu sao có chút áy náy quay đầu nhìn về phía bóng lưng to lớn của trang hạo nhiên lúc đi về phía trước, bộc lộ vô hạn mất mát. Đôi mắt cô khẽ chấp, vội vã cất bước đuổi theo. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ. Trang hạo nhiên một thân một mình, nét mặt lạnh nhạt đi xuống cầu thang bệnh viện, hướng về phía con đường lớn náo nhiệt đi đến. Đường khả hình cũng liền vội vã đi xuống cầu thang, nhìn người kia đã đi về phía cây đa trên con đường lớn, cô lập tức kéo lê đôi giày cao gót hơn 10cm, đón gió trong lành, đi theo phía trước có một nhà trẻ của giới thượng lưu. Trang hạo nhiên trầm mặc đứng trước cửa sắt, nhìn nghiêng vào bên trong có thật nhiều bạn nhỏ, đang vui vẻ chạy trốn, đôi mắt to lấp lánh, hệt như sao sáng, anh bộc lộ vẻ ôn nhu tươi cười. Đường khả hình xứng sở đứng phía bên này, nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của Trang hạo nhiên, lúc mải miết nhìn những bạn nhỏ phía trước, mặt mang theo vài phần mất mát, trái tim cô hệt như bị người ta đạp mạnh một cái, tay cô đè chặt vị trí tim mình, nuốt xuống cổ họng, mới thở dốc nói, không có thai là tội lớn như vậy sao? Có cần phải khoa trương như vậy không? Cô lại ngẩng đầu. Trang Hạo Nhiên đã cất bước tiếp tục đi về phía trước, đi qua bên cạnh những chú công nhân làm việc vất vả. Anh còn cầm một quả bong bóng, vừa đi, vừa cầm dây thừng, để cho quả bong bóng xanh đậm kia, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Đường khả hình tim gan run sợ đi theo sau, bước qua trước cửa một dạp chiếu phim nào đó, cô nhanh chóng theo sau, thoáng cái cầm cổ tay anh, Sốt ruột nói: "Này." Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, mặc kệ quả banh vải nhiều màu kia rơi xuống, lại lạnh nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, sốt ruột nói: "Không phải chỉ là một đứa bé sao? Anh tùy tiện tìm người là có thể sinh rồi, có cần phải khoa trương như vậy, thất vọng thành ra như vậy sao?" Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn người này, sốt ruột nói: "Đừng như vậy nữa." Tương lai anh nhất định sẽ có con. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nhìn về phía cô, mỉm cười nói, em có biết phụ nữ đẹp nhất là vào lúc nào không? Đường Khả Hinh nhìn anh, không hiểu. Phụ nữ đẹp nhất là vào thời điểm mang thai. Hai mắt Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút thâm tình nhìn cô gái trước mặt, cũng không biết là mất mát hay là thất vọng thở mạnh một cái, nói, nghe nói cha là tình nhân kiếp trước của con gái, anh vẫn đang đợi con gái của anh sinh ra, từ kiếp trước yêu nó đến tận kiếp này, nó nhất định sẽ trông rất giống mẹ, nhìn đáng yêu đến vậy. Anh không biết có bao nhiêu kỳ vọng, khi nó 2 tuổi sẽ ngồi trên đùi anh, cầm trong tay bút máy mà anh đưa, ký tên trên những văn kiện trị giá vài tỷ của anh. Có thể vẽ xấu cũng được, trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì, quý giá hơn vợ và con gái của anh. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn người này. Trang Hạo nhiên cúi xuống, nhìn về phía đường Khả Hinh, ngọt ngào động lòng người như vậy, anh lại cười khổ nói, đây là thời điểm hạnh phúc biết bao nhiêu. Suy nghĩ một chút thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Đường khả hình A à lên một tiếng, hai mắt không hiểu sao bỗng ẩm ướt, lại không biết vì sao thương cảm. Trang hạo nhiên không muốn nói chuyện, tay lại cầm quả bong bóng kia, cô đơn vắng lặng đi về phía trước. Này, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại vội vã đi lên phía trước, tay cầm cánh tay anh, có chút nghẹn ngào nhìn về phía anh, bất đắc dĩ nói, trên thế gian này, có nhiều chuyện, cũng không thể như ý muốn được nếu lỡ như em sinh con trai vậy thì phải làm sao bây giờ dường như đang quay trở lại trước kia trang hạo nhiên chân thành nhìn cô gái trước mặt thâm tình nói vậy để cho nó làm đầu bếp giống như ông ngoại nó cũng làm đầu bếp vậy đường khả hinh mở to hai mắt đẫm lệ ngẩn ra nhìn về phía anh anh muốn con của em và anh đồ ngốc trang hạo nhiên đau lòng nhìn về phía cô yếu ớt nói em xảy ra chuyện xoay người tựa như uống canh mạnh bà quên cả anh nếu như giữa chúng ta có con mặc kệ phát sinh chuyện gì anh ở trước mặt em cũng không phải là người xa lạ mà là cha của đứa trẻ đó là ràng buộc lớn nhất trong đời anh và em anh đã suy nghĩ kỹ về tên con gái anh đôi mắt đường khả hình đẫm lệ cô nuốt vào trong một cái không hiểu hỏi tên gọi là gì trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn về phía đường khả hình không nói cho cô biết xoay người tiếp tục đi về phía trước này, đường khả hình vẫn tiếp tục đi theo anh về phía trước, muốn an ủi anh, không biết nên nói gì, lại không hiểu nhìn thấy phía trước có nơi mua vé số. Cô lập tức đi lên phía trước, nắm cánh tay anh, nói anh đi theo em. Trang Hạo Nhiên theo sát cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh kéo Trang Hạo Nhiên đi tới trước cửa sổ mua vé số, nhìn anh vội vàng nói, nghe nói kỳ an toàn có thể mang thai, còn khó hơn cả việc trúng sổ số. Vận may này rất khó mà có được nhưng em nhớ, anh đã từng nói anh là một người vận khí cực tốt. Như vậy, em mua cho anh một tờ vé số. Hiện tại em không có thai, rất có khả năng anh sẽ trúng số nha. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô, cười trừ, mới nói, đừng lộn xộn. 300 ngàn mua một đứa con gái của anh sao? Không phải, đây chính là vé số có giải thưởng cao nhất năm nay. Đêm nay sẽ mở thưởng, đường khả hình vội vã cấp thiết nhìn anh, thật lòng nói, đến đây. Chúng ta mua vé số, em ra con số. Cô không nói hai lời, trước tiên lại tìm tiền lẻ của mình, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được tiền lẻ, quên mang ví tiền. Trang hạo nhiên rút ra một trăm đồng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Đường khả hình nhìn anh một cái, nhanh chóng nhận lấy một trăm đồng, cầm bút máy trước cửa sổ lên, nhanh chóng viết xuống một tờ giấy nhỏ, 23, 28, 12, 14, 35, 36, 9 sau đó đưa cho nhân viên làm việc bên trong nói tôi muốn mua nhóm mấy con số này cả một nhóm một nhóm mới hai đồng thôi nha nhân viên bên trong cửa sổ nhận lấy tiền và tờ giấy nhìn về phía đường khả hình thật tình nói đúng chính là một nhóm này đường khả hình dứt khoát gật đầu nhân viên nhanh chóng nhìn cô một cái sau đó trầm mặc đóng dấu lên tờ vé số rồi cùng với tiền dư đưa cho cô đường khả hình mỉm cười nhận vé số kia và cả tiền dư Xoay người lại phát hiện không thấy người đâu, cô kỳ quái kêu lên một tiếng, ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tiếp tục cầm theo banh vải nhiều màu kia nhẹ nhàng đi về phía trước, cô sững sờ tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng cô quạnh của anh, nhớ tới câu nói vừa rồi của anh, em xảy ra chuyện, xoay người tựa như uống canh mạnh bà, quên mất anh. Nếu như giữa chúng ta có con, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh ở trước mặt em, cũng không phải là người xa lạ, mà là cha của đứa trẻ. Đó là ràng buộc lớn nhất trong đời anh và em, anh đã suy nghĩ kỹ về tên con gái anh. Hai mắt cô bỗng chốc đỏ bừng, lại nhanh chóng đi về phía trước, chạy đến trước mặt anh, cười nói, anh đừng đi. Em mua được vé số rồi. Trang Hạo Nhiên dừng lại, vẫn rất không có tinh thần nhìn cô. Đường Khả hình thở hổn hển một hơi, vươn tay thò vào trong túi áo phục của anh, lấy ví tiền ra, đem tờ vé số kia nhét vào chỗ để ảnh của ví tiền, nhanh chóng nói, tờ vé số này liền tạm thời thay thế con gái anh nằm trong ví tiền của anh tương lai nó được sinh ra anh lại lấy ra trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng nhìn cô đường khả hinh nhanh chóng đem ví tiền nhét trở lại túi quần anh ngẩng đầu nhìn anh đau lòng nói đêm nay anh nhất định phải xem vé số mở thưởng trang hạo nhiên không cảm thấy hứng thú nói chúng anh cũng không có con gái chúng lần sau anh nhất định sẽ có con gái chấm than ngoặc kép đường khả hinh an ủi anh Trang hạo nhiên nhìn cô thật lâu, mới yếu ớt xoay người tiếp tục đi về phía trước. Này, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, thực sự bất đắc dĩ nhìn anh kêu to. Trang hạo nhiên không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, đi tới đầu bên kia, quả bóng trong tay trượt bay đi, mới để lại một câu: Em không biết anh có bao nhiêu quý trọng mỗi một lần duyên phận giữa chúng ta. Đường Khả Hinh nghe lời này, quả thực có một chút bi thương, từ tận đáy lòng sông đến, bỗng nhiên rơi lệ. Chương 799, trao đổi dịu dàng. Hoàng hôn, ánh chiều tà cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống núi Lục Lâm. Một chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự. Đường Khả Hinh đón những luồng gió lớn, đi xuống taxi, còn đang không hiểu nghĩ về việc của Trang Hạo Nhiên, cô nặng nề chớp mắt, thở dài một hơi. Cô vô thức lấy điện thoại ra, nhẹ ấn vào màn hình, tìm đến một dãy số, số di động của Trang Hạo Nhiên, cô do dự một hồi mới ấn gọi, có chút lo lắng nghe tiếng chuông vang lên sức gió càng lúc càng lớn dường như trời sắp mưa số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được một tiếng nói vọng ra từ trong điện thoại đường khả hình thất điện thoại di động đứng trong gió đau lòng cho người đàn ông kia cô nhớ đến dáng vẻ mất mát hôm nay của anh nghe nói chỉ có con gái cùng bà xã mới có thể đánh bại được sự mạnh mẽ của đàn ông cô thở dài tay không tự chủ đặt lên bụng hiểu ra một số duyên phận thật sự khó khăn con đứng ở nơi này làm gì một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đường khả hình lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn thầy đã trở về, vừa xuống xe, vừa nhìn mình hỏi, cô lập tức cười rộ lên nói, không có gì. Con đang suy nghĩ một số việc. Vitus không để ý đến cô, lạnh nhạt đi về phía trước. Đường khả hình nhìn bóng lưng sư phụ, biết ông còn đang tức giật, nhưng cô vội vàng lấy lòng cười nói, thầy, hôm nay con nấu cơm. Con sẽ nấu cho thầy một bàn tiệc. Vitus vẫn không lên tiếng, cửa phòng mở ra. Đường khả hinh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồng phục trên người, mặc một quần đùi, áo cộc đều màu trắng, tóc buộc thấp hai bên. Từ trong tủ lạnh cô lấy ra 5 con tôm lớn, bỏ vào nồi luộc chín, rồi mới lấy cà chua, tỏi rồi các gia vị khác. Sau đó nhanh chóng lấy ra một con cá biển, lấy dao chặt vài nhát, rồi lột thịt, đem thịt cùng xương tách ra, nhanh chóng thái lát từng miếng, nhanh nhẹn nhúng vào bột, cuộn lại, cắm thêm mấy cuống hành trắng vào giữa, bỏ vào bát dầu ô lưu, sau đó gắp lên cho vào trong chảo rán lên, mọi việc cô làm đều thuần thục. Vitus đã tắm xong, thay một bộ thể thao màu đen, vẻ mặt lạnh lùng đi xuống tầng. Đường khả hình lập tức mỉm cười lấy một đĩa lớn, ở giữa trang trí mấy bông hoa violet, mới hướng về phía thầy nói, thầy, chuẩn bị ăn cơm thôi. Vitus ngồi trên ghế sofa đọc báo, vẫn không lên tiếng. Đường khả hình nhìn ông cười, tiếp tục xoay người, gắp những miếng cá vàng óng, mặt trên miếng cá chân nhẵn, từng miếng từng miếng được đặt vào đĩa, sau đó cầm chai xì dầu, dưới lên mặt trên của cá, bày hết lên đĩa. Lại gọi, thầy, ăn cơm thôi. Lúc này, Vitus mới đặt tờ báo xuống, lạnh lùng đi tới. Đường khả Hinh lại mang một ít thức ăn nguội, rau trộn, còn có canh gà, lần lượt để trên bàn. Sau đó cô mở nồi cơm điện, xới một bát cơm nóng hổi để trước mặt thầy, lại lấy cho chính mình một bát mới ngồi xuống, đưa cho thầy một đôi đũa, mình một đôi, rồi mới ăn cơm. Vitus im lặng không lên tiếng, cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng xúc một miếng cơm, lại vươn tay gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng, nhai. Đường khả hình nâng mí mắt, liếc nhìn thầy một cái, do so dự một hồi, vừa xúc một miếng cơm vừa hỏi, sư phụ, trong mắt của thầy, Trang Hạo Nhiên là một người như thế nào? Xúc sinh, Vitus nói xong, lại tiếp tục ăn cơm. Đường khả hình nhai cơm, nhìn về phía ông, cầm bát lên định múc cho ông ít canh, mới miễn cưỡng cười nói, ngoài xúc sinh ra, không có suy nghĩ gì nữa à. Xúc sinh, Vitus lại nói, ôi, con đang nói chuyện nghiêm túc với thầy mà, đường khả Hinh nhớ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên nói với mình những lời kia, dáng vẻ mất mát, lại tò mò hỏi, trước đây con và anh ấy có quan hệ như thế nào vậy? Không biết, Vitus tiếp tục cầm cái thìa, uống canh. Đường khả Hinh lặng lẽ liếc mắt nhìn sư phụ, biết sẽ không khai thác được gì từ lời nói của ông, liền tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Quá khứ nó rất thương con, Vitus thản nhiên cầm đũa lên, gắp một miếng cá nhỏ lên ăn. Đường khả hình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía thầy nói, con cũng nghe như vậy, thế nhưng... Thật sự, rất thương con sao? Um, Vitus nhẹ nhàng khoan khoái nhai miếng dưa chuột, thong thả nói, lúc đó con vì làm nhiệm vụ, bị điều đến phòng ăn ở nước Anh làm việc. Nó không biết hành tung của con, Đi Pháp tìm con 3 tháng, sau đó đến Paris tìm đến Provence, nhất là ở Provence, nó dường như tin tưởng chắc chắn con thuộc về những phiến hoa oải hương nơi đây. Rồi có một ngày trời mưa, sáng sớm nó đã cầm ảnh của con, còn có những bó hoa hồng đặt dọc theo con đường đến quán ăn trong thị trấn nhỏ để trước cửa mỗi gia đình, còn để lại một câu tiếng Pháp là, nếu như mọi người phát hiện cô gái xinh đẹp này, hãy đem bó hoa này đưa đến tay cô ấy, bởi vì cô ấy rất sợ cô đơn. Đường khả hình khiếp sợ nhìn về phía sư phụ, hai mắt bỗng đỏ bừng, khẩn trương hỏi thật vậy sao? Tại sao anh ấy phải làm như vậy? Bởi vì con đang bị thương mà ra nước ngoài, nó không yên lòng. Vitus nói, làm sao thầy biết được? Đường khả hình khiếp sợ hỏi. Thầy có một người bạn mở một quán ăn trên thị trấn nhỏ đó, lúc ông ấy nói lại với thầy đều tỏ vẻ khâm phục. Nói rằng mới sáng sớm, trời lại mưa, mà cả con đường bầy đầy những bó hoa hồng, còn có những tấm ảnh chụp của một cô gái thậm chí trong chiếc phong bì còn để lại bản đồ và địa chỉ nhà bằng tiếng chung nó sợ con bị lạc đường vitus lại yên lặng ăn thản nhiên nói về sau về sau có tìm được không thầy trái tim đường khả hình nhói lên khiếp sợ nhìn về phía sư phụ không tìm được vitus yên lặng giải thích nói nó đi tìm con ba tháng cuối cùng thất vọng trở về đường khả hình đột nhiên co quắp trái tim đau đến nói không nên lời nước mắt từng hạt chảy xuống vẻ mặt vitus vẫn bình tĩnh nói chuyện này trong quá khứ con cũng không hề biết đường khả hình rơi lệ hít thở không thông không hiểu sao lại đố kỵ với cô gái trong quá khứ kia lại rơi lệ nhìn về phía sư phụ sốt ruột hỏi thật sự thích nhiều đến như vậy vitus thản nhiên cầm đôi đũa xúc cơm vừa ăn vừa nói vậy con cảm thấy như thế nào con không biết đường khả hình chỉ cảm thấy rất đau lòng nước mắt chảy xuống càng nhiều lại nhớ tới dáng vẻ mất mát hôm nay của anh, còn có câu nói kia, em không biết, anh có biết bao nhiêu trân trọng duyên phận của chúng ta. Con mất trí nhớ, thầy đoán rằng người đau khổ nhất chính là Hạo Nhiên, Vitus thẳng thắn nói, bởi vì nó đi theo con đến khách sạn, vẫn cầm tay con, cho tới bây giờ cũng chưa từng buông ra. Hướng dẫn con, thương yêu con cho đến tận bây giờ. Thậm chí lúc sau khi con bị mất trí nhớ ba ngày, nó liền đứng bên ngoài phòng bệnh của con ba ngày, gặp mưa ba ngày, nghĩ đến nếu con xảy ra chuyện, sẽ chết. Lúc quay người, ta nhìn cũng không thấy thoải mái. Đường khả hình không ngừng co quắp khóc, không nói nên lời. Vitus tức giận quay đầu, nhìn về phía học trò, nhíu mày hỏi, con khóc cái gì? Con không biết, đường khả hình chính là cảm thấy trái tim như bị xé rách, rất đau, nhớ tới người đàn ông kia, ở trong thị trấn nhỏ, bày những bó hoa hồng, cô đau đớn vừa khóc vừa nói, con cảm thấy trái tim con đau quá. Đau quá, Vitus lặng lẽ nhìn học trò của mình một lúc lâu mới nhíu mày nói ta nhận hai con là người trung quốc làm học trò của ta đều làm ta phiền lòng đáng ra phải ngồi cùng một chỗ thảo luận về rượu đỏ là những quãng thời gian rất đẹp thế nhưng lại thành ra như vậy một đã đánh mất một đã quên đi mất đi ký ức cầm một tấm bản đồ và hoa hồng cũng không thể trở về nhà được đường khả hinh lại vô cùng thương tâm khổ sở rơi lệ ngoài cửa sổ tiếng sấm vang ầm ầm mưa to kéo tới khắp cả núi rừng. Bên này, bên cạnh cửa sổ sát đất, có một bóng dáng màu đen. Trang hạo nhiên thất thần ngồi trên chiếc sofa màu trắng trong phòng khách, nhìn những hạt mưa to rơi trên mặt kính cửa sổ sát đất, những hạt mưa thi nhau chảy xuống. Trong tay anh cầm một tấm ảnh, chính là tấm ảnh chụp trong hôn lễ của Tào Anh Kiệt, khả hình khi đó như một chú chim nhỏ nép sát vào trong ngực anh, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào nhưng cũng mang theo một chút u buồn mà tươi cười. Anh không hiểu sao nở nụ cười, hai tròng mắt ngấn lệ, hàm chứa mấy phần tưởng niệm. chương 800, đối thủ. Buổi tối, mưa rất lớn. Đường khả hình ăn cơm xong, cùng thầy ngồi trên sofa ở phòng khách, xem tivi. Cô cuộn đôi chân lại, ôm một dĩa dưa chuột hôm nay ăn còn dư, vừa ăn không biết ngon cùng thầy xem sờ cơ, vừa nghĩ bộ dáng mất mát hôm nay của Trang Hạo Nhiên, không hiểu sao tâm tình bị xúc động, liền lấy điện thoại di động ra, lại trượt trên những dãy số, nhìn dãy số quen thuộc kia, suy nghĩ thật lâu, mới cắn răng lại ấn nút, gọi đi. Tiếng chuông liên tục vang lên. Đường khả hình vừa ăn quả dưa chuột kia, vừa làm bộ vô ý nghe tiếng chuông kia, qua một lúc vang, lại nghe câu kia nữa, xin chào, số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, nhớ lại bộ dáng mất mát kia hôm nay của anh, đoán chừng là tức giận mình không mang thai, trong nháy mắt phổng má tức giận, nói, ghét quỷ hẹp hòi. Vitus quay mặt sang, liếc mắt nhìn học trò một cái. Đường khả hình không lên tiếng, cố ý chuyên tâm ăn dưa chuột, xem TV, nhìn thấy Higgin đối đầu với tuyển thủ người áo Sullivan, cô liền thở dài một hơi nói thật buồn chán a. À. Sullivan của áo là thiên hạ vô địch, mà lại không cách nào gây khó dễ được Higgin, đụng đến anh ta cũng không được. Thật đáng buồn. Đây gọi là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Vitus nhàn nhạt nhìn về phía Higgin với thói quen luôn luôn trầm ổn cầm gậy gôn, dừng ở trên quả bóng, quan sát một lúc, mới hạ gậy. Ông tiếp tục nói, trận thi đấu rượu đỏ lớn lần này, đối thủ mỗi người mỗi vẻ, cô có thời gian, đi tìm hiểu bọn họ một chút, trong đó có vị đối thủ Italy, cô càng phải chú ý, cậu ta được xưng là Bacchus, đối với rượu đỏ có độ nhạy cảm trời sinh, dường như trong nháy mắt, là có thể vươn tay nắm lấy mùi vị của nó, một người cuồng rượu đỏ. Đường khả hình trầm mặc nghe những lời này. Lần này chỉ được chọn một người giỏi nhất, Vitus nhàn nhạt nói. Đường khả hình đưa mắt qua, liếc về phía lão sư. Vitus không để ý đến học trò, tiếp tục xem trận đấu, cảm thấy Sullivan kia tính cách quá nóng vội. Trên mặt đường khả hình khẽ bộc lộ ý cười, hướng về phía thầy nói, thầy à. Con thường xuyên nghe người khen ngợi người khác, nhưng rất ít khi nghe người tán thưởng con. Người nói, kiến thức cơ bản của con không đủ, thiên phú cũng bình thường, vậy tại sao con có thể đi cho tới hôm nay? Con có điểm mấu chốt quyết định gì để thành công sao? Cô thật không biết xấu hổ, Vitus quay đầu, nhíu mày nhìn về phía học trò nói. Con nói sự thực thôi, con so với người khác giống như thiếu chút nữa, đường khả hình thẳng thắn nói. Vitus chăm chú nhìn màn hình TV, do dự một hồi, mới chậm rãi nói, trên cái thế giới này, kẻ địch đáng sợ nhất, thường là kẻ mà cô không biết tại sao hắn thành công, mà hắn lại thành công. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía thầy. Vitus có chút không cam tâm tình nguyện quay đầu, nhìn về phía học trò, nói cô chính là loại người này. Năng lực và kiến thức của cô cùng hướng phía trước, đây là ám hiệu khó có được trong tư tưởng cao thủ. Đường Khả Hinh trên mặt kìm lòng không được hiện lên một nụ cười đắc ý. Đừng vội cười, thường thường loại người này thất bại nhiều hơn, bởi vì loại người này không có trình tự quy tắc. Vitus lại lần nữa đả kích học trò, cho nên người mới bảo con học tập tư liệu cơ bản về rượu đỏ. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía thầy, nhớ tới phía dưới cuốn sổ ghi chép của mình là một đống một đống chữ. Đó là Hạo Nhiên giao việc học của cô cho tôi. Vitus lãnh đạm nói, ông tiếp nhận người học trò này đều là Hạo Nhiên khẩn cầu mình đã lâu, cuối cùng trao đổi việc tâm đắc dạy dỗ nó, mới hạ quyết tâm thu nhận cô. Không phải chứ? Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên nói. Vitus đối với lời đã nói một lần, không muốn lại lặp lại, tiếp tục xem TV. Đường khả hình nhìn bộ dáng này của thầy, cô nhịn không được cười rộ lên, lại quay đầu nhìn về phía Sullivan kia lại thua một ván. Cô thật là quá thất vọng bất đắc dĩ nói con đánh so với anh ta còn tốt hơn. Vitus lại bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía học trò. Thực sự, đường khả hình rất nghiêm túc nhìn về phía thầy. Cô đánh so với cậu ta tốt hơn, tôi kêu cô là thầy, Vitus nhàn nhạt nói ai thật xấu hổ a à. đường khả hình nhịn không được cười rộ lên lấy thêm một quả dưa chuột đặt ở trong miệng gặm thấy thời gian quảng cáo liền nhịn không được cầm điều khiển từ xa đổi kênh nhìn thấy đài thể thao đang sổ vé số hôm nay cô trực tiếp bấm qua nhìn kênh tiếp theo thấy phim đài truyền hình hàn nào đó cái ót cô đột nhiên như bị thứ gì đó bắn trúng không hiểu nhớ tới hôm nay mua vé số kỳ thực cô nói trang hạo nhiên nhất định trúng thưởng đó là lừa anh anh sao có thể trúng thưởng cô cũng cảm thấy khôi hài, tiếp tục đổi kênh. Vitus cũng không phản đối, tiếp tục tùy học trò chuyển cái gì, xem cái đó. Bởi vì ông quy định học trò bình thường bận rộn, cũng phải đầu óc của cô nghỉ ngơi một chút, tiếp xúc với sự vật bên ngoài, đẩy nhanh sự cân bằng trong tư duy của cô. Đường khả hình dường như không có việc gì lại chuyển đài, 43 kênh, đã chuyển tới 42 kênh, không hiểu quay lại kênh giáo dục, nhìn banh vải nhiều màu kia còn đang quay tròn trong cầu thủy tinh lớn, Cô lại cảm thấy có chút buồn cười nghĩ ai, sao có thể trúng được chứ. Vitus nhíu mày nhìn banh vải đủ mọi màu sắc kia rất buồn chán quay vòng rồi lại quay vòng. Người chủ trì kia đang ở phấn khởi giới thiệu. Ông liền thở mạnh một cái, quay mặt sang nhìn về phía học trò. Nói coi như là cho đầu óc cô nghỉ ngơi, cô cũng xem những thứ nhảm chán như vậy chứ. Thật là một chút dinh dưỡng cũng không có. Nghe nói giải nhất lần này 300.000A, có thể mua được rất nhiều vật phẩm dinh dưỡng rồi đường khả hình nhịn không được cùng thầy nói đùa. Vitus lại không nói gì nhìn học trò. Xem thôi, đường khả hình nhịn không được cười buông điều khiển từ xa, sau đó cầm dưa leo, lại cầm lên bỏ vào trong miệng cắn, vừa nhai vừa nhìn. Cũng là bởi vì cô mỗi ngày đều ăn quả dưa chuột, cho nên mới nôn mửa thành như vậy. Vitus lạnh lùng ôm vai, đành phải tiếp tục cùng học trò này bất đắc dĩ xem chương trình này. Giữa màn ảnh truyền hình MC, cầm microphone, lập tức vui mừng đứng ở trước ống kính, hiện lên một trái banh vải nhiều màu, 23. Đường khả hình đột nhiên cười, cầm quả dưa, cắn mạnh một miếng. Quả cầu thủy tinh lại nhanh chóng xoay tròn, rồi một quả banh vải nhiều màu lăn ra, mặt trên sáng lên, chữ số 28, người chủ trì tiếp tục mỉm cười cầm lên, dơ ở trước ống kính, hơi vung lên trái banh vải nhiều màu, để trước máy truyền hình cho người xem thấy rõ ràng. Đường khả hình nhìn banh vải nhiều màu kia, lại không hiểu cười, cầm dưa leo tiếp tục cắn. Vitas thở một cái, thập phần buồn chán nhìn chương trình này. Banh vải nhiều màu tiếp tục lăn, sau đó nhảy ra một vài chữ số 12. MC lại mỉm cười cầm lên banh vải, dơ lên số 12 trên banh vải nhiều màu, đưa lên trước máy truyền hình người xem nhìn. Hai mắt đường khả hình lóe ra, chăm chú nhìn số 12, vẻ mặt bình tĩnh yên lặng nhai dưa chuột. Banh vải nhiều màu tiếp tục lộc cộc lộc cộc xoay tròn, liên tục nhảy ra 14 và 35. Sắc mặt đường khả hình đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt ôm đĩa dưa leo, đứng lên, nhìn chăm chăm màn hình TV kia, trái tim cơ hồ trào ra cổ học, vẫn không dám tin sự việc trước mắt mình thấy là sự thực, bởi vì cô sau hoàng hôn mới cùng nhã tuệ nói chuyện điện thoại, nói muốn mua chiếc xe, thuận tiện cho việc học tập của mình. Không biết mua kiểu nào tốt, nói đi nói lại, đều là vấn đề tiền bạc. Vitus không hiểu ngừng đầu, Nhìn về phía thần sắc kích động kia của học trò, nhíu mày muốn cầm lên điều khiển từ xa đổi kênh. Một cái chân nhỏ nhắn xinh đẹp đạp ở trên điều khiển từ xa, ai cũng không cho động. Vitas tay còn chưa có đưa đến, liền có chút kinh ngạc nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh nặng nề thở dốc, đem hai ba thanh dưa leo cùng nhau nhét vào trong miệng, đôi mắt trừng to sáng lên, nhìn banh vải nhiều màu kia thẳng lăn, quay rồi lại quay, quay rồi lại quay. Cuối cùng quả cầu thủy tinh kia dừng lại, Nhảy ra ngoài một banh vải nhiều màu, lăn về phía trước, tạm thời không thấy con số rõ lắm. Cô lập tức nghiêng đầu muốn nhìn rõ con số kia là cái gì, khẩn trương đến độ dưa leo trong miệng, nuốt không trôi. MC cười cầm lên một banh vải nhiều màu, đưa về phía trước máy truyền hình cho mọi người xem, kêu to 36. Khán giả nào may mắn có khoảng cách với 300 ngàn, càng lúc càng gần chưa ạ? À? Phúc, đường khả hình cả miệng dưa leo toàn bộ đều phun ra hết, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Vitas quả thực là không thể nhịn được nữa ngẩng đầu, nhìn về phía học trò, hỏi cô làm cái gì kích động như vậy. Cô mua vé số. Đường Khả Hinh không lên tiếng, ôm chặt cả dĩa dưa leo kia, cư nhiên trong nháy mắt, có ý nghĩ hèn hạ, hy vọng đừng trúng tưởng, bởi vì chúng, mình rõ ràng có thể thức chết. Số cuối cùng, giải thưởng lớn nhất toàn quốc, lập tức sẽ mở ra, 300 ngàn, nó sẽ lọt vào trong tay ai đây? MC nói cho hết lời, trong nháy mắt xoay người giơ tay lên hướng hình cầu thủy tinh kia. Quả cầu thủy tinh nhanh chóng chuyển động, bên trong rất nhiều banh vải nhiều màu, cũng theo đó mà chuyển động, tiếng lộc cộc lộc cộc vang lên. Đường khả hình khẩn trương nói không nên lời, vừa ôm dĩa dưa leo kia, vừa mang theo ánh mắt nôn nóng, hy vọng chút nữa đừng hoa mắt. Hình cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, một lúc sau, rốt cuộc theo thời gian, tạm dừng lại, cửa nhẹ mở ra, lăn ra một banh vải nhiều màu, dọc theo ống thủy tinh, nhanh chóng hướng phía trước thẳng trượt đến, từng chữ số kia, nhìn không rõ lắm. Đường khả hình khẩn trương ôm dĩa dưa leo, nhớ lại tưởng tuyết nhi ngày đó thật đơn thuần tươi cười, còn tự tin nói ra những con số kia, lúc đó mình còn không hiểu xem thường. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay run run rẩy rẩy ôm dĩa thủy tinh kia, dường như hận không thể đập bể nó, cuộc sống cho tới bây giờ cũng không quá khẩn trương như vậy, trong lòng suy nghĩ, 300 ngàn A. Mình có thể ăn mấy đời A. À? Cô nặng nề nuốt nước miếng, liều chết nhìn chằm chằm màn hình kia, không ngừng nói với mình, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Sẽ trúng, sẽ không trúng, sẽ trúng, sẽ không trúng. Tốt, chữ số cuối cùng, rốt cuộc cũng xuất hiện. Chấm than ngoặc kép, MC thình lình cầm lên một banh vải nhiều màu, trong nháy mắt hưng phấn dơ lên trước mặt mọi người, kêu to chín. A. À, đường khả hình phá tan huyệt dũng tuyền, kích động hối hận đến mức thét to, trong mắt như muốn rơi ra, trơ mắt nhìn số 9 giữa màn hình kia, nhớ tới mình hôm nay gấp gáp mà đem vé số kia nhét vào trong ví tiền của Trang Hạo Nhiên, cổ họng lập tức uất hức mà nấc nghẹn, cả người cứ như vậy, ôm cả đĩa dưa leo, hôn mê bất tỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 801, người đàn ông phong độ. Sáng sớm ngày hôm sau, hu 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 hu, một loạt tiếng khóc truyền đến từ chiếc xe con màu đen. Đường Khả Hinh liên tục rút ra những chiếc khăn giấy, một lần rồi lại một lần đưa lên lau nước mắt và nước mũi, trong đầu không ngừng nhớ tới 300 ngàn kia, toàn bộ đều bị bồ câu cắp mất bay đi. Khó trách người ta nói, người có tiền phong thủy rất tốt, giàu một đời rồi lại một đời, chính là vì vận may. Người có tiền, mỗi ngày đều trúng số độc đắc, còn người không có tiền. Hu hu hu, cô nói hết lời, lại tiếp tục rút khăn giấy, lau nước mắt nước mũi của mình, bên cạnh là một đống khăn giấy, tất cả đều là nước mắt của cô. Tài xế vừa cầm tay lái, vừa nhìn vào chiếc gương trong xe, thấy đường khả hình khóc lóc vô cùng thiên lương, liền kỳ quái hỏi đường tiểu thư. Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Cô đã khóc từ sáng sớm tới giờ, chúng ta còn phải đến hoàn cầu. Hu hu hu, 300 ngàn, đường khả hình một bên cầm khăn giấy, một bên khóc nói, đúng là cả đời tôi cũng không sử dụng hết tiền bạc. Thế nhưng cái này không giống một phòng kim cương kia, đây là tôi kiếm được dựa vào thực lực của mình không biết xấu hổ mũ mũ đó là máu và nước mắt suy nghĩ một chút nếu tôi có 300 ngàn tôi cũng không cần mỗi ngày phải dậy sớm buổi tối ngủ muộn có thể nằm ngồi ngủ rồi ăn cơm cuộc sống sau này tự do tự tại hu 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 cứ như vậy mà mất đi trang hạo nhiên đáng chết không có chuyện gì cái gì mà kích động chơi đùa ngày hôm đó anh liếc mắt đưa tình cùng phụ nữ cùng nhau khiêu vũ Muốn có phụ nữ chả phải là chuyện dễ dàng sao? Khẳng định so với việc em kiếm 300 ngàn còn dễ hơn. Hu hu hu, anh không có phụ nữ, tại sao lại muốn em an ủi anh? Đâu có chuyện gì liên quan tới em, lúc đó tại sao anh không đưa vé số cho em? Tại sao lúc đó em lại muốn cất vé số trong ví của anh chứ? Em ăn rất nhiều dưa chuột, hu hu hu. Nói xong, lại lấy thêm khăn giấy, lau mặt rồi nức nở khóc. Tài xế đại khái hiểu được một chút vấn đề, nhịn không được vừa cười vừa chuyển động tay lái, chạy vào con đường lớn trong rừng phong hướng tới tập đoàn Hoàn Cầu, mới nói có một số chuyện, đã được định trước. Cái gì của mình thì sớm muộn gì nó cũng là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Những lời như thế đều là lừa con nít ăn kẹo, chẳng lẽ tôi không theo đuổi thì sẽ có cơm ăn, tôi đã sớm chết đói rồi. Hu hu hu, 300 ngàn, tạm biệt ngươi, cơ hội sau này ta gặp ngươi chắc rất khó khăn. Đường khả hình lại khóc hù hù cầm khăn giấy lên, khóc lóc như mưa. Chiếc xe con màu đen dừng trước tòa nhà hoàn cầu. Tiểu thanh dẫn hai người trợ lý, đứng ở chân cầu thang, mỉm cười chờ đợi. Một loạt tiếng khóc truyền đến. Các cô sửng sốt. Cuối cùng đường khả hình cũng nhớ tới phải đến công ty, sáng sớm hôm nay còn muốn mở một hội nghị, liền nhanh chóng dùng khăn giấy lau khô nước mắt và nước mũi, Sửa sang lại chiếc váy dài màu lục nhạt, giữa hông thắt một chiếc dây lưng màu bạc, hiện ra vòng eo thon gọn. Cô đi đôi giày cao gót 12 cm màu trắng, nhẹ nhàng bước xuống, cứ như vậy mang theo bao thương tâm khổ sở bước xuống xe. "Đường tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía cô. "Không có chuyện gì." Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói, liền lau chiếc mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng sửa sang mấy sợi tóc trên trán, mới nhận lấy cặp văn kiện từ tài xế, đi vào tòa nhà hoàn cầu lúc này tưởng thiên lỗi chậm rãi bước ra từ tòa nhà chính tập đoàn á châu lại nhìn thấy đường khả hình hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu lục nhạt vô cùng tao nhã xinh đẹp tóc buộc cao đuôi ngựa anh dừng bước lại đường khả hình viền mắt đỏ bừng đi vào đại sảnh lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi cô lập tức dừng bước lại kính trọng gọi tổng giám đốc tiểu thanh cùng hai trợ lý cũng nhanh chóng khom người chào tưởng thiên lỗi nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ bừng của cô chiếc mũi cũng đỏ liền nhíu mày hỏi tại sao em lại khóc. Ách, đường khả hình lại sụt xịt chiếc mũi, mới vội vã cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau một chút, mới nói, xem. Xem phim, cảm động nên em khóc. Tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn về phía cô, khẽ cười nói, mới sáng sớm đã xem phim. À, đường khả hình lúng túng lên tiếng trả lời. Tưởng thiên lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, mới gật đầu nói, vất vả cho em rồi. Anh nói xong, liền cất bước đi về phía trước đường khả hình hướng anh gật đầu nhìn anh rời khỏi mình mới muốn bước đi suy nghĩ một chút liền kích động xoay người nhìn về phía bóng lưng của tưởng thiên lỗi kêu nhỏ tổng giám đốc tưởng tưởng thiên lỗi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô xin hỏi khuôn mặt đường khả hình có một chút đỏ bừng nhìn về phía tưởng thiên lỗi có chút lúng túng nói xin hỏi em gái của anh lúc nào lại đến khách sạn á châu chơi vậy em và cô ấy lần trước cùng nói chuyện cảm thấy rất hợp nhau cô ấy còn giúp em nữa. Em nghĩ tự mình nên cảm ơn cô ấy. Tưởng thiên lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, mới cười nói, nó đi Nhật Bản với mẹ anh rồi, anh đoán phải một thời gian mới trở về. À, đường khả hình lập tức có hơi thất vọng. Hai mắt tưởng thiên lỗi đảo qua đảo lại, nhìn vẻ mặt mất mát của cô gái này, liền cười hỏi, anh nghe nói trong khoảng thời gian này, Tuyết Nhi nói với em một dãy số của vé số. Em chúng, hay là không? sắc mặt đường khả hình đột nhiên chuyển biến, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lập tức cười ha ha nói, em, em, em không mua, sao em có thể mua vé số, em không tin vào vận mệnh lắm, có một số chuyện, đã được định trước, cái gì của mình thì sớm muộn gì nó cũng là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Cô nói thật tự nhiên, tưởng thiên lỗi nghe xong, nghĩ ngợi một lúc mới mỉm cười xoay người. Đường khả hình nặng nề thở ra, lại lần nữa nhớ tới 300 ngàn kia, nắm chặt khăn tay, muốn bóp chết trang hạo nhiên. Đúng rồi, tưởng thiên lỗi đột nhiên xoay người ở chân cầu thang, nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói, bình thường có tình huống này, tuyết nhi tự nguyện nói ra một dãy số của vé số, đều trúng thưởng. Thế nhưng nếu như hỏi lại nó một lần nữa, nó mà nói ra, đều không được tốt lắm. Nếu như lần sau em hiếu kỳ hỏi nó, không cần đem toàn bộ gia tài ném vào đó, đã có rất nhiều người vì nó mà phá sản đấy đường khả hình khẽ cắn môi dưới trên mặt không biết bày ra biểu tình gì nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi cười xoay người đi xuống hu 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 đường khả hình lại lấy thêm khăn giấy vừa khóc vừa đi vào tập đoàn hoàn cầu tưởng thiên lỗi cởi ra một chiếc cúc áo ngồi phía sau xe nhìn về phía bóng lưng đường khả hình nghe tiếng khóc nức nở vô cùng đáng yêu của cô gái kia nhịn không được cười đông anh kích động nhìn về phía tưởng thiên lỗi thật tâm nói tổng giám đốc đã rất lâu rồi anh không cười. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, liền thu lại nét mặt, nghĩ ngợi một lúc, mới nói, đi thôi. Về khách sạn. Vâng, Đông Anh lập tức lên tiếng trả lời, dặn dò tài xế rời khỏi đây. Tòa nhà rượu vụ. Phòng họp số 1, phịch một tiếng cửa bị đẩy ra. Các nhân viên trong bộ phận rượu vụ, đang nhao nhao thảo luận về nhà cung cấp mới lần này, nghe âm thanh đẩy cửa ra, lập tức sửng sốt ngẩng đầu. Đường Khả Hinh vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm cặp văn kiện đi vào, phịch một tiếng, đập văn kiện lên mặt bàn. Mọi người đều giật mình nhìn cô. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh mở phần văn kiện thứ nhất, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn về phía các quản lý bộ phận, trưởng phòng, nhanh chóng nói, tôi tin các vị đều biết. Ở thị trường rượu đỏ trong quá khứ, giám định hương vị của rượu vang đều chịu ảnh hưởng bởi nhân tố chính trị. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Ngay cả khi chính mình nếm thử hương vị của rượu, đều phải chịu ảnh hưởng của người khác. Cô di chuyển ánh mắt, tâm tình không vui nhìn về phía mọi người. Tất cả đàn ông đang ngồi đây, đều hắng giọng ho khan, im lặng không lên tiếng. Lần này chúng ta tăng thêm một nhà cung cấp mới, tôi phát hiện tuyên truyền có hiệu quả cao hơn thực lực của bọn họ. Đường Khả Hinh lại tức giận nhìn về phía mọi người, nhanh chóng nói, tôi nghĩ không ra, trải qua lần thử trước tôi cho rằng các vị đều đã hiểu được thế nào để nâng cao cánh cửa của chúng ta trên thế giới này mỗi chuyện đều có tiêu chuẩn riêng của nó hơn nữa tiêu chuẩn nhất định phải càng ngày càng cao vì xã hội ngày càng phát triển hơn tất cả thức ăn rượu đỏ bao gồm sự nghiệp khách sạn theo thời gian đều là đếm ngược đã là lựa ý hùa theo kết quả đều đã phải chú ý đề cao nguyên tắc cùng yêu cầu của mình dù cho có phải dừng bước lại cũng phải đem bậc cửa dựng lên, chứ không được gỡ nó xuống. Đừng cho người khác có cơ hội, có khe hở để chui vào. Lần này nhà cung cấp mới đưa rượu tới, chúng ta đều phải nếm thử, nếu thấy rượu quả thật không tệ thì mới đưa ra đơn đặt hàng. Trưởng phòng rượu vụ nhìn mọi người đều im lặng, đành phải mở miệng nói. Phải không, đường khả hình nhìn về phía ông, mỉm cười, nói chỉ có cỏ dại mới có thể ở giữa những khe hở để sinh tồn. Trưởng phòng rượu vụ quay đầu, hít mắt nhìn cô. 32 vị rượu, có 8 vị là trộn rượu brandy. Nhưng vị của nó thì người bình thường không uống được. Đường khả hình chớp mắt, nhìn về phía mọi người tức giận nói, các vị lần này đặt đơn rượu có thể không vội vã như vậy được không? Coi như là vì thành tích cũng không cần gấp gáp như vậy. Mùa hè vừa mới tới sao? Cách ngày chia chứng khoán, còn có mấy ngày ngày. Tiểu Thanh, lần này ký hợp đồng tài chính là bao nhiêu tiền? 300 ngàn, Tiểu Thanh nhanh chóng nói. 300 ngàn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nghe thấy mấy chữ này, ruột gan đều đau kêu lên, các người xem 300 ngàn là một quả trứng bổ câu sao. Vẫn là rau xà lách tốt hơn, nói nuốt liền nuốt, nói hái liền hái, nói không có thì là không có. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn xuống mặt đất, nghĩ ngợi, người này hôm nay có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ hôm nay, gửi đơn lên quản lý phòng rượu vụ, yêu cầu điều hai chuyên gia thẩm định rượu đỏ tới bộ phận rượu vụ của chúng ta, chịu trách nhiệm thẩm định rượu trong thời gian nhà cung cấp mới đưa rượu tới cho chúng ta. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nói hết lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi, bịch một tiếng cửa đóng lại. Tất cả mọi người bị dọa cho sợ hãi, hôm nay cô có chuyện gì vậy? Đường khả hình ngồi trên chiếc ghế ra trong phòng làm việc của mình, nặng nề thở phì phó tức, nhớ tới 300 ngàn kia, cô lại đau lòng khóc giống lên, rút ra một tờ khăn giấy, lại ngửa đầu khóc hu hu. Mấy người tiểu thanh kinh ngạc, nhao nhao đứng ngoài cửa, không hiểu cô hôm nay là thế nào. Đường khả hình không cam lòng cắn chặt môi dưới, hít mắt nghĩ người này có biết hay không chuyện chính mình trúng thưởng. Anh, anh, anh có thể không muốn số tiền kia, bởi vì nghĩ rằng đó là vé số của mình. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, trong lòng nghĩ, đúng vậy, Trang Hạo Nhiên vẫn luôn là một người đàn ông rất phong độ. chương 802, một chút ấm áp. Sáng sớm, một chiếc xe Rolls Royce dài màu bạc dừng ở trước cửa khách sạn Á Châu, chiếc xe có gắn hình thiên sứ bằng bạch kim, lóe ra ánh sáng cao quý đẹp mắt. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới, tôn kính nhẹ mở cửa xe. Trang hạo nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong áo sơ mi màu lam nhạt, để hở cổ áo, trước ngực cài bông hoa màu thấm, khí chất tao nhã bước ra, mang theo một chút hơi thở cao quý, hào quang tỏa ra bốn phía. Vẻ mặt anh lãnh đạm, nhấc cổ tay lên, nhìn thời gian, đã gần 10 giờ 25 phút, liền cất bước đi về phía trước. Một chiếc xe con Rolls-Royce màu đen khác cũng dừng ở trước cửa khách sạn. Tưởng Thiên Lỗi một thân mặc Âu phục màu đen, bên trong áo sơ mi cùng màu, để hở cổ áo, đón gió mát trong lành sáng sớm, vừa nghe Đông Anh báo cáo lại nội dung hội nghị đã ghi, vừa đi về phía trước. Hai người ở trước đại sảnh khách sạn, đụng mặt nhau. Tất cả nhân viên làm việc ở đại sảnh, nhao nhau khom lưng gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi hơi chút biểu lộ vài phần nghi hoặc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bình thường là một người hoạt bát như thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Giống bị người khác cướp mất thời gian vậy, bộc lộ vẻ mặt nhàn nhạt, anh liền kỳ quái cười hỏi, cậu đây là xảy ra chuyện gì? Thiên hạ vô địch Trang Hạo Nhiên, cũng có một ngày tinh thần không tập trung như thế sao? Trang Hạo Nhiên ánh mắt hơi chút lưu chuyển, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhàn nhạt cười nói, có nha. Trái tim có vài phần không tốt, sao vậy? muốn mượn bờ vai của anh, để cho tôi dựa vào một lát. Hay là, hôn lưới, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức nheo mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên nặng nề thở dài một hơi, đi qua, cậy mình cao hơn người ta 5cm, kéo bả vai anh nói, thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi không để ý đến anh, chỉ tiếp tục cất bước đi về phía trước. Anh có biết tôi tại sao vẫn không muốn gọi cậu là anh trai không? Trang hạo nhiên vừa đi về phía trước, đứng bên cạnh. Bởi vì cậu không có lễ phép, Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời. "Không phải, là vì anh ở trong lòng tôi vẫn là một dạng người, tôi nằm mơ cũng khát vọng có thể vì anh sinh con gái." Trang Hạo Nhiên bước đôi chân dài đi tiếp, buồn chán kéo người kia đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mày, dừng bước lại, quay đầu nhìn người này. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt đầy sự u buồn thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. "Cuối cùng là cậu cấu tạo từ cái gì?" thật là cái gì cũng nói ra được. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi thấy không có cách nào với người này. Nếu tôi không như vậy, anh sẽ yêu tôi sao? Trang hạo nhiên tiếp tục nhìn anh, sâu xa hỏi. Cậu, tưởng thiên lỗi nháy mắt vươn tay, chỉ vào người này, nét mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi, đúng là không có biện pháp. Trang hạo nhiên chậm rãi vươn tay, nắm tay anh, thâm tình mà mất mát nói, đối với nhau nhiều năm như thế, toàn bộ đều là vì yêu tưởng thiên lỗi run rẩy đẩy mạnh tay anh trên vai mình ra ngưng mặt tức giận nói tôi cảnh cáo cậu trang hạo nhiên trận thi đấu lớn sắp bắt đầu các tuyển thủ của câu và tôi đều được cử đến tham dự đều muốn thể hiện mình đừng quên ước định lúc trước nếu người của tôi thắng cậu cút ra khỏi khách sạn á châu cho tôi nhìn cậu đã thấy phiền rồi chuyện dự án khách sạn dưới nước tiến hành đến đâu rồi hả trang hạo nhiên hỏi anh cậu không phải ceo sao tưởng thiên lỗi nhạo báng anh trang hạo nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nhìn về phía anh nói văn phòng ở trong tổ thiết kế của tôi sử dụng những mánh khóe làm cho rất nhiều công trình không có cách nào tiến hành cậu ta lại là người nhà của anh làm phiền anh nói với cậu ta một tiếng có một số việc nếu làm quá mức tôi liền bỏ liều không quản nữa dù sao cậu ta đẹp trai như thế mắng cậu ta sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ta ánh mắt tưởng thiên lỗi lóe ra đi a à? trang hạo nhiên nói xong vỗ nhẹ bờ vai của anh, liền nhàn nhạt xoay người rời khỏi. Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn về phía bóng lưng anh, nắm chặt quả đấm, mỗi lần đều như vậy, giữ chặt một chút việc, cũng không chịu thả lòng. Cao ốc hoàn á, trang hạo nhiên một mình mang theo cặp công văn, đi ra hoa viên sau khách sạn, bước qua đài phun nước trắng xóa, nhìn đài phun nước mềm mại muôn màu muôn vẻ như cô gái thẹn thùng, nước chảy róc rách, một màn lãng mạn như vậy, anh chăm chú nhìn, chỉ là cảm giác mặt trời thật chói mắt, liền muốn đi về phía trước, lại vô tình nhìn thấy trên bãi cỏ xanh cạnh suối phun, có một đóa hoa hồng màu trắng, rực rỡ thơm ngát mùi hương dưới ánh mặt trời, còn có một phong thư màu hồng phấn. Anh hơi chút giật mình, không hiểu khom người xuống, đưa tay cầm lấy phong thư màu hồng phấn kia, từ bên trong rút ra một tấm hình, rõ ràng là ảnh chụp mình ở trên bàn làm việc, ánh mắt anh lưu chuyển, chăm chú nhìn mình trong ảnh chụp này, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, khoác áo gilê màu bạc ngồi ở trên ghế sofa trong thư phòng cổ kính, quay mặt ngưng mắt nhìn về phía trước, có phần đẹp trai. Anh không hiểu ngẩng đầu. Một cơn gió nhẹ từ từ thổi đến. Trên bãi cỏ xanh của suối phun, từng đóa hoa hồng màu trắng chia ra đặt hai bên, tạo thành con đường đầy hoa hồng, kéo dài đến tận đại sảnh hoàn á. Anh hơi chút giật mình, lại tiếp tục từ trong phong thư rút ra một tấm thiệp mùi hương cỏ lavender nhẹ nhàng tỏa ra, mở ra, nhiễm nhiên là chữ viết xinh đẹp của Đường Khả Hinh ôn ôn nhu nhu viết rằng, đêm qua gió mùa thu mưa rào, một cô gái nằm mộng, đứng ở trước rừng phong, dịu dàng đẹp ngọt ngào nhìn về phía trước. Ta và cô ấy cùng hứa hẹn, khát vọng trao đổi với cô ấy một chút dịu dàng, an ủi sưởi ấm cho người đàn ông kia, cầu nguyện cho anh mỗi ngày đều nở nụ cười đẹp trai mê người. Ánh mặt trời chói trang rơi xuống, giống như ánh sáng của thiên đường, làm sáng rõ các chữ viết xinh đẹp kia, từng đóa cỏ lavender, dường như nhẹ nhàng bay ra, quanh quẩn toàn bộ thế giới xung quanh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển, vẻ mặt mang theo vài phần kích động, nắm chặt tấm thiệp kia, dọc theo con đường hoa hồng trắng, đi về phía trước. Từ chính giữa đại đường kia, ba người nhân viên làm việc tại quầy lễ tân đi đến, mỗi người tay cầm một đóa hoa hồng trắng, đều nhẹ nhàng tươi cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang cất bước đi tới, lãng mạn vui vẻ kêu to, "Tổng giám đốc, chúng tôi yêu anh." Trang Hạo Nhiên nắm chặt phong thư, hơi chút giật mình nhìn về phía ba nhân viên tiếp tân thường ngày hay cùng mình nói đùa. Ba nhân viên tiếp tân lập tức lại bộc lộ nụ cười ngọt ngào, tay cầm hoa hồng, dơ về hướng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa nhíu mày, cười như không cười nhận lấy ba đóa hoa hồng kia, nhìn về phía các cô, suy nghĩ muốn làm chuyện quỷ quái gì đây. Ba cô gái đồng thời cúi đầu, thẹn thùng thần bí cười rời khỏi. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn thoáng qua các cô, lại tiếp tục cầm tấm thiệp cùng hoa hồng, Xoay người cất bước vào trong thang máy Cửa thang máy mở ra Trang hạo nhiên đi vào, nhiễm nhiên phát hiện Trong thang máy thủy tinh suốt kia, dán đầy ảnh chụp của mình Có lúc mình đang họp, một thân Âu phục đen, hai mắt sắc bén Hơi giờ bút máy trong tay lên, lại nhìn xuống ảnh chụp bên dưới Thân mặc sơ mi trắng, quần tây đen, ảnh chụp ngồi ở trước bàn làm việc Còn có ảnh chụp đứng ở trước cửa sổ sát đất, hơi thở mang theo vài phần sâu sắc Chăm chú nhìn phía trước, thậm chí còn có ảnh chụp mình một thân áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây đen, đứng ở trong phòng bếp, đang cắt dưa. Khuôn mặt anh đầy vẻ kích động nhìn những ảnh chụp này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều thời điểm trong quá khứ, không hiểu nâng mặt nở nụ cười. Thang máy nhanh chóng đi lên trên, trên đỉnh thang máy bỗng nhiên chiếu xuống một cái chuông gió hình hoa hồng, ngay chính giữa chuông gió in xuống nền thủy tinh vài ảnh chụp, tất cả đều là khi Trang Hạo Nhiên quay mặt ảnh chụp rất đẹp trai, mà đa số đều là nhiệt tình đẹp trai tươi cười. Trang hạo nhiên đưa tay ra, nhìn chính mình trong một tấm hình, lúc ngẩng mặt nhiệt tình cười, rất thoải mái vui vẻ, anh bất giác lại ngẩng mặt nở nụ cười. Thang máy rốt cục đứng ở tầng lầu phòng tổng giám đốc. Khắp nơi hoa hồng trắng, trải dài ngay chính giữa trung tâm hành chính, cố tình được xếp đặt theo hình chữ, hương thơm tỏa khắp lãng mạn động lòng người. Trang hạo nhiên kinh ngạc bước tiếp đến gần những đóa hoa hồng trắng mềm mại kia, bước tới, thấy kỳ quái chăm chú nhìn nơi xa. Xin chào chú, chấm than ngoặc kép, một loạt âm thanh non nớt đồng thời vang lên. Toàn bộ trung tâm hành chính, cư nhiên líu díu hơn 10 đứa bé đứng đầy, diện mạo đẹp ngọt ngào, đáng yêu động lòng người. Những cô bé gần 5 tuổi linh hoạt khéo léo, tất cả các bé đều mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa hồng trắng, khoác giải lụa mỏng thật dài, tay nâng quả cầu hoa hồng, tất cả đều thuần khiết non nớt đẹp ngọt ngào tươi cười, lại giống như chim vàng anh, giọng nói thanh thúy ngọt ngào nhìn về phía trang hạo nhiên kêu to chú chúng con yêu chú mong chú đừng buồn nữa xin hãy tin tưởng công chúa nhất định sẽ trở lại chú nhất định sẽ hạnh phúc trang hạo nhiên chấn kinh khi nghe những lời này một trận sóng lòng sôi sục kích động nhìn về phía từng bé từng bé trước mặt mình đều xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên tất cả nhân viên bộ phận hành chính còn có nhân viên phòng thư ký nhao nhao đi tới tất cả bạn bè bên người đều vây quanh cùng mỉm cười nhìn về phía anh rồi cùng nhau nhiệt liệt mà an ủi vỗ tay trang hạo nhiên ánh mắt mãnh liệt chấp lóe nhìn về phía một đám người trước mặt nắm chặt phong thư trong tay kích động nhìn phía trước quả nhiên không có bao lâu một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến nhân viên bộ phận hành chính cùng bạn bè chia ra hai bên trang hạo nhiên trầm mặc mà kích động đứng ở đầu này hai mắt lóe ra ánh sáng khẩn trương nhìn về phía trước. Một cô gái dịu dàng, một thân váy dài bằng gen màu trắng phía trước thắt đai đen, xẻ ra hai bên, đôi chân dài trắng nón gợi cảm của cô như ẩn như hiện, tóc đen dài xóa sau lưng, tay trái đeo khuyên tai hình hoa hồng trắng thuần khiết, mang đôi giày cao gót màu trắng 12 phân, đôi mắt to lấp lánh sáng ngời động lòng người, nhẹ cong đôi môi mềm, tươi cười ngọt ngào, tay nâng một bó hoa hồng hình cầu, bước đi tao nhã, giống như cô dâu thong thả đi tới. Lãng mạn, mê người như vậy trang hạo nhiên kinh ngạc đứng ở bên cạnh kích động nhìn về phía đường khả hình đường khả hình dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người có vài phần khó xử tươi cười đi tới một nhóm cô bé trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên đôi mắt mộng ảo lóe ra vài phần ngọt ngào ôn nhu chân thành nói trên thế giới này khoảng cách lớn nhất là còn sống mà phải chia tay trên thế giới này khoảng cách ngắn nhất là đến chết cũng phải yêu em trao đổi sự dịu dàng của cô ấy vì anh ngày hôm qua mất mát, vì quá khứ anh đã làm bạn. Xin hãy tin tưởng, em cũng không có đi xa, bởi vì em nợ anh một chút ấm áp. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía đường khả hình, ánh mắt trong khoảnh khắc bỗng ướt át. Đường khả hình mỉm cười cùng tất cả bạn bè bên cạnh, đặt hoa hồng trong tay xuống, rồi mới cùng nhau đứng lên, nhìn về phía trang hạo nhiên, cùng nhẹ nhàng tươi cười ngọt ngào, rũi người đưa hai tay trắng nõn lên cao, nhẹ đưa lên đỉnh đầu, vòng thành hình trái tim đồng thời kêu to I love you, chương 803, dụng tâm. Bên trong phòng làm việc, Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi ở trên ghế sofa, mặt nở nụ cười dịu dàng, dừng ở trên người con gái trước mặt. Đường Khả hình cũng ôn nhu ngồi ở ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Sao có thể, Trang Hạo Nhiên nói đến đây một dòng cảm xúc dâng trào trong anh, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng rung động, tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái trước mặt đường khả hình cũng nhịn không được nữa cười rộ lên nhìn về phía anh có chút hờn rỗi ngữ khí kia đẹp đẽ ngọt ngào như vậy mềm giọng nói nhìn anh hôm qua lạc lõng khổ sở như vậy ngay cả chào hỏi cũng không liền rời đi đoán chừng là thực sự rất thương tâm cho nên em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp này hy vọng anh có thể lấy lại được tâm trạng trang hạo nhiên hơi lộ ra một chút ý cười nhìn cô đường khả hình cũng có chút lúng túng nhìn anh một cái phảng phất như có một chút trách cứ hỏi vì sao không nghe điện thoại là giận em sao trang hạo nhiên thật sâu nhìn vào mắt cô lúc sau mới hơi phục hồi lại tinh thần tay chống chán có chút ngượng ngùng cười nói điện thoại di động anh bị hỏng xin lỗi em đường khả hình nghe những lời này liền đột nhiên linh trí cười nói em đều biết trang hạo nhiên có chút khác thường nhìn cô một cái đường khả hình bộc lộ mấy phần tươi cười thần bí cúi người xuống tay từ bên dưới bàn trà nâng lên một hộp kim loại màu đen, đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh. Trang hạo nhiên sừng sốt nhìn hộp đen kia. Đây là phần lễ vật thứ nhất em đưa cho anh, mở ra nhìn xem. Đường khả hình mỉm cười nói. Trang hạo nhiên nghe xong những lời này, không hiểu cười cười, nhưng vẫn là nghiêng người về phía trước, hai tay chậm chạp mở ra cái hộp màu đen kia. Rõ ràng là một chiếc điện thoại di động màu đen, lóe ra những tia sáng tôn quý. Anh kinh ngạc ngẩng đầu, Nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đây là điện thoại di động của mình. Đường Khả Hinh chỉ là mỉm cười nhìn anh. "Đây, là có chuyện gì xảy ra vậy?" Trang Hạo Nhiên nhẹ chạm vào chiếc hộp, nhìn về phía cô, có chút kích động cười hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, có chút xúc động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói, "Em là nói sự thật. Cô ấy thực không có đi xa." Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. "Nghe nói chiếc điện thoại di động này là đưa cho em?" Em hiện tại đem nó trả lại cho anh, bởi vì em phát hiện ra trong chiếc điện thoại này có một ít tài liệu bí mật, tối hôm qua em mở ra mới phát hiện. Nguyên lai like toàn là ảnh chụp của anh, thật là đẹp trai, em vừa nhìn thấy những hình ảnh này, vừa nghĩ tới quá khứ của em, tại thời điểm chụp ảnh anh, nhất định là tình nồng ý đậm, nếu như không phải như vậy thì làm sao có thể chụp ra được bức ảnh như vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười cười. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía điện thoại bên này, nhớ tới bộ dáng của khả hình trong quá khứ mới thật xinh đẹp ngọt ngào biết mấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường khả hình vẫn ý cười uyển chuyển ngọt ngào như cũng nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên hô hấp có phần rối loạn mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, kích động thật lâu, rốt cuộc cũng tâm tình cũng bình tĩnh lại, nhìn cô nói em vì 300 ngàn, đúng thật là dụng tâm a. Đường khả hình chớp chớp mắt, sắc mặt hơi biến, có chút khẩn trương nhìn anh. Trang hạo nhiên tươi cười, tựa ở trên ghế sofa, hai cánh tay mở ra, tư thái thập phần yêu nhã mà đẹp trai, nhìn về phía cô gái này, nói, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, thực sự là làm khó em rồi. Hai mắt đường khả hình nhẹ chớp, có chút lúng túng nhìn về phía anh, ậm ừ một tiếng cười nói, anh, anh, anh nói cái gì vậy, em, em là nhìn anh hôm qua không vui, nên em mới, em vốn nghĩ, anh là người có tiền. Dự đoán khả năng là sẽ không quan tâm đến 300 ngàn này, sau đó còn cảm thấy anh hẳn là một người đàn ông phong độ, nếu như tâm tình tốt, không chừng liền tặng vé số này cho em." Trang Hạo Nhiên nhịn không được nữa cười nói. Đường Khả Hinh nhẹ nâng mí mắt, sắc mặt hơi thu lại, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng từ trong túi áo phục của mình, tươi cười lấy ra ví tiền màu đen, mở ra, từ chỗ bức ảnh cô gái đang mỉm cười trong sáng, rút ra một tấm vé số, kẹp ở trên ngón tay, giơ lên ngưng mắt nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường khả hình mắt mở trừng trừng nhìn về phía tấm vé số màu hồng phấn, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại. Trang hạo nhiên nghiêng mặt, nhìn về phía cô gái trước mặt, cười hỏi, rất muốn sao? Không có, đường khả hình bật cười như người nâng lên cốc hồng trà, hai mắt lưu chuyển cúi đầu, uống một ngụm. Trang hạo nhiên đổi lại tư thế ngồi, ý cười có mấy phần khiêu khích, nhìn về phía cô cười nói, muốn thì hãy nói đi. Đường khả hình đặt chén trà xuống, Thanh Cao nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh có ý gì a? À? Em là loại này người sao? Em, em, em hôm qua an ủi anh như vậy, em dễ dàng sao? Đích thực là không dễ dàng. Trang Hạo Nhiên tươi cười dơ vé số lên, chuyển một vòng tròn, nhìn đường khả hinh nói, đêm qua, sau khi anh mở giải thưởng, liền suy nghĩ, em liệu có ngất đi hay không? Không có, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh trực tiếp cũng ngồi tựa ở trên ghế sofa, chỉnh sửa lại một chút váy dài của mình, mới nhanh chóng nói, tối hôm qua trời mưa, khí trời rất tốt, em và sư phụ xem xong sờ nâu, liền đi ngủ rất sớm. Phải không, Trang hạo nhiên nhịn không được cười nhìn về phía cô, nói, vậy làm sao anh gọi điện thoại sư phụ, hỏi tình huống của em, thầy lại nói thời điểm em nhìn thấy giải thưởng, liền ngất đi. Mặt đường khả hình, liền không khác gì tắc kè hoa, lúc trắng, lúc đỏ, lúc lại xanh, xấu hổ mất thể diện đến nỗi hận không thể đi tìm cái lỗ mà chui xuống, nhưng rồi nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh biết rõ. Còn đùa giỡn em như vậy, em vừa phải làm nhiều chuyện như vậy, anh cư nhiên. Còn bày ra bộ dáng cảm động như thế, anh thật là độc ác, hèn hạ. Hèn hạ được bằng em sao? Vì muốn 300 ngàn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn dùng tình cảm đến để đùa giỡn. Trang Hạo Nhiên bộc lộ mấy phần nghiêm túc nhìn về phía cô. Bỏ đi, quá khứ của em cũng là của em. Huống chi em, Đường Khả Hinh hai mắt nháy nháy, mang theo vài phần mất trật tự. Một hồi chấn tĩnh lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, liều chết nói: Em nói, nói thật, vé số này hôm qua, thế nhưng là em mua. Đó là tiền của anh. Em mất trí nhớ à? Trang Hạo Nhiên nói xong, mới nhớ tới cô mất trí nhớ, lập tức nhịn không được cười gật gật đầu anh chỉ bỏ ra hai đồng tiền. Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói ra mấy chữ này, ruột gan của cô cũng thấy đau. 300 ngàn a? Hai đồng tiền thì không phải tiền à? Trang Hạo Nhiên tươi cười nhìn về phía cô, nói, 300 ngàn cũng là từ nơi này mà tới. Ai kêu em hôm qua trong túi không có tiền làm gì? Có đôi khi, bắn trúng mục tiêu đã định trước, là của em thì nhất định sẽ là của em, không phải là của em, có cầu cũng cầu không được. Ha Đường Khả Hinh nặng nề cười, ha, một tiếng vô cùng tức giận, nói, đừng có lấy lời nói ngon ngọt này đến lừa em. Chẳng lẽ, em nằm thì sẽ có tiền rơi xuống chắc? Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, hai mắt chợt lóe, hơi chỉnh lại nút thắt âu phục, liền lộ ra áo sơ mi màu lam bên trong, thập phần đẹp trai nghiêng người về phía trước, ngón tay kẹp vé số, đưa về phía cô cười nói, được rồi. Không nên tức giận, cho em thôi. Không cần, Đường Khả Hinh quay mặt sang cố ý không để ý đến anh. Ưm, ừ, hai tròng mắt trang hạo nhiên lại lóe ra những tia sáng, dơ vé số đến trước mặt cô. Không cần, đường khả hình lại chuyển qua khuôn mặt lạnh lùng, mắt to lưu chuyển, thanh cao nói. Cầm đi, 300 ngàn, anh không quan tâm, trang hạo nhiên lại mỉm cười dơ vé lên, an ủi cô cười nói. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, mí mắt hạ thấp, nhìn tấm vé số kia, dừng ở giữa không chung, cô thở dốc, suy nghĩ một lúc lâu, mới đột nhiên vươn tay nói, em nhìn xem có phải hay không chúng. Tay cô vừa đưa về phía giữa không chung, sẽ phải chạm vào vé số. Trang hạo nhiên đã nhanh chóng đem vé số thu lại, trầm mặc đem nó bỏ lại vị trí trong ví tiền. Wow, anh thực sự là, đường khả hình nhìn anh, lập tức tức giận đến nói không lên lời. Em nghĩ 300 ngàn là một viên trứng chim sao, lão tử mặc dù có tiền, nhưng cũng không đến mức không đặt 300 ngàn vào trong mắt. Em chưa từng nghe qua câu nói này sao? Không coi trọng từ đồng tiền nhỏ nhất của công ty thì không phải một công ty thành công sao? Sắc mặt Trang Hạo Nhiên yên lặng đem ví tiền cất lại vào túi áo phục của mình, rồi mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả hình, nói "Cảm ơn em, hôm qua không cần tốn nhiều sức, liền cho anh buôn bán lời 300 ngàn. Còn đưa cho anh nhiều ảnh chụp đẹp trai như vậy." Đường Khả hình nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người đàn ông này, không thể nhịn được nữa nói, em nói mẹ anh thực sự là nuôi không anh. Ăn không cơm, chẳng có tí phong độ gì cả, cư nhiên đùa giỡn người khác như vậy, em còn thật đáng chết mới bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều hoa hồng như vậy. Còn mặc váy đắt tiền như vậy, thật đáng ghét. Cô nói xong, liền một trận tức giận đứng lên, hung hăng chừng mắt liếc anh một cái, nhấc váy dài lên, quay người bước đi. Ai, em đi đâu vậy? Ngồi đây đã, Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, cười cười nắm lấy cổ tay của cô, nói anh còn có chuyện muốn nói với em đây. Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình hất mạnh tay của anh ra, một một trận tức giận liền đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, đem hết sức lực bình sinh, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Toàn bộ đồng nghiệp phòng hành chính và bảy thư ký vừa rồi còn thấy hai người chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn, nghe thấy tiếng vang dữ dội như vậy, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy đường khả hình lúc vừa đi vào còn ngọt ngọt ngào ngào như mật, cư nhiên đến cái lúc đi ra lại sách váy dài, sắc mặt tái nhợt như vậy, giống như tham gia một lễ cưới mà cô dâu không xuất hiện vậy, hiện tại như bị chọc giận đến phẫn nộ. Chuyện gì đã xảy ra a? À? Nhiều người vụng trộm nói chuyện với nhau. Mọi người đều không hiểu. Khả Hinh, tiêu đồng lúc này, nhanh chóng đi đến, kinh ngạc nhìn về phía bộ dáng này của đường Khả Hinh, khẩn trương hỏi cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? tôi sau này không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên ra hỏa đáng ghét kia nữa trên cái thế giới này anh ta là cái tên hèn hạ nhất hạ lưu vô sỉ buồn nôn nhất phí cơm mẹ nấu chấm than ngoặc kép vẻ mặt đường khả hình đầy tức giận nhấc váy dài lên nhanh chóng đi vào thang máy phịch một tiếng đóng cửa thang máy lại tiêu đồng và mọi người giật mình nhìn cửa thang máy đã đóng lại cái người tức giận kia đã nhanh chóng theo thang máy đi xuống đường khả hình tức giận đứng ở bên trong thang máy nhớ tới chính mình sáng nay còn tốn công sắp xếp bố trí cảnh tượng như vậy, còn mua nhiều cánh hoa hồng, người này, cư nhiên một điểm cảm động cũng không có, nét mặt cô đau khổ hét lên một tiếng, một phen kéo hết những cánh hoa hồng xuống, tức giận đến lồng ngực như muốn vỡ ra. Đinh, thang máy đến lầu một, cửa chậm chạp mở ra. Đường khả hình mặt lạnh băng, vén làn váy thật dài, một bên hướng ra bên ngoài đại sảnh đi tới, một bên trong miệng lại một nghìn một vạn lần nguyền rủa trang hạo nhiên cái tên đáng chết này chị. Trước mặt vang lên một hồi âm thanh, thanh thanh thúy thúy. Đường khả hình tức khắc đứng ở trước cửa đại sảnh, ngẩng đầu, nhìn về phía một đám tiểu cô nương váy trắng trước mặt, mỗi người đều đón ánh nắng mặt trời, đứng ở cỏ xanh tươi mát, vui vẻ nâng tay lên, kêu to, chị. Chúng em yêu chị. Đường khả hình lập tức hối hận, không nói gì nhìn về phía mấy cô gái nhỏ. Đường tiểu thư, cô giáo viện phúc lợi, hơi có chút xấu hổ nhìn về phía đường khả hình, bộc lộ ý cười. Đường khả Hinh nhìn thấy vẻ mặt này của cô Trần, cô lập tức ha ha ngọt ngào cười rộ lên, nhìn về phía tất cả các tiểu bằng hiếu, ngọt ngào đáng yêu tựa như những thiên sứ này, giang rộng hai tay nói các bạn nhỏ. Cảm ơn các em hôm nay đã vì chị mà làm chuyện này. Chị rất vui vẻ, thật sự vui vẻ, hiện tại cũng bắt đầu thôi. Chúng ta cùng đi phòng ăn hải dương, ăn đá bào đỏ, sau đó nhìn biển rộng bao la, nhìn mỹ nhân ngư có được không? Được à, chấm than ngoặc kép. Tất cả các tiểu cô nương lập tức tươi cười vỗ tay. Đường khả hình cười đến vui vẻ, nhìn đến mấy bé gái đi theo cô giáo, đi đến phòng ăn Hải Dương. Cô chậm rãi thu hồi lại sắc mặt, cắn môi dưới, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi gọi Trang Hạo Nhiên. Anh, cái tên đáng chết này. Em ghét anh, ghét anh, ghét anh. 300 ngàn của tôi. Ô ô ô, người nào đó lại dùng khăn tay, vừa lau nước mắt, vừa đi về phía trước. Trên tầng tại cái cửa sổ sát đất nào đó. Trang hạo nhiên ngưng mắt nhìn về phía dưới tầng, người con gái xinh đẹp váy dài màu trắng thanh nhã kia, vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước, anh đột nhiên nhìn không được, ha một cái cười rộ lên, xoay người tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, nhớ tới vừa rồi đường khả hinh vì mình mà làm tất cả, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc ngọt ngào cùng hạnh phúc chưa từng có, tay anh cầm chiếc di động màu đen, mở ra cái tài liệu bí mật kia, nhìn về phía chính mình bên trong tấm hình, chưa bao giờ biết được đường khả hình trong quá khứ lại len lén quan sát mình như vậy. Anh xoay người lại, tay khẽ đặt lên cửa sổ, nội tâm lại một trận kích động dâng trào, thật vui vẻ cười. chương 804, kem lửa. Phòng ăn Hải Dương, hôm nay thật náo nhiệt, vô số những người bạn nhỏ, nhao nhao ngồi tại vị trí lãng mạn xa hoa, không ngừng vỗ tay, thật vui vẻ kêu to bánh ngọt lửa. Quản lý phòng ăn Kỳ Gia Minh mừng rỡ vui vẻ, đi khắp nơi tươi cười săn sóc các bạn nhỏ, hỏi các bé còn thích ăn gì nữa. Rùa biển, rùa biển kia, chấm than ngoặc kép, có một cô bé nhỏ, ngồi dựa vào bức tường thủy tinh của thủy cung, vui vẻ chỉ một con rùa biển to đang bơi đến, cười kêu to. Đường khả hình đứng giữa phòng ăn, vừa cười khổ vừa nhìn về phía quản lý, đang đi khắp nơi tươi cười hỏi các bạn nhỏ ăn gì, cô khẽ cắn môi dưới, không có dũng khí mở miệng, lại có chút buồn bực nói, người một nhà đều không lưu lại một chút mặt mũi. Anh cho là bữa cơm này, có người mời chắc. Đường tiểu thư, cô giáo của viện phúc lợi, mỉm cười đi tới, nhìn về phía đường khả hình, cảm kích nói, thực sự cảm ơn cô, những người bạn nhỏ nãy đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Không cần khách khí, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức khắc tươi cười sán lạn nhìn về phía bà, nói cứ việc ăn hết mình. Đều tính cho tôi, các bé ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, chỉ cần các bé vui vẻ là được rồi. Thực sự cảm ơn cô, cô là người tốt, cô giáo nghe lời này tức khắc lại xoay người, vui vẻ chăm sóc các bạn nhỏ. Đường khả hình sắc mặt hơi thu lại, vừa muốn khóc xoay người, nặng nề thở hồn hển một hơi, bất đắc dĩ nghĩ những thứ ở phòng ăn Hải Dương này, nổi tiếng là đắt tiền, đắt muốn chết. Cô miếu máu, bất đắc dĩ vén đuôi váy, muốn đi ra ngoài tính toán xem sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu tiền. Vừa cất bước, lại nhìn về phía trước thấy phó quản lý xinh đẹp cũng vừa đi đến, đang mỉm cười cũng với nhân viên bàn bạc, nói khó có được dịp các bạn nhỏ đến, một lát nữa để cho nàng tiên cá biểu diễn sớm hơn một chút. Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, có chút vui vẻ lấy di động màu trắng ra, bấm số của nhã tuệ. Alo, giọng nhã tuệ truyền đến. Đường khả hình đón ánh mặt trời rực rỡ, nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng ăn, đạp trên cỏ xanh mềm mại, vẻ mặt phấn khởi cầm di động, nói với nhã tuệ, nhã tuệ. Trước kia chị ở phòng ăn Hải Dương, nếu như bạn tôi vào đó ăn thứ gì, có thể nào giảm giá cho tôi được không? Nhã tuệ nghe lời này, mỉm cười cầm di động, tựa trước bàn làm việc, mềm giọng nói có thể. Thật vậy sao, có thể giảm bao nhiêu, đường khả hình vui vẻ kêu lên. Có bao nhiêu người, nhã tuệ lại cười hỏi. 38 người, còn thêm ba cô giáo, 41 người, chấm than ngoặc kép, đường khả hình phấn khởi nói. Nhã tuệ đột nhiên biến sắc, cầm di động, hơi đứng thẳng người, lo nghĩ nói, trời ạ, à, cô có nhiều bạn vậy sao. Sao tôi lại không biết vậy? Đường khả hình nhất thời nói không nên lời. Khách sạn có quy định, nếu như vượt trên 30 người chiết khấu 7%, nhất định phải là tổng quản lý ký tên. Nếu như 40 người, chẳng khác nào thuộc loại hình một bữa tiệc nhỏ, phải là phó tổng ký tên. Khuôn mặt nhã Tuệ lộ vẻ khó khăn nói. À, phó tổng cũng quản việc này sao? Đường khả hình có chút kinh ngạc. Nhưng mà cô sao lại tiêu dùng ở phòng ăn Hải Dương vậy? Một ly kem lửa cũng đã hơn 500 bốn người một người, chính là hơn hai vạn đồng đấy, càng không cần phải nói ăn các loại hải sản khác. Còn hơn nữa a, nhã tuệ cười rộ lên nói. Đường khả hình cắn chặt môi dưới, thở mạnh một cái. Nếu không, cô tìm tổng giám đốc tưởng thử xem sao. Nhã tuệ trêu chọc cô. Thôi đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình trong nháy mắt cúp điện thoại, còn nghĩ hôm nay rất có khả năng sẽ ăn hết của mình 10 vạn 8 vạn thôi, rồi sẽ có được 300 ngàn kia Ăn nhiều hay ít có liên quan gì đâu Cô tức khắc lại hu hu che mặt Muốn khóc lên Đường tiểu thư Một giọng nói dịu dàng truyền đến Đường khả hinh sửng sốt Buông hai tay Nhìn về phía người trước mặt Như mặt mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt Thắt lưng màu bạc Nhẹ quấn bên hông Tóc thắt bím nghiêng về bên trái Tay cầm túi sách đính chân châu trắng Đội nón ren trắng Mộng ảo mà mê người Mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía như mạt cười rộ lên nói như mạt tiểu thư xin chào đã lâu không gặp như mạt bộc lộ ôn nhu tươi cười nhìn về phía đường khả hinh có chút ngạc nhiên nói đúng vậy đã lâu không gặp hôm nay tôi đến viện phúc lợi vốn muốn đi thăm mấy đứa trẻ mà tôi trợ cấp nuôi dưỡng thuận tiện xem có cần giúp gì không bởi vì gần đây vẫn bận rộn với những hoạt động từ thiện nhưng không ngờ tôi vừa mới đến viện phúc lợi Liền nghe nói cô đã đón bọn nhỏ đi rồi, nói mời bọn chúng ăn kem lửa, lòng tôi vô cùng cảm kích, liền thuận tiện qua đây, cảm ơn cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức cười rộ lên nói, cô quá khách khí rồi. Tôi, tôi, tôi cũng muốn cho các bạn nhỏ một chút ngạc nhiên và vui vẻ thôi. Các bé cũng vô thân vô cố sao, thật sự cần chúng ta quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn. Chỉ là những người như chúng tôi, bình thường cũng chỉ tất bật với chính mình, rất ít khi nhớ tới các bé không giống như mà tiểu thư cô, nghe nói trong khoảng thời gian này, vẫn tận lực tổ chức hoạt động từ thiện, đóng góp những khoản xây dựng nhà mới cho bọn nhỏ, tôi thật sự rất khâm phục cô. Sao không người thân, không bạn bè? Như mặt nghe lời này, ngọt ngào cười rộ lên, đôi mắt mộng ảo thoáng qua vài tia sắc bén, hệt như cái đinh nhọn, lại dùng giọng điệu ôn nhu, nói tiếp, đúng vậy. Những đứa bé vô thân vô cố, vẫn đáng thương nhất. Không như những đứa nhỏ bình thường có cha có mẹ, luôn luôn được số phận chiếu cố. Thậm chí rất nhiều người, nhắc tới cô nhi, thoạt nhìn có vẻ như đồng tình, thật ra lại xem thường chúng. Một chút lạnh lẽo bỗng từ đâu lủi đến. Đường Khả Hinh có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt bộc lộ vẻ mặt như một người mẹ hiền từ, càng thanh tao lịch sự và quan tâm, đón cơn gió mát lành, nhìn về phía cửa ra vào phòng ăn Hải Dương. Đường Khả Hinh lập tức cười rộ lên đáy lòng có chút kích động nói chúng ta thực sự hẳn là rất thương yêu những đứa bé này mỗi bé đều rất xinh đẹp động lòng người lại đáng yêu như vậy như mạt cũng mỉm cười gật đầu nói đúng vậy một lần nữa xin cảm ơn cô về lần chiêu đãi nhiệt tình ngày hôm nay đừng khách sáo tôi còn có một chút chuyện muốn đi trước cô muốn vào phòng ăn hải dương chơi với mấy đứa bé sao đường khả hinh mỉm cười nhìn cô hỏi ừm đúng vậy như mạt mỉm cười gật đầu vậy tôi không quấy giày cô nữa, tôi còn có việc phải đi trước. Đường Khả Hinh nói xong, liền nhấc đuôi váy dài lên, mỉm cười gật đầu, thong thả bước qua bên cạnh cô. mùi hương hoa hồng theo gió nhẹ nhàng lan tỏa, giống như làn khói. như mặt người thấy mùi hương hoa hồng này, đôi mắt đơn thuần mơ mộng vừa rồi chậm rãi biến mất hệt như ánh sáng bên ngoài vũ trụ, sâu xa mở miệng nói, đường tiểu thư. hả, Đường Khả Hinh mỉm cười xoay người. Hương hoa hồng trên người cô, thơm quá. Hai tròng mắt như mà chăm chú nhìn phía trước, giọng nói hệt như từ hang sâu tăm tối phát ra. Đường khả hình chớp mắt, lúc này mới nhớ tới bên tai còn mang đóa hoa hồng trắng kia, hơn nữa sáng nay còn cầm hoa hồng cả buổi sáng, trên người tự nhiên sẽ còn dính mùi hương, liền mỉm cười nhìn cô, nói, phải không? Có lẽ là do hôm nay tôi cắt hoa hồng từ sáng sớm. Tôi cũng cảm thấy rất thơm, tôi rất thích mùi hương của hoa hồng, dù sao vẫn cảm thấy rất huyền ảo và yêu nhã. Như mà chậm rãi xoay người, mặt hơi ngước lên, hai tròng mắt chậm rãi lóe lên ánh nhìn thần bí, nhìn cô cười nói, đúng vậy, hương hoa hồng là mùi hương duy nhất làm xúc động lòng người trên thế giới này. Nó vương trên người cô, cũng rất xứng. Thật vậy sao, cảm ơn, đường khả hinh nói xong, liền mỉm cười kéo váy, rời đi. Đôi mắt như mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng đường khả hinh hệt như cô dâu mới kia, lập tức nhớ tới lúc nhỏ, có một cô bé vì muốn kết hôn với Hạo Nhiên, ở giữa vườn hoa hồng trắng mà tưởng thiên lỗi đã trồng cho mình bẻ gãy, bất luận kẻ nào dám động đến hoa hồng trắng của mình, cũng phải chết. Cô nói xong, liền hơi thu lại nét mặt vừa rồi, quay người đi về phía phòng ăn Hải Dương. Hai bóng đen, lập tức giống như chim én, rơi xuống bãi cỏ mềm mại, lạnh lùng nhìn bóng lưng như mặt, không có chút lơ là. Tiểu vi nhịn không được, muốn đi lên phía trước, tìm kết quả. Không được, chấm than ngoặc kép, Tiểu Hà nắm lấy tay em gái, nhanh chóng nói, cậu chủ tôi muốn hiện tại chúng ta chỉ phụ trách sự an toàn của Đường tiểu thư. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, Tiểu Vi chăm chú nhìn bóng lưng Như Mạt nói. Tiểu Hà cũng dừng bước lại, liếc mắt nhìn Như Mạt một cái. Như Mạt biết các cô ở phía sau mình, nhưng vẫn nhàn nhạt xách túi của mình, dáng vẻ nhàn rỗi, mỉm cười đi về phía trước, thẳng tới cửa ra vào phòng ăn, nghe thấy chuông điện thoại vang lên tay cô thò vào trong túi sách chân châu của mình, lấy điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi, đáp lời đầu dây bên kia, ôn nhu nói, là tôi. Ừm, tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ ở viện Phúc Lợi, đều phiền chết. Hôm nay bọn nó còn muốn tôi chạy một chuyến như vậy, tôi rất mệt. Không thì như vậy đi, dù sao chỗ ở tại nhà mới cũng chưa đầy đủ, để cho bọn nó cùng đến thiên đường ăn kem lửa đi, chỗ đó nhất định rất đẹp. Lại thoải mái, sẽ không bị coi thường như vậy đường tiểu thư sau này cũng không cần quan tâm. Ừm, đúng, bọn nó thích ăn kem, bỏ một ít thuốc vào bên trong. Cho bọn nó có chút vui vẻ đi. Điện thoại ngắt kết nối. Như mà cầm di động, thong thả bỏ lại vào trong túi sách, lại ôn nhu tươi cười, đi về phía phòng ăn hải dương. Như mà tiểu thư, cô tới rồi, chấm than ngoặc kép, cô giáo của viện phúc lợi, còn có Trần Nghĩa mỉm cười đi ra phòng ăn, nhìn thấy như mặt, liền ngạc nhiên cười hỏi vâng tôi nghe nói bọn nhỏ hôm nay ở phòng ăn hải dương dạo chơi và ăn kem liền tới đây xem thử tôi lại nhớ tình tình rồi như mạt mỉm cười nói à vậy cô mau đi xuống mỗi bé đều chơi rất vui vẻ ở bên trong một số còn la hét phải ăn kem nhanh một chút quản lý phòng ăn đang gọi cơm cô giáo lưu đối với như mạt vẫn vô cùng tôn kính cô vẫn luôn là nhà từ thiện lớn nhất của viện phúc lợi được cùng nhau vào thôi như mặt liền mỉm cười cùng mọi người đi xuống phòng ăn Hải Dương. chương 805, ba mẹ. Lúc đường Khả Hinh đi về hướng tập đoàn Á Châu liền nhận được điện thoại của bác dịch, bảo cô phải đến phòng làm việc của anh một chút. Bởi vì bác dịch là một trong những vị giám khảo chính thức trong trận thi đấu rượu đỏ lần này, cho nên Tổng Bộ Hoàn Cầu đã cấp cho anh một phòng làm việc riêng. Đang đói bụng, lúc này còn tới phòng làm việc của anh, đoán rằng nếu trò chuyện sẽ phải đến buổi chiều. Đường Khả Hinh bước đi trên bãi cỏ xanh biếc, một tay xoa bụng, vẻ mặt bộc lộ sự lúng túng. Tưởng Thiên Lỗi dẫn những cán bộ cấp cao vừa đi đánh gôn về, đang bàn luận chuyện khai phá những khu đất mới, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh bước đi giữa bãi cỏ từ xa tới. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc thả tự nhiên, tay trái dắt một đóa hồng, xinh đẹp động lòng người, yêu nhã đi tới. Anh hơi giật mình nhìn về phía dáng vẻ của cô, lo lắng kêu nhỏ Khả Hinh đường khả hình đón những cơn gió ngọt ngào ngẩng đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang dẫn những vị cán bộ cấp cao đứng giữa thảm cỏ cô lập tức nâng làn váy dài đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi tôn kính mỉm cười gật đầu kêu nhỏ tổng giám đốc tưởng tưởng thiên lỗi lặng lẽ nhìn đường khả hình cứ như vậy ngọt ngào động lòng người đứng trước mặt mình hai tròng mắt anh lóe ra mới mỉm cười hỏi tại sao lại trang điểm như thế này rồi đi tới khách sạn á châu có chuyện gì không ách sắc mặt đường khả hình hơi hồng nghĩ ngợi nói bởi vì em có chút việc cho nên mới tưởng thiên lỗi nhìn cô một lúc lâu cảm giác vừa rồi cô đi tới mang dáng vẻ tức giận anh liền quan tâm hỏi có chuyện gì thì cứ việc nói với anh thật sự không có chuyện gì đường khả hình nghe lời này chân thành cười đông anh đứng phía sau tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác chua sót không có ai biết rõ hơn cô người đàn ông này vì muốn mang lại một không gian yên tĩnh cho cô ấy mà kiềm chế chính mình, mỗi lần gặp mặt đều yên lặng kiềm chế. Hai trong mắt Tưởng Thiên lỗi lóe ra, liền gật đầu, nói, "Được rồi, muốn đi làm việc gì thì mau đi đi." "Cố lên." "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu xong, liền muốn nâng làn váy dài đi về phía trước, lại ngẩng đầu, dường như nghĩ tới điều gì, kích động xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên lỗi mặt của cô lập tức lộ ra nụ cười tươi gọi, tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại đứng trên cỏ, xoay người, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, làm sao vậy? Đường Khả Hinh nhưng chớp mắt, nhớ đến lời nói của Nhã Tuệ, khẽ cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng đi lên phía trước, lúng túng cười nói, em, em, em có một số việc muốn tổng giám đốc Tưởng giúp đỡ một chút, nhưng lại có cảm giác mình thật không biết xấu hổ. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, có mấy phần vui vẻ Nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dáng vẻ lấy lòng tươi cười nói, "Em, em, em hôm nay ở phòng ăn Hải Dương mời rất nhiều bạn nhỏ ở viện phúc lợi ăn cơm." "Ách, ách, em, em nghe nói, nếu như tìm, tìm tổng giám đốc ký tên, có thể được giảm giá." Các lãnh đạo cấp cao đứng phía sau Tưởng Thiên Lỗi, nhịn không được cười. Đông Anh nghe xong cũng khẽ gật đầu, cười Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười. Đường Khả Hinh nâng mí mắt, liếc về phía Tưởng Thiên Lỗi thăm dò ý tứ, lại không xấu hổ cười nói: Tổng giám đốc, anh, anh xem em vì hoàn cầu đã lao tâm khổ tứ, có thể giúp em ký một chữ được không? Được giảm giá đó. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lại nhịn không được cười, thở ra, tay hơi nâng lên. Các lãnh đạo cấp cao nhìn nhau hội ý, sau đó cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ rời khỏi anh mời bao nhiêu người ăn cơm đâu cần phải tìm người cầu cứu. Theo như tính tình của Hạo Nhiên, hẳn là phát lương cho em cũng không ít. Tưởng Thiên Lỗi nói, anh chính là quỷ hẹp hòi. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lập tức ngẩng đầu, tức giận nói xong, nhìn vẻ mặt sửng sốt kia của tưởng thiên lỗi, cô lập tức cười ha ha, có chút khẩn trương cười rộ lên nói, không phải. Ý của em là, em, lương của em cũng không thấp, nhưng là hôm nay em mời mười mấy bạn nhỏ ăn cơm ở phòng ăn Hải Dương, thật sự là. Mười mấy bạn nhỏ, từ lúc nào mà cô lại có tới mười mấy bạn nhỏ vậy? Đông Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía đường Khả Hinh. Mặt đường Khả Hinh đỏ lên, vội vã ấp úng cúi đầu, nói, đó là các bạn nhỏ từ viện Phúc Lợi, bởi vì vừa vặn có một buổi tiệc tối nay, mấy bạn nhỏ này đang tụ tập ở tập đoàn Hoàn Cầu chúng em chuẩn bị biểu diễn, em liền. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ra vấn đề, Nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, anh nghĩ em trúng 300 ngàn, cho nên ăn nhiều hay ăn ít chắc không sao đâu. Một mũi tên đâm trúng nỗi lòng của cô. Khuôn mặt Đường Khả Hinh đỏ bừng, bị người ta vạch trần sự tình, vô cùng xấu hổ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, mới khẽ nhếch môi ôn nhu cười nói, em muốn anh giúp cũng được. Nhưng anh có một điều kiện. Khả Hinh vẫn đang sờ bụng. Cái gì? Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng cổ tay lên nhìn giờ, đã là giữa buổi trưa, liền nói cùng nhau ăn một bữa cơm. "A", à, Đường Khả Hinh kinh ngạc đáp. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cùng nhau ăn bữa cơm. Ngay tại phòng ăn Hải Dương, cùng với bọn nhỏ. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh, nghe Nhã Tuệ nói rằng mình và tổng giám đốc Tưởng đã từng có một thời gian yêu nhau, lại không biết nguyên nhân chia tay bây giờ đưa ra yêu cầu như thế cô không biết có nên đáp ứng hay không nếu như em bằng lòng ăn chưa cùng anh vậy bữa cơm hôm nay của mấy bạn nhỏ ở phòng ăn hoàn toàn miễn phí tưởng thiên lỗi mỉm cười nói thật sao ánh mắt đường khả hình sáng ngời phải tưởng thiên lỗi gật đầu lên tiếng trả lời được chấm than ngoặc kép đường khả hình không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng tưởng thiên lỗi cũng ngẩng mặt cười rộ lên nhìn cô gái mà mình yêu thương sâu sắc hơi nghiêng người dơ tay nói đi thôi đường khả hình lập tức nâng làn váy dài lên tươi cười ngọt ngào đi về phía trước hai người giống như một đôi tình nhân ăn ý cùng nhau đi về phía trước đông anh đứng phía sau kích động nhìn về phía bong dáng nghiêm nghị của tưởng thiên lỗi tăng thêm mấy phần vui sướng đã lâu rồi anh ấy không có cười nhiều như vậy phòng ăn hải dương đôi vợ chồng người nhật bản mỉm cười đi vào phòng ăn hải dương lập tức nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi trong phòng ăn Nói chuyện trí chóe, cãi nhau, rất vui mừng và náo nhiệt, bọn họ hơi giật mình. Lúc này Kỳ Gia Minh nhanh chóng đi tới, nhìn đôi vợ chồng người Nhật Bản cười nói, "Rất xin lỗi hai vị, hôm nay phòng ăn của chúng tôi hơi nhiều các bạn nhỏ, mong hai người đừng để ý, hay là hai người lên đại sảnh VIP trên tầng 2." Người phụ nữ Nhật Bản mỉm cười dùng tiếng Trung lưu loát của mình nhìn về dáng vẻ ngọt ngào, đáng yêu của mấy bạn nhỏ nói, "Không cần đâu, chúng tôi ngồi ở đây cũng được." nhìn bọn nhỏ vui vẻ, chúng tôi cũng thấy vui vẻ theo. Mời qua bên kia, Kỳ Gia Minh lập tức cười, hơi nghiêng người mời bọn họ ngồi vào bàn. Hai vợ chồng người Nhật Bản mỉm cười đi về phía trước, đi qua mỗi bạn nhỏ đáng yêu động lòng người, hai chồng mắt lóe ra, họ không phải là người bình thường. Họ đã chuẩn bị kỹ càng Flo Leon 113, giấu trong đồng hồ đeo tay, chỉ cần đè xuống mặt sau đồng hồ đeo tay là có thể phóng khí này ra, bản thân nó mang một hương vị ngọt dịu, sau khi xử lý hóa học, gặp lửa là có thể trở thành khí độc. Wow, hai con rùa lớn, còn có một con rùa nhỏ. Có một cô bé nhỏ, mặc váy màu trắng, mái tóc thật dài, tên là Tình Tình. Lần này biểu diễn từ thiện diễn nhân vật thiên nga nhỏ màu trắng, chỉ thấy cô bé mở to mắt, nâng đôi tay non nớt trống lên bức tường bằng thủy tinh, nhìn hai con rùa lớn dẫn rùa con nhẹ nhàng đi về phía trước. Cô bé không khỏi nghĩ đến, nếu như mình có ba mẹ, cũng có thể giống như các bạn nhỏ khác ba mẹ có thể ngồi dưới sân khấu xem chính mình diễn xuất. Không cần nghĩ đến ba mẹ, một cô bé đáng yêu khác, có mái tóc ngắn, đẹp giống như một búp bê sứ, cũng ngồi trên ghế, nhìn hai con rùa lớn và một rùa con kia, nói chị Lý nói, ba mẹ của chúng ta đã đi đến một nơi rất xa, sẽ không trở về. Tình tình nghe vật lập tức khổ sở cúi đầu miếu máu, đôi mắt xinh đẹp mở to, lập tức nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào hỏi thế nhưng vì sao bọn họ không mang chúng ta đi theo em xem trên tv nhìn các cô bé khác có thể cùng ngủ với ba mẹ nhưng chúng ta đều ngủ một mình một chiếc giường nhỏ bọn họ không muốn chúng ta sao cô trần nghe lời này bất đắc dĩ đi tới nhìn hai tiểu bảo bối này bình thường muốn có cha mẹ nhất cười khổ nói ô kìa bảo bối của cô không cần nghĩ về ba mẹ nữa cô trần và viện trưởng cũng rất thương các con mà có đúng hay không hai cô bé nhỏ đáng yêu nghe lời nói của cô cảm thấy tốt hơn một chút không cần nghĩ đến ba mẹ nữa. Có một cô bé hơi mập một chút, cầm chiếc thìa nhỏ trong tay đang ăn salad hoa quả, khiến cho miệng phồng lên. Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt tròn tròn, cái miệng nhỏ mấp máy nói có ba mẹ cũng không tốt. Bọn họ hay đánh chúng ta, cũng sẽ mắng chửi chúng ta, còn không chuẩn ăn đồ ăn vặt, không cho phép xem phim hoạt hình. Ba mẹ thấy trên tivi động một tí là lại cầm móc áo. Cô Trần lập tức nhịn cười, nhìn về phía cô bé nhỏ này, lấy tay ôm đầu mình nói, ai ra? Chỉ biết ăn, biết chơi, còn biết xem phim hoạt hình nữa. Viện trưởng nói, đây là mục đích sống của tiểu cô nương con. Chấm than ngoặc kép, cô bé lập tức ngẩng đầu, giả vờ như viện trưởng, ngẩng mặt nói. Trong phòng ăn lập tức vang lên những tiếng cười vui vẻ của các vị khách và quản lý nhà hàng. Như mà cùng mấy vị sư phụ cùng nhau cười rộ lên, trong lỗ tai có đeo một tai nghe bluetooth nhỏ xíu, từ trong đó truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, khí độc đã chuẩn bị xong, chỉ cần có lửa, độc tố này có thể đưa chúng nó lên thiên đường. Cô nghe xong, khuôn mặt hơi bộc lộ ý cười, ngẩng đầu nhìn hai cô bé nhỏ trước mặt, mặc những chiếc váy xinh đẹp, mỗi người đều non nớt đáng yêu giống như thiên sứ nhỏ, liền nhớ tới chính mình hồi còn bé, chỉ vì một miếng bánh ngọt, đều phải trộm rồi giấu dưới gầm giường để ăn, rất sợ những đứa nhỏ khác phát hiện, sẽ cướp mất bánh ngọt của cô. Mặt của cô lộ ra sự yên lặng, cô cảm thấy, trên thế giới này, tất cả những đứa trẻ trong viện phúc lợi, trừ mình ra đều đáng chết. Các bạn nhỏ, chấm than ngoặc kép, tính tình kỳ gia minh luôn nhiệt tình hiếu khách, chỉ thấy anh lập tức đứng giữa phòng ăn, hai tay chụp lại một tấm hình, nhìn các bạn nhỏ đáng yêu thuần khiết, cười rộ lên nói, hôm nay ở phòng ăn Hải Dương, vui chơi có thích không? Chơi rất vui, các bạn nhỏ lập tức kêu to. Nàng tiên cá có xinh đẹp hay không? Đẹp. Ha ha ha, kỳ gia minh cười rộ lên, nhìn về phía các bạn nhỏ nói vậy bây giờ chú mang vào một món mà các cháu thích ăn nhất kem có được không được các tiểu bảo bối đứng dậy vỗ tay vui mừng nói được rồi các cháu ngồi xuống chú lập tức dặn dò các chị xinh đẹp mang kem lên cho các bạn nhỏ đáng yêu ở đây kỳ gia minh nói xong liền giơ tay lên toàn bộ phòng ăn chợt im lặng tất cả bạn nhỏ nhao nhao ngồi tại chỗ yên lặng mong chờ nàng tiên cá trên bức tường đang bơi lội trong nước cứ như vậy vô cùng huyền diệu. Lập tức, một loạt ánh sáng sáng lên. Hơn 10 chị gái xinh đẹp mặc bộ quần áo nàng tiên cá, đầu đội mái tóc giả vàng óng, kéo lê đôi giày trượt băng, tay bê từng đĩa bánh ngọt bước đến, nhanh nhẹn đặt trước mặt mỗi bạn nhỏ. Qua, wow, chấm than ngoặc kép, các tiểu cô nương đáng yêu mở to mắt, nhìn về phía đĩa bánh ngọt vô cùng vui vẻ, vỗ tay cười rộ lên. Hai vợ chồng người Nhật Bản mỉm cười ngồi chỗ của mình, nhìn mỗi bạn nhỏ ngây thơ thuần khiết, hai tròng mắt sáng lên, lóe ra vài tia sát khí, người đàn ông đã động thủ, với tới bên trong mặt đồng hồ, muốn nhấn xuống. Tổng giám đốc tưởng tới, có người hô lên, hai vợ chồng người Nhật Bản lập tức dừng lại động tác. Như mặt cũng hơi ngửa đầu, nhìn về phía của ra vào, lập tức sửng sốt. Hai người Tiểu Vi và Tiểu Hà đi trong bóng tối, vào phòng ăn Hải Dương, như thiên sứ màu đen nhìn toàn cảnh xung quanh phòng ăn, đôi mắt bộc lộ phòng bị cùng cảnh giác cao độ, Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 805.